chương 1229 triệu kiến thành cười khổ nói, ta khi đó lựa chọn rời đi, là bởi vì ta nhìn thấy ngươi thật giống như lựa chọn người khác. Chẳng qua là sau này trở về lại phát hiện, ngươi cũng không có lựa chọn. Ta tuyển người nào? Ta chọn cái kia là anh ta, vì để cho hắn có cơ hội hướng trong lòng của hắn nữ thần thổ lộ. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, ngươi thấy rõ ràng chưa? Bánh bánh vừa nhắc tới cái này liền giận không chỗ phát tiết. Ta, bánh bánh đầy ngập phiền muộn tựa hồ cũng muốn tại thời khắc này bạo phát đi ra thật vất và trở về liền đến tìm ta một lần ăn bế môn tạ khách về sau liền lại không có xuất hiện qua khi đó ta đối nam nhân này đã triệt để tuyệt vọng một cái nội tâm tự ti đến như thế nhút nhát ra hỏa làm thế nào nam nhân của ta a à? cho nên đoạn thời gian kia ta thật chính là mất hết can đảm liền nghĩ một lòng tu luyện có chừng gần ba năm đều không gặp lại qua hắn triệu kiến thành hổ thẹn cúi đầu xuống cũng không giải thích vẫn là Sam Uy nói lời công đạo, bánh bành học tỷ, kỳ thật ngươi cũng không thể hoàn toàn quái triệu học trưởng. Chủ yếu là ngươi quá đẹp, hắn mới có thể tự ti. Đúng đúng đúng. Triệu Kiến Thành liên tục gật đầu. Ngươi im miệng. Bánh bánh trừng mắt lướt hắn một cái, Triệu Kiến Thành lập tức im tiếng, nơm nớp lo sợ nhìn xem nàng. Bành bành tiếp tục nói, nếu không phải sau này đi lúc thi hành nhiệm vụ lại đụng phải cái tên này, tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn còn không tiếc hết thảy tới cứu ta, ta đều cho là hắn đã sớm đem ta triệt để quên. Ngay tại hơn nửa tháng trước, kẻ ngu này còn chạy tới hỏi ta tham gia hay không tham gia Hải thần duyên ra mắt đại hội, hắn xin hỏi ta cái này, đều không dám nói với ta một câu thích ta. Đơn giản các ngươi biết không? Các ngươi biết khi đó trong lòng ta có nhiều tuyệt vọng sao? Ta thật nghĩ một bàn tay hút chết hắn, đừng để hắn lại tai họa cái thế giới này. Triệu Kiến Thành có chút ủy khuất nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc ấy ngươi nói cho ta biết ngươi không đến, nói ngươi muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Bành Bành cười lạnh nói, sau đó ngươi liền chạy đến nơi đây, tới một cái người nào tuyển ngươi liền tuyển người nào, đúng không? Chuẩn bị triệt để quên ta, đúng không? Ngươi cũng đối với ta tuyệt vọng, đúng hay không? Ta, Triệu Kiến Thành xấu hổ cúi đầu xuống. Bành Bành hung tợn nói, ngươi xem một chút ngươi này nhân duyên, nếu không phải ta tuyển ngươi, ngươi cho rằng có người sẽ muốn ngươi sao? Vừa mới nếu như ngươi liền cuối cùng tuân thủ chính mình cam kết dũng khí đều không có, ngươi liền thật vĩnh viễn mất đi ta, ngươi biết không? dứt khoát, ngươi nhiều ít còn có như vậy một chút xíu huyết tính. Nói đến đây, nàng quay đầu đi chỗ khác, hờn dỗi không nhìn nữa triệu kiến thành. Trịnh Long Giang nói, triệu học trưởng, hiện ra ngươi dũng khí thời điểm đến. Ngươi cũng khiếp sợ đã nhiều năm như vậy, hôm nay ngay trước chư vị sư trưởng cùng mặt của mọi người, tới đi, có lời gì muốn đối học tỷ nói liền mau. Triệu kiến thành dùng sức gật đầu, sau đó nắm chặt bành bành tay, thật xin lỗi, bành bành. Hết thầy tất cả đều là lỗi của ta, Tự ti để cho ta đều không có dũng khí, tại đối mặt ngươi thời điểm hướng ngươi thổ lộ. Để cho chúng ta phí thời gian nhiều năm như vậy. Ta thích ngươi, ta theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền thích ngươi, sau này, làm ưa thích trở nên nhiều hơn về sau, ta liền phát hiện mình đã không thể tự kiềm chế yêu ngươi. Kỳ thật, vừa mới ta tại đến đây tham gia ra mắt đại hội thời điểm, ta liền suy nghĩ, nếu có người chịu tuyển ta, ta muốn nếm thử quên ngươi. Có thể là, coi ta vừa mới tái kiến ngươi thời điểm, ta lại phát hiện cái kia căn bản là là chuyện không thể nào trong lòng ta, đã tràn đầy ngươi, rốt cuộc dung không được mặt khác. Bành bành, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi còn đuổi theo muốn ta, cảm ơn ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã là khóc không thành tiếng. Bành bành cuối cùng xoay đầu lại, nhìn xem trước mặt cái này cuối cùng sẽ nhút nhát, nhưng lại một mực sơ yêu mình sâu đậm thằng nhóc to xác, ánh mắt của nàng dần dần không có không cam lòng, còn lại chỉ có ôn nhu. Nàng giơ tay lên, nâng lên khuôn mặt của hắn, thật xin lỗi, ta cũng không nên đánh cược với ngươi tức giận, nếu như không phải ta như vậy kiên cường nếu như là ta dũng cảm một chút chủ động đi tìm ngươi lời cũng sẽ không như vậy kỳ thật ngươi cho tới bây giờ đều không phải là một người nhát gan quỷ một cái vì ta chịu đánh đổi mạng sống đại giới đi cứu nam nhân của ta thế nào lại là quỷ nhát gan đâu lần kia sau khi trở về tỉnh táo lại ta liền đặt quyết tâm dù như thế nào lúc này đều muốn bắt lại ngươi ngươi không chủ động ta liền chính mình chủ động cho nên ta tới cũng không nghĩ lại đi Nói xong, hai tay của nàng thuận thế ôm triệu kiến thành cổ hai người thật chặt ôm nhau. Hai người thâm tình đối thoại, không khỏi lây nhiễm ở đây hết thảy mọi người. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô liên tiếp đưa cho bọn họ tràn đầy chúc phúc. Trịnh Long Giang cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hôm nay thật sự là mở đầu xong. Không nghĩ tới lần thứ nhất làm người chủ trì, liền gặp được như thế kinh thiên đại nghịch chuyển một màn. Thật chính là giá trị hồi trở lại giá vé. Bất quá, ta kỳ thật hiện tại đặc biệt muốn biết số hai nam sinh giờ này, khắc này bóng ma tâm lý diện tích. Đến, nói cho chúng ta một chút đi. Số hai nam sinh Trương Nguyên Dung cũng là mặt cười khổ, sau đó thật sâu hướng đối diện các nữ đệ tử bái, các vị tỷ tỷ muội muội hạ thủ lưu tình. Ta hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng kỳ thật ta không hâm mộ triệu học trưởng cùng bành bành học tỷ tình yêu. Bọn hắn này yêu quá trình quá thống khổ, nếu như là ta, tìm tới chính mình cô nương yêu dấu, nhất định sẽ giống kẹo dẻo một dạng dính vào đi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trịnh Long Giang hướng hắn dơ ngón tay cái lên, không thể nghi ngờ, Trương Nguyên Dung lời nói này biểu hiện vẫn là tương đối không sai, lại thêm cái kia huyễn khốc cầu vòng võ hồn, vẫn là có không nhỏ lực hấp dẫn. Tốt, hiện tại thỉnh các vị hải thần tiên tử nhóm làm ra lựa chọn. Số 2 nam sinh, Trương Nguyên Dung niên đệ, tất cả ánh sáng trụ lúc trước triệu kiến thành cùng bành bành kết quả thời điểm liền đều đã một lần nữa phát sáng lên lúc này lần nữa bắt đầu mới lựa chọn phốc 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 từng đạo đạo quang trụ tịch diệt rất nhanh liền diệt hơn phân nửa cuối cùng còn thừa bốn đạo cột sáng đều là dáng người hơi lùn nữ học viên trương nguyên dung đại đại nhẹ nhàng thở ra lần nữa khom người thăm hỏi gương mặt vẻ cảm kích Trịnh Long Giang cười hắc hắc, nói, không tệ, không tệ, có bốn vị hải thần tiên tử lựa chọn cho chúng ta Trương Nguyên Dung, niên đệ lưu lại cột đèn. Như vậy, vị kế tiếp cũng chính là chúng ta tân tấn nội viện tiểu học đệ Lam Hiên Vũ. Cần phải nhắc nhở các vị hải thần tiên tử chính là, lúc trước hắn đã minh xác nói, hắn đã lòng có sở thuộc. Cho nên, nên diệt liền diệt đi. Bất quá, ta kỳ thật đặc biệt hy vọng thấy chính là, hắn lòng có sở thuộc cái vị kia cũng cho hắn diệt. Ha ha, chỉ đùa một chút, xin bắt đầu. Lam hiền vũ tức giận chừng trịnh long giang phương hướng liếc mắt bao lớn thu a à? như thế rủa ta thế nhưng khiến cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện đối diện tất cả cột đèn tại trịnh long giang tuyên bố sau khi bắt đầu một cái đều không diệt không sai liền là một cái đều không diệt hết thảy cột sáng tất cả đều lóe lên lắc lắc sắt một thoáng đều không có trịnh long giang nháy nháy mắt nhìn lại một chút bên người sam úy sau đó nhịn không được nói tình huống như thế nào chư vị hải thần tiên tử đã bắt đầu các ngươi có khả năng tắt đèn trụ có thể là, vô luận hắn nói thế nào, vẫn là một cái cột đèn đều không diệt. Trịnh Long Giang nhịn không được nói, các ngươi đều lựa chọn cho hắn giữ lại cột đèn sao? Hắn nhưng là đã có người thích rồi. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Chúng ta lưu cột đèn là chính mình nguyện ý, có người thích làm sao vậy? Chẳng lẽ liền không thể cạnh tranh sao? Chúng ta học viện sử lai khắc, ra một cái loại cấp bậc này đại xuất ca dễ dàng sao? Ngươi im miệng. Một tên bá khí mười phần giọng nữ không chút khách khi nói ra. Ta, Trịnh Long Giang che mặt, nguyên lai like, nữ nhân các ngươi quả nhiên đều là chỉ nhìn mặt. Nữ nhân các ngươi tất cả đều là cánh gà ngâm tiêu. Muốn chết đi ngươi. Sam Uy ánh mắt mang theo sát khí trong nháy mắt kéo tới. Không, lão bà của ta dĩ nhiên không phải. Trịnh Long Giang vội vàng bồi vừa cười vừa nói. Sam Uy hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lam Hiên Vũ phương hướng, nói, nhưng học tỷ nói không sai. Học viện chúng ta ra như thế một vị đại soái ca, chẳng lẽ còn không thể để cho chúng ta ngấp nghé một chút không? có thể cùng hắn cùng một chỗ tham gia ra mắt đại hội, trở thành đối tượng hẹn hò, vậy liền đại biểu cho tất cả mọi người có cơ hội. Mọi người nói đúng hay không? Chương 1230 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đúng, hết thảy nữ sinh cơ hồ đều là trăm miệng một lời nói. Lần này, liền Lam Hiên Vũ đều trợn tròn mắt. Trong lòng hắn cũng tại rút rút, đây cũng không phải là hắn hy vọng thấy một màn. Hắn đã có thể cảm giác được đối diện có sát khí đang tràn ngập, tam thập tam thiên dực, các nữ sinh không cho hắn tắt đèn trụ hắn còn có thể hiểu được, đó là vì cho hắn trường lớp này mặt mũi. Có thể mặt khác những cái kia các học tỷ là chuyện gì xảy ra đây? Cạnh tranh cái gì? Trịnh Long Giang hung tợn trừng mắt nhìn Lam Hiên Vũ, có biết hay không, ngươi đã là hết thảy nam sinh công địch. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, dáng dấp đẹp trai lại không phải lỗi của ta. Người đây muốn tìm cha mẹ ta. Hắn kỳ thật cũng tưởng tượng triệu kiến thành như thế, cấp tốc một đánh một, sau đó đem bạch tú tú mang đi, Vậy liền ổn. Trên thuyền lớn, đường Vũ Lân không khỏi mỉm cười, giờ này khắc này, tại trong đầu hắn tràn đầy trí nhớ đang vang vọng. Từng có lúc, hắn cũng từng đứng tại hải thần hồ trên mặt hồ. Mặc dù khi đó hải thần hồ cũng không là trước mắt dạng này, nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ, tại hải thần duyên ra mắt trên đại hội trải qua từng màn. Trịnh Long Giang không để cho hắn tiếp tục nói nữa, lập tức nói, số bốn nam sinh bắt đầu tắt đèn trụ. Phốc phốc phốc, phốc 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 một chuỗi phốc phốc âm thanh bên trong đối diện trong nháy mắt một mảnh ảm diệt đàm tiểu đao há to miệng quay đầu nhìn một chút lam hiên vũ nhìn lại một chút đối diện lão đại này xấu xí đúng là không nhân quyền hắn lúc này đã là có chút khóc không ra nước mắt may mắn đối diện cuối cùng còn có một đạo cột đèn bảo lưu lấy lại xuất hiện triệu kiến thành tình huống lúc đó sam úy cười nói xem ra bọn ngươi người cuối cùng vẫn là cho ngươi bảo lưu lại cơ hội như vậy hai vị mời ra đàm tiểu đao đã không kịp chờ đợi thôi động dưới chân lá sen trượt ra ngoài, một bên khác bảo lưu lại cột đèn nữ sinh cũng tuột ra. Đàm tiểu đao nhìn xem trước mặt quen thuộc thân hình, nhịn không được nói, nguyên bản ta cũng không có cảm thấy người tốt bao nhiêu. Nhưng hôm nay ta lại đột nhiên cảm thấy người đặc biệt tốt. Đoán chừng cũng chỉ có người có thể để ý ta. Tới đi, quỷ quỷ, đến ta trong ngực tới. Ngươi đều không cảm thấy ta tốt, còn muốn để cho ta đến ngươi trong ngực đi. Đối diện nữ sinh hai tay chống nạnh, dưới chân lá sen lại đột nhiên ngừng lại, Đàm tiểu đao sững sờ, ngươi muốn ồn ào loại nào? Đối diện nữ sinh hừ lạnh một tiếng, muốn cho ta cùng với ngươi, trước đánh qua ta lại nói. Vừa nói, một vệt bóng mờ tại trước người nàng sáng lên, sau một khắc, từng đạo màu tím đen khí nhọn hình lưỡi dao liền đã tựa như giếng phun, nương theo lấy âm vang giòn tiếng hót thẳng đến đàm tiểu đao phủ tới. Nữ sinh trên đầu mũ rộng vành trong nháy mắt bay lên, trên không trung phá toái, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt. Chính là phiêu tiểu nhất. Tại trước người nàng, lơ lửng một tấm toàn thân đen như mực đàn tranh, đàn tranh hai đầu, điều khắc đủ loại dữ tợn đồ án. Chính là nàng võ hồn, ma quỷ tranh. Một lời không hợp liền đánh. Đây là ra mắt sao? Tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, chỉ có đàm tiểu đao, tự hồ cũng sớm đã đoán được sẽ có tình huống như vậy phát sinh, không chút vật lòng. Màu đỏ đao mang nở rộ mà ra, hòa thành từng đạo sáng chói hồng mang chém ra hướng mình bay vụt, mà đến đàn tranh khí nhọn hình lưỡi dao, thê lương tiếng rít cùng cái kia tràn ngập sát cơ âm vang đàn tranh tiếng cơ hồ là đồng thời vang lên trong lúc nhất thời hai thần hồ trên mặt phẳng phất biến thành một mảnh núi thây biển máu hiện tại niên đệ học muội đều trở nên hung mãnh như vậy sao tham gia ra mắt đại hội nội viện các đệ tử cả đám đều không khỏi khiếp sợ trừng mắt lúc vừa mới bắt đầu bọn hắn là bởi vì đàm tiểu đao cùng phiêu tiểu nhữ đây đối với hiếm thấy tổ hợp đi lên liền đánh nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị hai người này thực lực làm chấn kinh có quan hệ với tam thập tam thiên dực toàn thể tiến nhập nội viện tin tức không chỉ là tại ngoại viện sinh ra ảnh hưởng rất lớn tại trong nội viện cũng là như thế nội viện các đệ tử ai không phải thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc thi vào nội viện giống bọn hán dạng này một thoáng toàn lớp tập thể tiến nhập nội viện tình huống có thể nói trước đó chưa từng có bởi vậy đối với tam thập tam thiên dực vô luận là ngoại viện đệ tử vẫn là nội viện đệ tử đều rất có phê bình kín đáo tam thập tam thiên dực bên trong, tương đối để cho người ta biết rõ một chút, cũng chính là Lam Hiên Vũ bọn hắn cái kia một đội, từng tại ngoại viện trong trận đấu đã đánh bại đệ tử cấp cao, cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà lúc này đàm tiểu đào, cùng phiêu tiểu như tuyệt đối là không có danh tiếng gì tồn tại. Nhưng bọn hắn chỗ cho thấy thực lực nhưng lại làm kẻ khác giật này cả mình. Mới mới vừa tiến vào nội viện không đến thời gian một năm, hai cái vị này lại đều đã là bát hoàn hồn đấu la cấp độ tu vi, coi như là tiến nhập nội viện 2-3 năm đệ tử, có thể đi đến loại cảnh giới này cũng tính là rất không tệ. Dù sao không phải mỗi một cái cũng giống như trịnh Long Giang như thế thiên tài. Mà lại, bọn hắn không chỉ là thực lực, nay chiến đấu, song phương võ hồn chỗ cho thấy mạnh đại bạo phát lực, lực phá hoại cũng đồng dạng làm người kinh ngạc. Hồng Minh Đao, Ma Quỷ Tranh, và chạm lẫn nhau. Mỗi một cái hồn kỹ ứng dụng đều vừa đúng, còn có cái kia vô cùng kinh khủng khí thế. Trong lúc nhất thời, rất có mấy phần đánh cho thiên hôn địa ám cảm giác, cái này khiến nội viện các đệ tử đối tam thập tam thiên dực, lập tức có nặng nhận thức mới. Này chút niên đệ, học muội có thể thi vào nội viện, xem ra cũng không là có nội tình gì, thực lực vẫn là rất mức cứng rắn. Các ngươi hai cái không sai biệt lắm đi. Hôm nay là ra mắt, quay đầu về nhà lại đánh. Làm hiên vũ đập vỗ chán, có chút bất đắc dĩ nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến trên mặt hồ. Nghe được hắn, lúc trước con đấu hung ác hai người nhất thời ngừng tay tới. Đàm tiểu đao cười hắc hắc, hướng phiêu tiểu như nói, có nghe hay không, lão đại lên tiếng. Nói thế nào? Phiêu tiểu như hừ lạnh một tiếng, nói, ngược lại tại ngươi không có đánh thắng ta trước đó, ta sẽ không gà cho ngươi. Đi thôi, đến bên cạnh chờ lấy xem lão đại ra mắt. Trước một khắc còn đấu hung ác hai người cùng tiến tới, tay nắm lên bờ đi. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tại trong lớp, hai cái vị này tuyệt đối có khả năng coi là một đôi tên dở hơi. Sở dĩ kêu dừng bọn hắn, là vì nhường ra mắt đại hội tiến hành tốc độ mau một chút, đằng sau bọn hắn còn muốn đối mặt tuyên bố sử lai like khắc thất quái, về sau cơ hồ tất nhiên sẽ xuất hiện khiêu chiến đây. Tắt đèn tiếp tục, đối diện các nữ sinh tiếp tục đi làm quyền lực của các nàng. Mà lúc này sốt sắng nhất, liền không gì bằng tiền lỗi. Mặc dù hắn đã làm tốt tâm lý kiến thiết, có thể làm dần dần sắp đến phiên hắn thời điểm, hắn vẫn không khỏi khẩn trưng lên. Nguyên ân huy huy an ủi, không có chuyện, không có chuyện. Sau khi trở về thật tốt thừa nhận sai lầm chính là, Tiền lỗi ủ rũ cúi đầu nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ta kỳ thật liền là khoe khoang một thoáng. Đây không phải chứng minh chính mình mạnh mẽ sao? Thật có như vậy mất mặt sao? Làm huynh đệ, ta không thể lừa ngươi. Có. Nguyên ân huy huy cười ha ha tại vết thương của hắn bên trên sát muối. Tiền lỗi cũng không có chú ý tới chính là, lúc này Nguyên ân huy huy, hai tay nắm quyền, siết thật chặt, hiện ra hắn cũng không an tĩnh nội tâm. Cuối cùng, đến phiên Nguyên ân huy huy, Hắn theo bản năng hướng đối diện nữ sinh trong đám nhìn lại. Nhán trị tức chính nghĩa câu nói này ở trên người hắn cũng hoàn toàn áp dụng, đối diện cột đèn vì hắn bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận, nhưng vẫn có một ít tại diệt đi. Đúng lúc này, Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên kêu lớn, "Tỷ, ngươi nhiều ủng hộ ta một hồi ha?" Đối diện một đạo cột đèn chập chờn một thoáng, rốt cục vẫn là duy trì sáng ngời. "Tình huống gì ngươi?" Tiền Lỗi kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy nguyên ân huy huy lại không nhìn hắn chính mình nhẹ nhàng thở ra nói không có gì ta chính là mong muốn nhiều một chút cột đèn không được sao ngươi trước cố lấy chính ngươi đi khụ khụ tiền lỗi tiếng ho khan bên trong liền đã đến phiên hắn đến làm tiền của chúng ta trồng chất niên đệ tắt đèn trụ thời điểm đến ân liền là vừa rồi cái kia biến thành giống lớn đại tinh tinh giống như trịnh long giang cho tiễn lỗi bổ một đao tàn nhẫn tiền lỗi không nhịn được muốn nhào tới cùng hắn liều mạng phốc 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 trong nháy mắt tịch diệt một mảnh, này liên miên tắt đèn tình huống, đằng trước cũng chỉ là tại Đàm Tiểu Đao trên thân xuất hiện qua một lần. Nữ sinh cho những nam sinh khác nhiều ít vẫn là lưu mặt mũi, ít nhất diệt không có nhanh như vậy. Thế nhưng, ngay tại tiền lỗi đã tiếp cận với hoàn toàn lúc tuyệt vọng, từng tiếng nhẹ kêu vang lên. Chương 1231 ngay tại tiền lỗi đã tiếp cận với hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, từng tiếng nhẹ kêu vang lên bởi vì là đứng ở hàng sau, tiền lỗi có chút không thấy rõ ràng, nghe được tiếng kêu kinh ngạc, nhịn không được ngoẹo đầu, theo khe hở giữa đám người bên trong hướng đối diện nhìn lại. Ngay tại cái kia tối sầm nữ sinh bầy bên trong, một mảnh màu xanh biếc lá sen tại cột đèn chiếu dọi đến là như thế rõ ràng. Đến mức bên người tất cả nữ sinh, tầm mắt đều đang nhìn phương hướng của nàng. Đúng vậy, có một đạo cột đèn giữ lại. Oa, wow, còn thật sự có người là thích hắn. Hai vị mời ra nhóm. Trịnh Long Giang thanh âm rõ ràng có chút phấn khởi, tại một vòng này bên trong, tiền lỗi xem như cái thứ ba đối mặt loại tình huống này. Mộng cầm đối ngươi, thật chính là không thể nói. Nguyên ân huy huy một mặt hâm mộ nhìn bên cạnh tiền lỗi. Hắn cũng không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, là mộng cầm thế mà mày may không biết xấu hổ, lựa chọn cho tiễn lỗi lưu đèn. Nàng phải đối mặt có thể là chung quanh hết thảy ánh mắt kinh ngạc. Tiền lỗi thân thể hơi hơi có chút run rẩy, lạ thường, hắn không nói gì thêm, mà là thúc giục dưới chân lá sen, chậm rãi tung bay về phía trước, phía trước nam học viên nhóm dồn dập tránh ra con đường. Tựa như đối diện, chân đạp lá sen nữ tử đang ở chậm rãi kéo dài lấy mặt hồ phiêu đãng, mà ra một dạng. Lá sen hướng về phía trước, nữ tử kia đã đưa tay lấy xuống đỉnh đầu của mình mũ rộng vành mạng che mặt, có thể không phải là thanh tú động lòng người la mộng cầm sao. Lập tức, nam sinh bên này một mảnh xôn sao. Tam thập tam thiên dực bên trong người còn tốt, bọn họ cũng đều biết tiền lỗi cùng la mộng cầm quan hệ. Có thể là, mặt khác nội viện đám học trưởng bọn họ nhưng lại không biết, bọn hắn thấy là một tên khí chất thanh lãnh có một đầu cơ hồ rủ xuống tới dưới chân mái tóc dài màu trắng thiếu nữ xinh đẹp. Lúc trước bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy, đến tột cùng là dạng gì cô nương, lại có dũng khí tuyển cái kia đần ra hỏa. Lại không nghĩ rằng, đúng là một vị xinh đẹp như vậy học muội. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi ghen ghét dâng lên. Chẳng lẽ nói, sái bào có người thích. Rất nhanh, hai người trên mặt hồ ở giữa đối mặt. Trong ngày thường, tu luyện cơ hồ ngày ngày đều tại cùng một chỗ, càng là quen biết nhiều năm như vậy, nhưng khi tiền lỗi vào lúc này khoảng cách gần nhìn xem trước người la mộng cầm lúc, lại khẩn trương trên chắn tràn đầy mồ hôi. Hắn đột nhiên phát hiện, hải thần duyên ra mắt lớn có thể như vậy không khí phía dưới, tựa hồ hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Mộng, mộng cầm, thật xin lỗi, ta vừa rồi cho ngươi mất mặt, ta. Tiền lỗi thanh âm có chút ngập ngừng nói nói ra. Không có gì. Là mộng cầm lắc lắc đầu nói, tiền lỗi sững sờ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lam Mộng Cầm sẽ nổi giận chút đấy, tựa như là trước đó bành bành đối triệu kiến thành như thế. Dù sao, bình thường Lam Mộng Cầm đối với hắn tuyệt đối không thể nói ôn nhu. Ta hiểu rõ ngươi. Ngươi làm như vậy chỉ là vì hướng tất cả mọi người hiện ra năng lực của ngươi. Để chứng minh chính mình. Ngươi chính là người như vậy, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, ta còn không biết ngươi sao. Ngươi cái kia thích khoe khoang tính cách thủy chung như thế, liền không có thay đổi. Nhưng đây cũng là ngươi một bộ phận. La Mộng cầm tầm mắt ôn hòa nhìn xem trước mặt thân hình cao lớn, nhưng lại rõ ràng có chút nơm nớp lo sợ nam nhân. Trịnh Long Giang nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Học muội, người thật đúng là lòng dạ rộng lớn. La Mộng cầm lại lắc đầu, nói, không, lòng dạ rộng lớn nhưng thật ra là các ngươi trong mắt kẻ ngu này mới đúng. Cùng hắn vì ta làm sự tình so sánh, ta vì hắn làm chính là như thế không có ý nghĩa. Hoặc là nói, ta cho tới bây giờ đều không có vì hắn làm qua cái gì, Hôm nay, là hải thần duyên ra mắt ngày đại hội, đối chúng ta mà nói, càng là như vậy trọng yếu thời khắc. Ta làm sao có thể ví như vậy một chút việc nhỏ mà hướng hắn nổi giận chút đấy. Vô luận người khác thấy thế nào hắn, trong lòng ta, hắn liền là hắn, hắn liền là tốt nhất. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, trên mặt mỉm cười nhìn trước mặt tiền lỗi, tiền lỗi, tại ta nội tâm bàng hoàng thời điểm, ngươi ở bên cạnh ta, coi ta tào ngộ thời điểm nguy hiểm ngươi ở bên cạnh ta, làm ngươi biết ta có to lớn thiếu hụt thời điểm đồng dạng ở bên cạnh ta nhiều khi ta đối lòng tin của ngươi kỳ thật còn muốn vượt qua đối chính ta ta sẽ không nói cái gì lời tâm tình ta cũng không biết tương lai có thể làm được hay không một người bạn gái làm tốt một cái thê tử nhưng ngươi đối tâm ý của ta ta mỗi một chút cũng cảm thụ được hôm nay tại mọi người chứng kiến dưới ta phải nói cho ngươi ta nguyện ý ta nguyện ý cùng với ngươi tại ta thế giới bên trong ngươi chính là tốt nhất vừa nói vành mắt nàng dần dần ửng hồng mà đối diện tiền lỗi càng đã là hoàn toàn ngốc trệ tiền lỗi trước mắt đã hoàn toàn trở nên mơ hồ. Hắn mặc dù tại trước hôm nay, liền biết mình cùng mộng cầm lại ở cùng một chỗ, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lại là như thế tràng diện. Từ khi biết La Mộng Cầm đến bây giờ, đã có thời gian 7 năm. Hắn nói với La Mộng Cầm qua dỗ ngon dỗ ngọt một cái sọt khẳng định chưa không nổi. Có thể dù cho hai người đã cơ bản minh xác tại cùng một chỗ về sau, La Mộng Cầm bình thường cũng rất ít nói với hắn cái gì lời tâm tình, Giờ này khắc này, Lam Mộng cầm lời nói này cũng không có cỡ nào đặc thù, cũng không có cỡ nào dỗ ngon dỗ ngọt. Có thể lại chính là như vậy chân thành tha thiết, tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm. Tiền lỗi đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, sau đó đột nhiên đem trước người Lam Mộng cầm thật chặt ôm vào trong ngực, nước mắt giàn rụa mà xuống. Mộng cầm, ta yêu ngươi hắn dùng cái kia hoàng kim bỉ mông, cấp bậc siêu cấp lớn giọng ngửa mặt lên trời gào to, mang theo nghẹn ngào giọng nghẹn ngào, càng tràn đầy vô tận hạnh phúc. Lam Hiên Vũ cái thứ nhất vỗ tay, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng vỗ tay như sấm động. Mặc dù tuyệt đại đa số người cũng không biết tiền lỗi đã từng làm Lam Mộng Cầm làm qua cái gì, nhưng Lam Mộng Cầm có thể nói ra cái kia lời nói đến, đã để ở đây tất cả mọi người có thể đầy đủ cảm nhận được tình cảm, giữa bọn họ là như thế khắc sâu. Một đời mới sử lai khắc thất quái, đôi thứ nhất tại Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội ra mắt thành công. Tại Hải Thần Hồ cùng Vĩnh Hằng chi thụ chứng kiến dưới, lại không tiếc nuối tiến tới cùng nhau, Tiền lỗi là nắm la mộng cầm ôm vào trong ngực kết quả, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Hải thần duyên ra mắt đại hội, cái thứ nhất khâu, vừa gặp đã cảm mến cũng theo đó hạ màn kết thúc. Tiếp đó, chúng ta muốn bắt đầu là cái thứ hai khâu, hai thấy trung tình. Cái này khâu bên trong, mỗi một vị nam sinh đều sẽ muốn đối mặt lưu lại, cho người cột đèn nữ sinh hỏi thăm, lựa chọn hắn các nữ sinh, cũng có thể tại đây cái khâu lựa chọn có hay không vì hắn sốc lên mạng che mặt, hiện ra bản thân phong thái, cận hỏi xong tắt về sau, nguyện ý lưu lại cột đèn sẽ tiến vào người tiếp theo khâu. Thỉnh chư vị nữ sinh chú ý, tại đây cái khâu bên trong, các ngươi cũng chỉ có thể là một vị nam sinh giữ lại cột đèn. Cho nên, mời các ngươi cẩn thận làm ra lựa chọn, này đem quyết định các ngươi tại năm nay hải thần, duyên ra mắt trên đại hội kết quả cuối cùng. Phía dưới chúng ta bắt đầu, cho mời số 2 nam sinh, Trương Nguyên Dung. Triệu Kiến Thành đã kết thúc hôm nay ra mắt đại hội, Trương Nguyên Dung tự nhiên liền trở thành cái thứ hai khâu thứ một cái ra trận, chân đạp lá sen, hắn chậm rãi trượt ra. Mà đối diện nữ sinh bên trong, chỉ có bốn cái lá sen còn tại cột sáng chiếu dọi đến lóe sáng lấy. Đây là lúc trước vì hắn giữ lại cột đèn cái kia bốn vị. Sam Uy nói, mỗi một vị nữ sinh có thể hỏi một vấn đề, đang hỏi một chút để thời điểm, các ngươi có khả năng quyết định có hay không tại đây, cái khâu lấy xuống mũ rộng vành mạng che mặt. Dựa theo trình tự, số 6 hải thần tiên tử thỉnh. Số 6 nữ sinh do dự một chút, dưới chân cột đèn lặng yên dập tắt không có hỏi ý kiến hỏi vấn đề lại tắt đèn trụ, biểu thị hắn đã bỏ đi. Trương Nguyên Dung lập tức vẻ mặt một khổ. Số 7 nữ sinh cho mời. Liên tiếp số 6 nữ sinh bên người số 7 nữ sinh mở miệng hỏi, người trước kia kết giao qua bạn gái sao? Có mấy cái? Trương Nguyên Dung do dự một chút về sau, nói, kết giao qua một cái, sau này chia tay. Phốc đèn tắt. Số 16 nữ sinh cho mời. Sam Uy tiếp tục người tiếp theo. Còn lại hai tên nữ sinh bảo lưu lấy cột đèn, số 16 nữ sinh hỏi, vậy ngươi vẫn yêu người trước kia bạn gái sao? Trương Nguyên Dung trần chờ một chút, sau đó thở sâu, nói, ta không thể lừa ngươi, ta vẫn yêu lấy nàng. Chúng ta chia tay, nhưng thật ra là bởi vì ta quật cường cùng nàng tùy hứng đi. Nàng đã rời đi học viện, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Ta nghĩ, đời ta đều không có cơ hội tái kiến nàng. chương 1232 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nói ra câu nói này, hắn phảng phất nội tâm bình thường trở lại cái gì, tự diễu cười cười, dưới chân lá sen hoạt động, chậm rãi hướng bổn phương mà đi. Hắn biết, nói ra lời nói này về sau, chắc chắn sẽ không lại có người cho hắn giữ lại cột đèn. Người nào cũng sẽ không tiếp nhận một cái vẫn yêu lấy nam nhân khác người. Tại hắn trả lời xong vấn đề thời điểm, số 16 nữ sinh liền không chút do dự dập tắt chính mình cột đèn. Nhưng vào lúc này, trịnh long giang thanh âm lại vang lên, nguyên dòng người gấp cái gì? Còn có một vị đây. a, à, Trương Nguyên Dung sững sờ, dưới chân lá sen dừng lại, hắn hơi nghi hoặc một chút xoay người lại. Quả nhiên, cái kia vị cuối cùng vì hắn đèn sáng trụ 23 hào nữ sinh, cũng không có đem cột đèn dập tắt. Thật xin lỗi. Trương Nguyên Dung hướng 23 hào nữ sinh hơi hơi khom người thăm hỏi, nói, vừa mới số 16 hải thần tiên tử hỏi ta vấn đề kia khơi gợi, lên ta hồi ức. Nếu như ngươi chỉ là vì sự thành thật của ta, mà giữ lại cột đèn kỳ thật không cần thiết, vấn đề của nàng để cho ta đột nhiên phát hiện, ta vốn cho rằng buông xuống kỳ thật còn cũng không có hướng đi. Tại loại tâm tính này hạ tương thân, đối chư vị là không tôn trọng. Cho nên, lần này hải thần duyên ra mắt đại hội ta. Chờ một chút. Ngay tại Trương Nguyên Dung sắp nói ra từ bỏ hai chữ thời điểm, 23 hào nữ sinh đột nhiên mở miệng kêu lên. Nghe được cái thanh âm này, Trương Nguyên Dung trong nháy mắt như bị sét đánh há to miệng. 23 hào nữ sinh giơ tay lên, chậm rãi tháo xuống trên đầu mình mũ rộng vành đó là một vị đôi mắt sáng liếc nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, óng ánh nước mắt tại trong hốc mắt xoay tròn. Thấy này từ khuôn mặt, Trương Nguyên Dung chỉ cảm giác đến đầu óc của mình trong nháy mắt liền lâm vào trống rỗng. Ngươi, đúng vậy, ta trở về. Ta hoàn thành một cái tập thể cấp 7 đấu thiên giải nhiệm vụ, bị nội viện vừa mới đặc biệt tuyển chọn. Cho nên, ta trở về. Trương Nguyên Dung ngơ ngác nhìn nàng, ôn chiêu khinh. Ngươi còn muốn ta sao? Trương Nguyên Dung. Thiếu nữ có chút quật cường hất cầm lên, muốn muốn dĩ nhiên muốn một đạo màu sắc rực rỡ hào quang cơ hồ là trong nháy mắt theo trương nguyên dung dưới chân nở rộ cầu vòng bày sắc trong nháy mắt lan tràn đến tên kia gọi ôn chiêu khinh thiếu nữ dưới chân tiếp theo một cái trước mắt trương nguyên dung liền xuất hiện ở cầu vồng một chỗ khác thật chặt đem ôn chiêu khinh ôm vào trong ngực nhìn xem bọn hắn chặt chẽ ôm nhau Lam hiên vũ trong lòng đột nhiên có loại hiểu ra hắn rốt cuộc minh bạch hải thần duyên ra mắt đại hội đối với học viện sử lai khắc nội viện các đệ tử trọng yếu bực nào ý nghĩa vô luận là triệu kiến thành cùng bành bành vẫn là trước mắt trương nguyên dung cùng ôn chiêu khinh bọn hắn rõ ràng đều là cố ý lựa chọn tại hải thần duyên ra mắt trên đại hội cho lẫn nhau một cơ hội cuối cùng mà sự thật chứng minh tại hải thần duyên ra mắt lớn có thể như vậy không khí phía dưới cơ sẽ thuộc về lẫn nhau bọn hắn rốt cuộc tìm được chính mình chỗ yêu tam sinh hữu duyên trăm năm tốt hợp chúc mừng trương nguyên dung cùng ôn chiêu khinh hải thần hồ bên trên hải thần duyên ra mắt thành công đây đã là hôm nay đệ tứ đúng rồi thân là người chủ trì trịnh long giang cùng sam úy lúc này đều có loại cùng có vinh yên cảm giác tại cầu vòng cầu lôi kéo dưới trương nguyên dung ôn chiêu khinh rút lui đến bên bờ còn có cái gì so hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc càng thêm chuyện tốt đẹp đâu mà người tiếp theo muốn đến phiên chính là lam hiên vũ hiên vũ niên đệ thỉnh lên sam úy hướng lam hiên vũ nhẹ gật đầu lam hiên vũ thở sâu thu lại lấy chính mình có chút bởi vì vì lúc trước từng cảnh tượng ấy khuấy động tâm tình chân đạp lá sen chậm rãi hướng về phía trước đối diện còn lại nữ sinh dưới chân ánh đèn có thể tất cả đều là sáng mặc dù đã thiếu đi bốn vị nhưng còn có tới hai mươi mấy vị mỗi người hỏi cái vấn đề đều đủ hắn trả lời đi vào nam nữ sinh ở giữa trong mặt hồ đối diện hết thảy cột sáng vẫn như cũ tất cả đều lóe lên đứng tại vị trí thứ nhất nữ sinh mỉm cười, không đợi Trịnh Long Giang cùng Sam Uy nhắc nhở, nàng đã mỉm cười nói, lão đại, ngươi ngại hay không nhiều một người bạn gái. Lam Hiên Vũ biểu lộ cứng đờ, tức giận, đừng làm rộn. Chúng ta tam thập tam thiên dực các cô nương, đều trước tắt đèn đi. Ân, ngoại trừ nàng. Hi hi ha ha. Xếp ở vị trí thứ nhất nữ sinh cười cười, dưới chân cột đèn lúc này mới diệt đi. Ngay sau đó, một chuỗi cột đèn dập tắt, rõ ràng đều là tam thập tam thiên dực các cô nương. Lam Hiên Vũ hơi hơi khom người, hướng nữ sinh hướng đi thăm hỏi, nói, đặc biệt cảm tạ các vị học tỷ nâng đỡ, nhưng Hiên Vũ đúng là đã lòng có sở thuộc, duyên định tam sinh. Lần này tới tham gia hải thần duyên chỉ là vì không lưu tiếc núi, thỉnh các vị học tỷ nhiều hơn thông cảm. Trịnh Long Giang một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn nói, chương trình vẫn là nên, đến, chúng ta bắt đầu hỏi vấn đề. Muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì, bảo lưu lấy cột đèn nữ sinh bên trong xếp ở vị trí thứ nhất mà hỏi ngươi nói ngươi đã có bạn gái chẳng qua là tới đi cái đi ngang qua sân khấu nàng có tốt như vậy sao lam hiên vũ nói trong lòng ta nàng liền là tốt nhất phốc cột đèn dập tắt cái thứ hai đặt câu hỏi nữ sinh hỏi ngươi vẫn chưa trả lời ban đầu vị kia vấn đề đâu ngươi ngại hay không nhiều cái bạn gái nha lam hiên vũ cười khổ nói ta tâm không lớn chỉ chứa nổi một cái nàng phốc cột đèn lại diệt Vị thứ ba nữ sinh đặt câu hỏi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Lam Hiên Vũ nói, trung kiến thần giới đi. Dõng dạc. Vị thứ ba nữ sinh khinh thường hừ một tiếng, phốc tắt đèn trụ. Lam Hiên Vũ sở mũi một cái, như thế cũng bớt việc một chút. Vị thứ tư nữ sinh hỏi, ngươi bây giờ là thực lực gì? Ngươi tại giới thiệu chính mình thời điểm đều không nói. Lục Hoàn. Lam Hiên Vũ lão lão thật thật nói. Phốc, 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 phốc. Một thoáng diệt bảy cái cột đèn, còn có nữ sinh lầm bẩm nói một mình lấy, lục hoàn là thế nào lẫn vào nội viện. Lần này, cột đèn liền còn thừa không đến một nửa. Chỉ có cuối cùng tám cái cột đèn vẫn sáng. Nếu có một ngày, mẹ ngươi cùng bạn gái của ngươi đều đều đến trong nước, ngươi trước cứu người nào? Có chút nhảy thoát thanh âm hỏi. Lam Hiên vũ lông mày cao lại, vấn đề này ta không trả lời, thật xin lỗi. Ngươi có khả năng diệt đi cột đèn. Ngươi một cái lục hoàn, vẫn rất kiêu ngạo a. À. Nữ sinh kia hư lạnh một tiếng, tiêu diệt dưới chân cột đèn, vị kế tiếp nữ sinh. Cảm ơn ngươi. Không có nghi vấn, chỉ có đơn giản ba chữ. Lam Hiên Vũ trên mặt cuối cùng toát ra mỉm cười, ôn nhu nói, hẳn là. Lập tức, ở đây tất cả mọi người tầm mắt đều hướng nữ sinh kia ngưng tụ mà đi, mà cũng đúng lúc này, vị kia nữ sinh chậm rãi tháo xuống trên đầu mình mũ rộng vành. Tóc dài màu lam đậm uyển như là thác nước theo sau đầu bay lên mà xuống, tuyệt mỹ dung nhan, tại dưới chân màu xanh biếc lá sen làm nổi bật hạ càng tràn đầy sinh cơ bừng bừng, nàng cười nói tự nhiên, đôi mắt đẹp thâm thúy nhìn đứng ở trong mặt hồ nam tử, trong ánh mắt phảng phất có được thiên ngôn vạn ngữ. Giờ này khắc này, những người khác còn như thế nào nhìn không ra, Lam Hiên Vũ chính là vì nàng tới đâu. Bạch Tú Tú câu này tạ ơn, đại biểu rất nhiều hàm nghĩa. Bọn hắn rõ ràng cũng sớm đã ở cùng một chỗ, Lam Hiên Vũ nhưng như cũ theo nàng lại tới đây, chính là vì hoàn thành giấc mộng của nàng, hoàn thành hải thần duyên ra mắt này thần thánh nghi thức. Còn muốn đối mặt nhiều như vậy hỏi thăm cùng nghi vấn. Phốc, 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 phốc đằng sau còn lại sáu ngọn đèn liên diệt bốn cái chỉ còn lại có cuối cùng hai ngọn kỳ thật làm hiên vũ càng hy vọng cuối cùng này hai ngọn đèn có thể đủ tất cả bộ dập tắt nói như vậy dựa theo quy tắc hắn là có thể cùng bạch tú tú không cần tiến hành phía sau hai cái khâu lại không nghĩ rằng cho tới bây giờ con có hai vị để lại cho hắn cột đèn đây là vì cái gì đây thứ hai đếm ngược vị thanh âm của nữ sinh mười phần ôn nhu dễ nghe hết sức hâm mộ tình yêu của các ngươi ta chỉ muốn nói một câu chúc phúc các ngươi xem ra, muốn tìm được một cái nam nhân tốt, ra tay vẫn là muốn kịp thời. Chúc các ngươi bạch đầu dai lão. Nói xong câu đó, nữ sinh kia chủ động tiêu diệt dưới chân cột đèn. Đến phiên vị cuối cùng vẫn sáng cột đèn nữ sinh. Vị này tại hết thảy nữ sinh bên trong xem như bắt mắt nhất một vị, bởi vì thân hình của nàng là hết thảy nữ sinh bên trong cao nhất một cái, mà lại bả vai mười phần rộng lớn. Chương 1233 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Vấn đề của ta là mọi người chung nhau vấn đề, Lam Hiên Vũ, ngươi một cái lục hoàn là thế nào lẫn vào nội viện? Như thường tới nói, nội viện chuẩn nhập môn hạm là thất hoàn, coi như ngươi lập xuống qua công lao, lục hoàn thực lực ngươi còn không bằng bạn học của ngươi đằng trước cái kia dùng đao, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào để bọn hắn đối ngươi tâm phục khẩu phục? Lam Hiên Vũ lông mày cao lại, nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Nữ sinh kia lại nói, nếu như ngươi bây giờ liền tiếp nhận khiêu chiến của ta, để chứng minh thực lực của ngươi, ta hiện tại là có thể diệt đi cột đèn thành toàn các ngươi. Lam Hiên Vũ trong đôi mắt hào quang lóe lên một cái, nói, được, mời. Nữ sinh kia một thanh kéo trên đầu mũ rộng vành, lộ ra chính mình diện mạo như trước, tướng mạo của nàng tương đương không tầm thường, mắt to, sống mũi cao, so những nữ sinh khác đều cao có tới một cái đầu, dáng người thon dài khỏe đẹp cân đối, khi khai anh hùng hừng hực dòng dã tám cái hồn hoàn cấp tốc theo dưới chân bay lên, toàn bộ làm vạn năm cấp độ màu đen, dưới chân lá sen hoạt động, người đã trải qua tung bay mà lên. Một thanh màu đen cự trùy xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, cực kỳ kinh khủng khí thế nương theo lấy vạn vẹo ánh sáng trong nháy mắt bắn ra. Hạo thiên trùy, làm hiền vũ cơ hồ là thốt ra đối với này loại khí võ hồn hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa cũng không là cùng này loại khí võ hồn giao thủ qua mà là bởi vì này loại khí võ hồn huyết mạch hắn ban đầu cũng cần phải là có một bộ phận đó đã từng hạo thiên tông sớm tại mấy vạn năm trước liền được ca tụng là đệ nhất hệ cường công khí võ hồn lam hiên vũ tổ phụ đường tam cũng chính là sáng lập đường môn cái vị kia đường tam đời thứ nhất sử lai khắc thất quái linh hồn nhân vật võ hồn liền là lam ngân thảo thêm hạo thiên trùy. Đường Vũ Lân truyền thừa phụ thân Lam Ngân Thảo, nhưng bởi vì Kim Long Vương tinh hoa xâm lấn, không có truyền thừa đến Hạo Thiên Trủy Võ Hồn. Cho nên Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng là không có. Hắn lại không nghĩ rằng, ở trong học viện, thế mà gặp được này loại trong truyền thuyết tối cường khí võ hồn, còn là xuất hiện ở một tên nữ học tỷ trong tay. Không hề nghi ngờ, theo huyết mạch nhìn lại, coi như là cách lại xa, hắn cùng trước mắt vị này cũng nhất định là có chút liên hệ máu mủ. Đương nhiên, nếu là luận bối phận, hắn chỉ sợ muốn so trước mắt vị này không biết cao nhiều ít bối. Đứng tại lá sen phía trên, Lam Hiên Vũ cũng không có làm bộ, cũng không có phóng người lên đi nghênh kích, hai con mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành bảy màu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài long ngâm. Hôm nay sẽ tuyên bố sử lai like khắc thất quái danh sách, không hề nghi ngờ, bọn hắn bảy người tất sẽ trở thành mục tiêu công kích, mượn lên trước mắt cơ hội hiện ra một ít thực lực, cũng có thể tránh khỏi một chút về sau phiền toái đi. Ngang, sụp sôi tiếng long ngâm bên trong, Lam Hiên Vũ trên thân thất hải quang mang dâng trào mà ra, một cái to lớn bảy màu long đầu, ngang tàng hướng trên không bay tới nữ học viên bắn ra long thần gào thét. trong chốc lát, thất hải quang mang chiếu sáng hết thảy chung quanh, quỷ dị chính là, ở đây ngoại trừ tên kia đối mặt Lam Hiên Vũ nữ sinh bên ngoài, những người khác cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. nữ sinh kia chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh màu sắc rực rỡ lưu chuyển, cả người trong phút chốc đại não đã lâm vào trống rỗng nàng chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình huyết dịch trong nháy mắt dao động, sôi trào lên. Ngay sau đó là vô biên run rẩy. Lấy nàng hạo thiên trùy võ hồn củng cố huyết mạch, tại thời khắc này đúng là không bị khống chế đang run rẩy. Hạo thiên trùy cái kia cực hạn lực lượng tựa như là, tại vỡ vụn đồng dạng tại trong tay nàng tan biến lấy. Bay lên trời thân thể từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong mặt nước. Phù phù bọt nước văng khắp nơi, mặc dù sau một khắc tên nữ sinh này đã là trong nháy mắt liền theo trong nước lao ra đã một lần nữa tỉnh táo lại nhưng lúc trước cường thịnh chiến ý cũng đã là không còn soát lại chút gì rơi vào chính mình nguyên bản lá sen phía trên một màn quỷ dị cũng ngay một khắc này phát sinh nàng nguyên bản đã ướt quần áo tất cả thủy nguyên tố đều lặng yên không tiếng động bị tháo rời ra một lần nữa trượt vào trước mặt nàng hải thần hồ bên trong cũng không có chút điểm lưu lại trong chốc lát toàn trường hoàn toàn yên tĩnh đúng vậy liền là yên tĩnh Lam Hiên Vũ trong nháy mắt liền trở thành ở đây trong mắt của mọi người tiêu điểm. Bọn hắn không có nghe được long hống, nhưng lại thấy được cái kia to lớn thất thải long đầu. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, hai thân cát tầng 2, phảng phất là cảm nhận được cái gì, cái kia to lớn màu bạc trứng rồng kịch liệt run rẩy một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhẹ nhàng vỡ tan tiếng lặng yên vang lên, một vết nứt theo vỏ trứng mặt ngoài lan tràn ra cùng Lam Hiên Vũ, giao thủ vị này nữ sinh tại trong nội viện cũng là phi thường nổi danh, Lam Hiên Vũ bọn hắn vừa mới thi vào ngoại viện thời điểm, chính là nàng thi vào nội viện một năm kia. Tuyệt đối không nên nhìn nàng chỉ có bát hoàn tu vi, trên thực tế, bởi vì hạo thiên trùy võ hồn mạnh mẽ, nàng muốn nện vững nền móng của mình, là cố ý đang áp chế lấy tu vi, bằng không, nàng cũng sớm đã thành tựu phong hào đấu la. Hạo thiên trùy võ hồn, cho dù là ở thiên phú đều cao học viện sử lai khắc bên trong, cũng là số một khí võ hồn, ai có thể nghĩ tới, cũng chỉ là vừa đối mặt, Lam Hiên Vũ thậm chí đều không có ra tay, liền đem nàng đánh bại. Đây là lục hoàn tu vi. Dạng gì lục hoàn có thể có dạng này thực lực khủng bố? Đường Tú Linh cả người lúc này ở vào mộng bức trạng thái, nàng cho tới bây giờ trong cơ thể khí huyết còn đang dâng trào. Nàng là rơi nước sau, nhận hải thần hồ nước kích thích lại thêm cái kia khủng bố long hống tan biến mới thanh tỉnh, lại nhìn một chút trên người mình hơi nước đều biến mất, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra nàng luôn luôn hiếu chiến, là trong nội viện thích nhất cùng người khác so tài học viên, nương tựa theo hạo thiên trùy cường thế, coi như là phong hào đấu là cấp bậc nội viện đệ tử nàng, cũng không ít hiếu chiến qua. Khiêu chiến khẳng định là có thắng có thua, nàng luôn luôn ưa thích tại khiêu chiến bên trong đột phá bản thân tăng lên tự thân. Có thể như hôm nay dạng này, thua thảm như vậy lại là trước đó chưa từng có. Liền giao thủ đều không giao thủ, trực tiếp liền bị đối phương một thoáng giống rơi, thân là học viện sử lai khắc đệ tử, nàng đương nhiên biết rõ, tại chính mình vừa mới thất thần trong đoạn thời gian đó, nếu như Lam Hiên Vũ nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng, nàng có mấy cái mạng cũng đều mất đi. còn chưa thỉnh giáo học tỷ quý tính cao danh, Lam Hiên Vũ hướng Đường Tú Linh thành khẩn nói ra, ta gọi Đường Tú Linh. Đường Tú Linh có chút đờ đẫn nói, Lam Hiên Vũ nói, ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không dấu nhé lần thứ nhất nhìn thấy chân chính hạo thiên trùy, lòng sinh hướng về, có cơ hội lại hướng học tỷ lĩnh giáo. Hai vị người chủ trì, vừa rồi bởi vì là luận bàn, cho nên học tỷ này rơi xuống nước cùng ra mắt không quan hệ, cũng không cần tính đi thôi. Trịnh Long Giang lúc này trong ánh mắt đều là vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn đã hoàn toàn có khả năng khẳng định chính mình trước đó suy đoán, sử lai like khắc thất quái, nhất định có tên trước mắt này. Hắn so với chính mình còn nhỏ hơn tới vài tuổi, hắn lúc nào trở nên đã lợi hại như thế sao? Trịnh Long Giang chính mình là phong hào đấu la cấp độ thực lực, lại thêm ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc U mê, hắn cảm giác được rõ ràng, tại vừa mới cái kia thất thải long đầu xuất hiện thời điểm, Lam Hiên Vũ cái kia ngưng tụ như thật cường đại tinh thần lực, cái kia quyết không phải chính mình chỗ có thể sánh được. Hắn này mạnh mẽ như thế tinh thần lực là thế nào luyện ra được? Ừm, đúng thế. Dĩ nhiên, Sam Úy mặc dù cũng giật mình, nhưng nàng không có Trịnh Long Giang nghĩ đến nhiều như vậy, đã hồi trở lại tỉnh lại, hướng Lam Hiên Vũ gật đầu ra hiệu. Lam Hiên Vũ hướng đường Tú Linh làm ra một cái dấu tay xin mời. Đường Tú Linh sắc mặt ngây ngô tiêu diệt chính mình dưới chân cột đèn. Không cần Sam Uy nhắc nhở, Bạch Tú Tú dưới chân lá sen đã trước tung bay mà ra, thẳng đến Lam Hiên Vũ tới. Mặc dù bọn hắn cũng sớm đã ở cùng một chỗ, nhưng tại này một cái chớp mắt, tại đây hài thần hồ trên mặt hồ, nhìn xem lẫn nhau tiếp cận, tim đập của bọn hắn lại đều tại chấn động kịch liệt lấy. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đã biến mất, tại bọn hắn trong ánh mắt chỉ có lẫn nhau cuối cùng hai mảnh lá sen lặng yên đè lên nhau làm hiền vũ nắm bạch tú tú hai tay bởi vì xúc động hắn lúc này chỉ cảm giác mình trong lòng tràn đầy khó mà hình dung kỳ dị cùng mỹ diệu hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì bạch tú tú muốn kiên trì tới tham gia hải thần duyên ra mắt đại hội không có hải thần duyên ra mắt đại hội chứng kiến học viện sử lai khắc nội bộ yêu đương là không hoàn chỉnh từng có lúc cha mẹ của hắn cũng đồng dạng là tại hải thần duyên ra mắt trên đại hội cuối cùng định tình đó tú tú ta làm Hiên Vũ đầy ngập nhiệt tình liền muốn thoát ra, có thể lời của hắn lại bị Bạch Tú tú cắt ngang. "Ta đều hiểu, cái gì đều đừng nói nữa, hôn ta." Chương 1234 ủng hộ kênh Qua Linh Haleyi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. "Ta đều hiểu, cái gì đều đừng nói nữa, hôn ta." Hai cánh tay của nàng leo lên cổ của hắn, cho dù là tại đây dưới con mắt mọi người, nàng lại không có chút nào khiếp sợ dâng lên chính mình môi thơm. Hai bóng người hết thảy tự hồ nhau. cũng tại trong lúc vô hình thăng hoa đứng tại trên thuyền lớn đường vũ lân ánh mắt có chút mê ly nhìn xem một màn này cùng lúc trước chính mình so sánh bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn một vạn năm trước trận kia hải thần duyên ra mắt đại hội khiến cho hắn đã từng bao la mờ mịt lại không lâu về sau liền là trận kia kinh thiên đại tai nạn cho dù là đã qua nhiều năm như vậy hiện đang hồi tưởng lại đến cũng vẫn như cũ làm hắn khó tự kiềm chế về sau thời gian dài như vậy mỗi một ngày phảng phất đều sinh hoạt đang thống khổ tra tấn bên trong mãi đến cuối cùng cũng vẫn như cũ muốn đứng tại mặt đối lập, cuối cùng chỉ có thể tìm kiếm giải thoát. Cùng mình so ra, nhi tử tình cảm muốn thuận lợi nhiều, thật chính là quá tốt rồi. Chính mình suy nghĩ nhiều cũng giống bọn hắn dạng này, ôm ấp lấy người yêu của mình. Thần yêu, người lúc nào thì mới có thể tỉnh lại. Hải thần các chủ nâng lên hai tay, cái thứ nhất vỗ tay. Tiếng vỗ tay của nàng lây nhiễm người chung quanh, các học viên thẳng đến lúc này vừa mới từ Lam Hiên vũ cùng đường Tú Linh, trận chiến kia rung động bên trong tỉnh táo lại trong chốc lát tiếng vỗ tay như sấm động. Toàn trường đều tràn đầy tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Tam sinh hữu duyên, trăm năm tốt hợp. Chúc phúc hiên vũ niên đệ cùng tú tú học muội. Sam uy thanh âm vang lên, nàng cũng không có chú ý tới chính là, bên cạnh mình trượng phu lúc này ánh mắt có chút lấp lóe không yên. Rời môi, khoảng cách gần bốn mắt nhìn nhau, bạch tú tú vội vàng cúi đầu xuống, đầu tựa vào trong ngực hắn. Nàng lúc này mới nhớ tới đây là ngay trước nhiều người như vậy. Nhưng vừa vặn nàng chỉ là muốn vì hắn làm chút gì đó, hắn hết thảy hành động đều so bất luận cái gì lời tâm tình càng tốt đẹp hơn sau này lời tâm tình nàng không muốn để cho người khác được nghe lại lam hiên vũ quay đầu hướng thuyền lớn hướng đi nhìn lại thấy chính là phụ thân ửng hồng hốc mắt lại nhìn về phía bên cạnh đội thuyền bên trên nam trừng cùng lam tiêu nam trừng sớm đã là lệ rơi đầy mặt nhào vào lam tiêu trong ngực lam tiêu thì là vẻ mặt tươi cười hướng hắn dùng sức gật đầu đúng vậy đây là thuộc tại lời chúc phúc của bọn hắn lá sen phiêu đãng đúng lúc này hải thần các chủ lại hướng phía lam hiên vũ vẫy vẫy tay Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, lúc này mới thúc giục lá sen hướng thuyền lớn hướng đi mà đi. Đi vào thuyền lớn phía trước, Bạch Tú Tú đã buông lỏng ra cùng ngực của hắn, hai người đồng thời hướng hải thần các chủ kho mình hành lễ, các chủ, đến, các ngươi đi lên. Hải thần các chủ ôn nhu nói. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lướt nhau, lúc này mới thả người mà lên, leo lên thuyền lớn, đi vào hải thần các chủ thân một bên. Một màn này, không khỏi làm ở đây tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, không rõ hải thần các chủ ý tứ, lam hiên vũ cùng đường vũ lân cũng là bốn mắt nhìn nhau đường vũ lân trong mắt hiện ra lệ quang đưa tay tại hắn vỗ vỗ lên bà vai ngươi lớn lên cha lam hiên vũ trong cổ lập tức phảng phất ngạnh ở cái gì đúng lúc này đột nhiên bọn hắn phảng phất đều cảm ứng được cái gì giống như tầm mắt hướng trên không nhìn lại không chỉ là bọn hắn ở đây chỗ có thần cấp cường giả tầm mắt đều không hẹn mà cùng hướng trên không nhìn lại ngang sụp sôi tiếng long ngâm vang vọng bầu trời này một tiếng long ngâm, cơ hồ là trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thành sử lai like khắc, thậm chí là càng thêm địa phương xa xôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều nương theo lấy cái kia một tiếng long ngâm mà động lại. Sáng lạn ánh bạc, làm cho cả bầu trời đều trở nên sáng lên, phảng phất trong chốc lát đã về tới như mặt trời giữa trưa. Chói mắt ánh sáng màu bạc, chiếu sáng vĩnh hằng chi thụ khổng lồ tán cây, phảng phất quang mang kia liền là theo tán cây bên trong bắn ra. Sáng lạn ánh bạc phô thiên cái địa, không chỉ là thành sử lai khắc, cho dù là tại bên ngoài mấy trăm dặm, cũng có thể thấy rõ ràng một màn này kỳ dị cảnh tượng. Hào quang màu bạc đang di động, che khuất bầu trời hai cánh cùng cái kia vô cùng thân thể cao lớn ngang tàng xuất hiện, tại tất cả mọi người trên khuôn mặt. Tó rõ tiếng long ngâm vang lên lần nữa, cái kia long ngâm mang theo vài phần bao la mờ mịt, mang theo mãnh liệt phấn khởi, bắn ra trước nay chưa có tiếng gầm, ngang, trong chốc lát, thiên lý không mây, giữa đất trời, đủ loại nguyên tố điên cuồng hướng phía cái phương hướng này hội tụ tới, vốn là màu bạc bầu trời dần dần biến thành thất thải, hóa thành trong nhân thế rực rỡ nhất một màn. Là, Nana lão sư, làm hiền vũ phấn khởi bắt lại bên người đường vũ lân, thanh âm của hắn đã run rẩy không kiềm chế được. Đường Vũ Lân ánh mắt đờ đẫn, si ngốc nhìn lên bầu trời, nhìn cái kia bảy màu hào quang, ở đây tất cả thần cấp các cường giả cảm thụ là khắc sâu nhất, bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, trên bầu trời cái kia gần như khôn cùng vô tận khổng lồ thần thức, đem bọn hắn tất cả khí tức toàn bộ áp chế ở dưới, cho dù là mong muốn thăm dò lên trên xem xét đều làm không được. Hết thảy có được loài rồng võ hồn các hồn sư, ngoại trừ đường Vũ Lân cùng Lam Hiên Vũ ở bên trong, đều có mong muốn quỳ bái suy nghĩ, Cuối cùng, nương theo lấy bóng người màu bạc di chuyển, nàng cuối cùng tại tất cả mọi người trước mặt hoàn toàn biểu hiện ra chính mình hình dạng, vượt qua dài ngàn mét thân hình khổng lồ, kinh khủng dương cánh kéo ra thậm chí không kém hơn Vĩnh Hằng chi thụ tán cây diện tích. Vô số năng lượng nguyên tố bị tụ tập tới, không chỉ là có đến từ đấu la tinh bản thân, còn có bên trên bầu trời vô số không gian chi lực. Này màu sắc rực rỡ vầng sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vĩnh Hằng chi thụ bên trên, lập tức đem Vĩnh Hằng chi thụ cũng hoàn toàn phủ lên thành bảy màu. Tại cái kia thất thải quang mang vườn quanh phía dưới, vĩnh hằng chi thụ phảng phất có động tác, nó nhẹ nhàng thư triển chính mình thân thể cao lớn, nương theo lấy hải thần hồ nước hồ chấn động gợn sóng, nó thân cây tựa hồ trở nên càng thêm cứng cáp, tán cây tựa hồ cũng hướng ra phía ngoài mở rộng. Phản hồi, đây là cái kia to lớn ngân long vương đối với vĩnh hằng chi thụ phản hồi. Ngân sắc cự long quanh quẩn trên không trung, to rõ tiếng long ngâm, từng tiếng lọt vào tai. Như thế rung động một màn, cơ hồ là trong nháy mắt ảnh hưởng đến toàn bộ đấu la liên bang, ngay tại thành sử lai khắc cách đó không xa, một tòa thật to tháp cao nguy nga đứng vững. Giờ này khắc này, tháp cao tầng cao nhất có vần quanh cửa sổ sát đất truyền linh, tháp tổng bộ cao nhất hội nghị cử hành trong phòng họp, tụ tập hơn 10 vị khí tức trầm ngưng thân ảnh. Tại trong tầm mắt của bọn họ, ngoài cửa sổ hết thảy đều đã bị màu bạc cùng thất thải quang mang nơi bao bọc, tại mỗi người bọn họ trong đôi mắt đều tràn ngập không có gì sánh kịp rung động. Đứng tại phía trước nhất một vị lão giả, thanh âm có chút run rẩy lấy nói, trở về, là nàng trở về không sai, liên bang tin tức là chính xác, là nàng, thật chính là nàng, đã từng hồn thú thế giới chúa tể, cũng là đã từng chúng ta truyền linh tháp tháp chủ, trở về. Giờ này khắc này, trên bầu trời bảy màu đã tạo thành mảng lớn thất thải quang mây, vườn quanh tại Vĩnh Hằng Chi Thụ tán cây chung quanh, không ngừng đem cái kia bảy màu hướng Vĩnh Hằng Chi Thụ hội tụ mà đi. Mà cái kia khổng lồ bóng người màu bạc đột nhiên hơi dừng lại một chút, sau đó hóa thành hào quang màu bạc hướng phía dưới rơi xuống hai cánh thu lại khổng lồ thân hình cấp tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành một đạo màu bạc cột sáng hướng vĩnh hằng chi thụ tán cây dưới hải thần hồ bay thấp mà đi tháp chủ cái này chúng ta nên làm cái gì lão giả bên người một người trung niên có chút gấp rút mà hỏi được xưng là tháp chủ lão giả cười khổ một tiếng con có thể làm sao mặc dù nàng đã từng là thuộc về chúng ta tháp chủ có thể là nàng nhưng lại chưa bao giờ đúng nghĩa đứng tại chúng ta bên này ta đã sớm đoán được kim long nguyệt ngữ trở về ngân long vũ lân hẳn là cũng muốn trở về tương lai liên bang không nữa thuộc về liên bang nghị hội càng không thuộc về chúng ta cùng chiến thần điện sẽ không có gì lực lượng có thể cùng học viện sử lai khắc cùng đường môn tranh phong dùng danh nghĩa của ta viết một phong thư chúc mừng sáng sớm ngày mai đưa đi học viện sử lai khắc đi phải tận lực khiêm tốn một chút đồng thời đưa lên quà tặng tháp chủ không tranh giành sao bọn hắn chưa chắc sẽ bang học viện sử lai khắc a dù sao cũng là vạn năm trước nhân vật, người trung niên có chút, không cam lòng nói ủng hộ kênh qua link com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tranh, lấy cái gì cùng có được hai vị siêu thần cấp cường giả học viện sử lai khắc tranh. Bọn hắn lại làm sao có thể không đứng tại học viện sử lai khắc bên kia. Căn cứ tin tức đáng tin, con của bọn hắn ngay tại học viện sử lai khắc, bị học viện sử lai khắc bồi dưỡng thành dài không nói chính bọn hắn cùng học viện sử lai khắc cùng đường môn quan hệ coi như là ví nhi tử bọn hắn lại làm sao có thể không đứng tại sử lai khắc một phương ánh sáng màu bạc tại hải thần hồ mặt tiết rơi tựa như là ánh trăng trong sáng chiếu rọi mà xuống cái kia màu bạc cột sáng đem chọn cái hải thần hồ nước hồ đều phủ lên thành màu bạc hết thảy hải thần duyên ra mắt đại hội cột đèn tại thời khắc này đều đã bị nó che lại đang ở tham gia hải thần duyên ra mắt đại hội nội viện các đệ tử lúc này đều đã bị chấn động tột đỉnh tất cả đều chuyển hướng cái kia màu bạc cột sáng tiết dưới phương hướng mặc dù bọn hắn phần lớn cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng ở chàng có hải thần các chư vị túc lão tại không có gì có thể lo lắng huống chi theo vừa mới vĩnh hằng chi thụ biến hóa liền có thể nhìn ra hào quang màu bạc kia chủ nhân đối bọn hắn tới nói hoàn toàn là thiện ý có thể là nàng đến tột cùng là ai đến tột cùng là ai, có thể thể hiện ra này thần tích một màn. Ngay tại này vạn chúng trong chờ mong, tại hết thảy tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, hào quang màu bạc dần dần thu lại, cuối cùng, hóa thành một đạo bóng người màu bạc, lặng yên đứng tại cái kia hải thần hồ trên mặt hồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1235 màu bạc váy dài một mực rủ xuống tới dưới chân, lặng lẽ phiêu đãng tại trên mặt hồ, đồng dạng là một đầu tựa như màu bạc thủy tinh kéo, ma thành rực rỡ tóc dài màu bạc rủ xuống tại sau lưng, theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Tuyệt mỹ dung nhan, phảng phất là toàn bộ thế giới trung linh chi tú. Mắt to màu tím bên trong mang theo bối rối cùng ngốc trệ. Nàng chậm rãi giơ tay lên, ngốc ngốc nhìn mình cái kia xuân hành mềm mại ngón tay, nhìn lại một chút dưới chân lặng yên nhộn nhạo từng vòng từng vòng màu bạc gợn sóng, trên bàn tay, còn có vảy màu bạc tại như ẩn như hiện. Trên thuyền lớn, Lam Hiên Vũ đã kích động khó mà tự chế, đột nhiên liền muốn xông ra đi. Lại bị bên người một đạo năng lượng màu vàng óng dẫn dắt, lôi trở lại trên thuyền. Một đầu hùng hồn mà run rẩy bàn tay lớn rơi vào trên bờ vai hắn, đưa hắn trên thuyền theo định. Sau một khắc, bàn tay to kia chủ nhân đã vừa xài bước ra, lặng yên không tiếng động rơi tại trên mặt hồ màu vàng kim nhàn nhạt, vòng sáng theo dưới chân hắn lan tràn mà ra, cùng xa như vậy phương từng vòng từng vòng dập dờn, mà đến màu bạc vầng sáng đụng chạm tại cùng một chỗ, hóa thành tầng tầng lớp lớp thải quang giao hội. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, hấp dẫn cái kia tóc bạc mắt tím thân ảnh, nàng hơi kinh ngạc lại vẫn như cũ mở mịt ngẩng đầu, hướng phía bên này hướng đi nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất hết thầy đã là vĩnh hằng. Cái kia đụng chạm tại cùng một chỗ ánh mắt, trong nháy mắt liền để hết thầy tất cả ngưng kết, đó là thật ngưng kết chung quanh thời gian, nện trong chốc lát dừng lại. Cho dù là những cái kia thần cấp cùng chân thần cấp các cường giả, tại đây một cái chớp mắt cũng hoàn toàn không cách nào động đậy một chút. Tại đường Vũ Lân trong thế giới, hắn hắn hết thảy tất cả đều đã biến mất, có, chẳng qua là cái kia người trước mặt. Hắn ánh mắt đã mơ hồ, nước mắt đã hóa thành thấu kính, đem người trước mắt mà phóng to tại trong mắt, phóng to ở trong lòng. Một vạn năm phân biệt, gặp lại lần nữa, một vạn năm trước trí nhớ, lại rõ ràng như mới, ven đường ngồi xổm một cái tiểu nữ hài nhi, nhìn qua so đường Vũ Lân chính mình còn muốn nhỏ một chút dáng vẻ, nhưng nàng nhưng lại có một đầu ngắn màu bạc phát, ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng cái kia hiếm thấy màu tóc bên trên, một cách tự nhiên phản quang. Tự hồ từ nơi xô xa có cái gì dẫn dắt lẫn nhau, cô bé ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt nàng bẩn thỉu, lại thêm cái kia có chút quần áo cũ rách, thấy thế nào đều giống như tên ăn mày nhỏ dáng vẻ. Có thể là, nàng ngoại trừ cái kia ngắn màu bạc phát bên ngoài, còn có không giống bình thường một đôi trong mắt, con mắt của nàng rất lớn, đồng tử tựa như hai khỏa trong suốt tử thủy tinh, dù cho cách có một chút khoảng cách, Đường Vũ Lân cũng tựa hồ có thể theo trong tròng mắt của nàng thấy cái bóng của mình. Lông mi thật dài tự nhiên hướng lên nhếch lên. Đường Vũ Lân ánh mắt của mình nhìn rất đẹp, đối với mắt to người đồng lứa cũng một cách tự nhiên liền sẽ có ấn tượng tốt. Hắn theo bản năng dừng bước. Bốn mắt nhìn nhau, cô bé kia mà cũng không có né tránh ánh mắt của hắn, đôi mắt to xinh đẹp bên trong chẳng qua là mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Đừng khóc, đừng khóc người xấu đã bị ta đuổi đi ta gọi đường vũ lân người tên là gì à cô bé ngẩn ngơ cuối cùng lần thứ nhất mở miệng ta gọi na nhi ta ăn không được cũng cho ngươi đi đúng lúc này một thanh âm theo bên cạnh vang lên sau đó một cái tuyết trắng bánh bao lớn liền bị đặt ở đường vũ lân khay bên trong đường vũ lân ngẩng đầu nhìn lại cái kia cho hắn bánh bao người có thể không phải là cổ nguyệt sao chỉ bất quá nàng bây giờ đã đổi lại học viện đồng phục nhìn qua cùng bạn học chung quanh nhóm cũng không hề có sự khác biệt tạ ơn Cổ Nguyệt hướng hắn gật gật đầu, sau đó quay người đi. Vũ Lân, ta xem, nàng sẽ không là thích ngươi đi. Hôm nay nàng vừa gia nhập lớp chúng ta liền chủ động nói chuyện với ngươi đây. Hiện tại lại cho ngươi bánh bao, ta xem là bị ngươi mê hoặc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai thấy trung tình khâu tiếp tục, vị kế tiếp là số 51, cho mời. Bởi vì vì một số nguyên nhân, ta rời đi 3 năm, hơn 1.000 cái cả ngày lẫn đêm bên trong, ta không giờ khắc nào không tại nhớ học viện bởi vì từ khi phụ mẫu đột nhiên rời đi về sau nơi này cũng đã là nhà của ta hôm nay ta trở về may mắn gặp dịp vừa vặn bắt kịp hải thần duyên ra mắt đại hội ta không do dự ta đi thẳng tới nơi này bởi vì ta sợ bỏ qua càng sợ ngươi hơn đã yêu người khác hơn ba năm trước ta hỏi qua ngươi ngươi có phải hay không bởi vì huyết mạch của ta mới tiếp cận ta sau này tại cái kia đoạn khô khan thời kỳ ta suy nghĩ rất nhiều ta cảm thấy khi đó hỏi ngươi vấn đề này thật là hào ngốc ta căn bản cũng không nên đi hỏi thăm Ngươi cho ta khẳng định đáp án, để cho ta rất thương tâm, thậm chí muốn sau so năm đó biết mình là phế võ hồn đồng thời có được một cái khiếm khuyết phẩm hồn linh, thời điểm còn phải thương tâm, có thể là ta lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì ta là đội trưởng, ta không thể để cho mọi người thấy ta hèn yếu một mặt, ta vẫn cố nên lấy nội tâm thống khổ dẫn đội dự thi, mãi cho đến chúng ta thu được thắng lợi cuối cùng, có thể là khi đó ta nhưng như cũ không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi, hoặc là nói là đối mặt chính ta hơn ba năm đi qua tại này một ngàn nhiều cái cả ngày lẫn đêm bên trong ta nghĩ tới rất nhiều rất nhiều rất nhiều trước kia không hiểu sự tình ta đều nghĩ thông rồi ưa thích một người hà tất quan tâm quá nhiều vô luận ngươi là bởi vì cái gì mà cùng ta quen biết nếu ta thích ngươi ta liền nguyện ý tiếp nhận ngươi hết thảy nếu như ngươi cũng thích ta chúng ta liền ở cùng nhau nếu như ngươi cũng không thích ta ta đây liền dùng lấy hết tất cả nỗ lực nhường ngươi thích ta chúng ta vẫn tại cùng một chỗ cho nên, dù như thế nào, đối với này phần tình cảm, ta quyết không buông bỏ. Từ nay về sau, ta là người của ngươi, ngươi nhất định phải phải phụ trách ta. Dựa theo quy tắc, không có lấy xuống ngũ rộng vành nữ sinh, tại đây cái khâu muốn tại thời khắc cuối cùng mới có thể tuyển người. Số 17 nữ sinh, xin hỏi, ngươi là có hay không lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng nam sinh? Đường Vũ Lân tầm mắt nhảy vọt trăm mét mặt hồ, trực tiếp rơi vào nữ sinh kia trên thân, tất cả mọi người tầm mắt cũng đều tập trung ở trên người nàng, nhất là những cái kia đã đoán được nàng là người nào, càng là như vậy. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, số 17 nữ sinh yên lặng một lát sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Động tác của nàng rất nhỏ, nhìn qua cũng rất đơn giản, có thể là, lại lệnh đứng tại lá sen bên trên đường Vũ Lân như rơi vào hầm băng. Nàng lắc đầu, nàng không có tuyển, đúng vậy, nàng không có tuyển chính mình, Thậm chí người nào đều không có tuyển, càng không có lấy xuống ngũ rộng vành. Không hề nghi ngờ, ý vị này nàng cũng không có có người trong lòng, cũng vô ý tại năm nay ra mắt trên đại hội tìm kiếm bạn lữ của mình. Đường Vũ Lân chỉ cảm giác mình tâm phảng phất bị đồ vật gì một thanh nắm lấy như vậy, đột nhiên có chút không thể thở nổi. Hai con mắt của hắn có chút mông lung, một vệt nhàn nhạt cay đắng theo khóe miệng nổi lên. Đã từng đủ loại, dưới đáy lòng tràn lan, vì cái gì, ngươi không chọn ta? Nếu có một ngày ta rời đi, ngươi sẽ nhớ ta sao? dĩ nhiên sẽ nhớ rất rất nhớ vũ lân tới phiên ngươi ngươi có một phút ủng hộ kênh qua link com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé đường vũ lân lại lắc đầu sau đó nhìn cổ nguyệt ta không cần một phút đồng hồ ta chỉ cần hỏi nàng một vấn đề như vậy đủ rồi cổ nguyệt trên thế giới này ta chỉ thích qua một người nữ sinh đó chính là ngươi ngươi yêu ta sao hắn từng có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ nói với nàng có thể khi hắn thật đối mặt lúc có thể nói ra cũng chỉ có một câu nói kia cũng chỉ có một câu nói kia cũng đã đủ, hắn cần là một đáp án, một cái có thể cho hắn liều lĩnh đáp án, hoặc là khiến cho hắn đi vào một cái thế giới khác đáp án. Tay phải của hắn nâng lên, tay cầm lật ra, ánh vàng rực rỡ lân phiến theo quần áo hạ lộ ra chỗ cổ tay một mực lan tràn, đến trình bàn tay, ánh vàng rực rỡ lợi trào xuất hiện, năm ngón tay móc ngược, lợi trào trực chỉ trên đỉnh đầu của mình phương một cỗ khó mà hình dung nồng đậm huyết khí gợn sóng bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra tại cái kia mãnh liệt huyết mạch khí tức xuất hiện nháy mắt ở đây hết thảy có được loài rồng võ hồn các hồn sư đều kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt tái nhợt cho dù là long dược cũng không ngoại lệ ca không muốn na nhi hét lên một tiếng có thể nàng lại tuyệt không dám động nàng có thể thấy rõ ràng cái kia kim long trên vuốt ánh vàng phun ra nuốt vào đường vũ lân chỉ cần tay cầm hơi hướng phía dưới vừa rơi xuống liền có thể cào nát đầu lâu của mình ta chỉ cần biết đáp án trong lòng ngươi đáp án kia rõ ràng đáp án không nên gạt ta theo trong ánh mắt của ngươi theo trong huyết mạch của ngươi ta có thể cảm thụ được ngươi là có hay không nói là nói thật cổ nguyệt ngơ ngác nhìn hắn nước mắt không nữa chảy xuôi đột nhiên nàng cả người phảng phất đều hỏng mất giống như nàng dùng sức gật đầu vừa mới ngừng lại nước mắt giàn giụa mà xuống nàng cả người cũng nhịn không được tại lá sen bên trên ngồi xổm xuống nàng nói không ra lời chẳng qua là gật đầu chỉ là dùng sức gật đầu Đường Vũ Lân cười, hắn kiêu ngạo cười, tay phải buông xuống, vừa xài bước ra, hắn liền đã đi tới trước mặt nàng. Hắn đem nàng theo lá sen bên trên kéo lên, kéo vào trong ngực của mình. Đã từng hải thần hồ, cùng trước mắt hải thần hồ dần dần đè lên nhau, đè lên nhau thành duy nhất một mảnh nước hồ, đè lên nhau thành duy nhất một người. Hắn nhìn xem cái kia toàn thân màu bạc, thanh tú động lòng người thân ảnh. Đường vũ lân trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, theo hai gò má chảy xuôi mặt xuống, Chương 1236 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Còn có ai so với bọn hắn tình yêu càng thêm gian nan đâu? Rõ ràng là như vậy yêu nhau, nhưng bởi vì lập trường khác biệt mà vô phương tại cùng một chỗ. Rõ ràng là như thế yêu tha thiết đối phương, lại cuối cùng không thể không lựa chọn từ bỏ bản thân tới thành toàn đối phương. Chỉ có cuối cùng cái kia một cái chớp mắt, dùng một thanh trường thương quán xuyến lẫn nhau lồng ngực, mới có thể chân chân chính chính đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ, chỉ có vĩnh đóng băng phong tại vạn trượng băng cứng phía dưới mới có thể vứt bỏ cái kia thế gian chỉ trích một vạn năm về sau khi bọn hắn lần nữa tại đây mảnh hải thần hồ ăn ảnh gặp tại đây hải thần hồ bên trên hải thần duyên đối mặt thời điểm đã từng gặp chắc trở đã từng bằng hoàng đã từng không thể vượt qua bình chứng đều đã lặng yên không tiếng động biến mất đường vũ lân chậm rãi mở ra chân từng bước một hướng về phía trước đi đến trong miệng hắn thì thảo nói người biết không một vạn năm đến ta học được một cái kỹ năng mới ta biết ca hát ta đã từng ca hát cho rất nhiều người nghe qua, bọn hắn đều hết sức ưa thích. Nhưng này đối ta đã không trọng yếu. Trọng yếu là, ta nghĩ chỉ vì ngươi hát một bài ca, nghĩ ngươi cũng ưa thích. Tóc dài màu lam tại sau lưng tung bay, áo trắng chầm chậm tại đây một cái chớp mắt, hai con mắt của hắn so trên bầu trời tinh đấu càng thêm sáng ngời, khuôn mặt của hắn chán phóng trước nay chưa có sáng lạn hào quang. Hắn tiếng ca, cuối cùng lại không bi thương, trong tiếng ca có, chỉ còn lại cái kia vô tận yêu thương cùng quyến luyến, tưởng tượng một vạn năm trước ngày đó ngươi gặp ta ta gặp ngươi sáu tuổi na nhi trở thành muội muội của ta tưởng tượng một vạn năm trước lại một ngày tại sử lai khắc ngươi gặp ta ta gặp ngươi cổ nguyệt đi vào cuộc sống của ta khi đó chúng ta còn hồ đồ cũng không rõ tâm ý của nhau ta chỉ nhớ rõ màn thầu kẹp thịt ấm áp cùng ngươi vườn quanh lo lắng ngươi cái kia nhuận vật im ắng ôn nhu vườn quanh tại bên cạnh ta chẳng biết lúc nào càng đã chiếm lấy trái tim của ta mỗi khi nhớ tới ngươi thời điểm trong nội tâm của ta chỉ có tưởng niệm cùng không kịp chờ đợi trở lại bên cạnh ngươi ý nguyện tưởng tượng một vạn năm trước ngày đó hải thần duyên bên trên lại tương phùng khi đó ngươi đã là na nhi cũng là cổ nguyệt ngươi nói cho ta biết ngươi cũng không muốn thắng cái kia đổ ước nhưng ngươi thắng na nhi thắng ta tâm đồng thời nắm tâm của ngươi triệt để bại bởi ta có lẽ chúng ta bi thương cũng chính là bắt đầu từ ngày đó theo khi đó lại không còn na nhi cùng cổ nguyệt chỉ có ta ngân long vũ lân đại tai nạn tiến đến vì cứu ta ngươi mất đi trí nhớ mất trí nhớ ngươi lại là biết điều như vậy làm bạn ở bên cạnh ta mỗi khi ta thống khổ nhất thời điểm bên người luôn có ngươi làm bạn mỗi khi con đường phía trước gian nan lúc ngươi tổng làm bạn ta cùng một chỗ vượt mọi trông gai ta đã từng rất hận ta chính mình vì cái gì không đủ cường đại vô phương bảo hộ người mình thương nhất vì cái gì nhường cái kia tạo hóa trêu ngươi cuối cùng để cho chúng ta hữu tình người khó thành thân thuộc nhưng ta không hối hận cho tới bây giờ đều không hối hận dù cho yêu lại gian nan, dù cho để cho ta lại một lần, ta vẫn như cũ sẽ nắm chắc người, tuyệt không buông ra. Một vạn năm, ta không biết băng cứng khi nào để cho chúng ta tách ra. Một vạn năm, chúng ta kết tình tình yêu đã trưởng thành. Một vạn năm, ngươi mới rốt cục lại trở lại bên cạnh ta. Trên cái thế giới này đã lại không kim long nguyệt ngữ, còn lại, chỉ có người ta. Còn lại, chỉ có người ta. Tiếng ca lượn lờ, trên mặt hồ quanh quẩn, mang tới, không có bi thương, chỉ có quyến luyến, mỗi một cái câu ca từ, hắn đều sẽ nhẹ nhàng tiến lên một bước, mỗi vừa xài bước ra, đều sẽ rút ngắn bọn hắn lẫn nhau khoảng cách. Khi hắn hát đến một câu cuối cùng thời điểm, bọn hắn đã đứng đối mặt nhau. Cổ Nguyệt Na trong mắt mờ mịt, sớm đã hóa thành nước mắt cùng hắn cùng nhau chảy xuôi. Nhìn lẫn nhau, nhìn đối phương đối mắt, thời gian qua đi vạn năm, bọn hắn cuối cùng lại tại này hải thần hồ bên trên hải thần duyên đoàn tụ. Vừa gặp đã cảm mến, hai thấy trung tình, tam sinh hữu duyên. Đối bọn hắn tới nói, một vạn năm thời gian, lại đâu chỉ là tam sinh tam thế. Đường Vũ Lân hai tay run rẩy, thận trọng đưa nàng ôm vào trong ngực. Làm hai người ôm nhau trong nháy mắt, dưới chân bọn hắn nguyên bản tản ra vầng sáng lập, tức bắn ra cửu thải vầng sáng hướng ra phía ngoài nở rộ, đem chọn cái hải thần hồ nước hồ đều phủ lên thành cửu thải sắc. Ngưng kết thời gian tại đây một cái chớp mắt lần nữa khôi phục, nhìn phía xa cái kia chặt chẽ ôm nhau một đôi bích nhân, trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít người lưu lại nước mắt tới lam hiên vũ đồng dạng đem bên người bạch tú tú ôm vào trong ngực hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt một màn này là hắn cỡ nào mong đợi là hắn suy nghĩ nhiều nhìn thấy hình ảnh nana na lão sư trở về hắn nana na lão sư trở về đây là mụ mụ trở về tú 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 ngươi thấy được sao bọn hắn ôm bọn hắn ba lam hiên vũ thanh âm kết một tiếng dừng lại không chỉ là hắn hết thảy bởi vì cái kia một đôi ôm bích nhân mà cảm động không kiềm chế được người xem nhóm đều trợn mắt hốc mồm bởi vì bọn hắn trơ mắt thấy, đường Vũ Lân bị cổ Nguyệt Na một bàn tay đánh ở trên mặt, đánh cái lào đào. Lam Hiên Vũ mở to hai mắt nhìn, bạch tú tú khóc màu đỏ bừng đôi mắt cũng giống như vậy, nước mắt còn đang chảy, nhưng người lại hoàn toàn ngây ngần cả người. Đây là... xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân bụng mặt, hắn mặt cũng không thế nào đau, nhưng một tát này lại hoàn toàn đưa hắn đánh cho hồ đồ. Ngươi làm gì? Ngươi này người tốt vô lễ. Ngươi làm sao ôm ta? Cổ Nguyệt Na một mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn trước mặt đường Vũ Lân, hai tay vòng ngực tựa như là bị dọa phát sợ cô bé. Cổ Nguyệt ta, là ta à? Ta là đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thất thanh nói. Người không phải nhà công tử sao? Lúc nào biến thành đường Vũ Lân rồi? Cổ Nguyệt Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, khuôn mặt tựa hồ là bởi vì vì lúc trước ngượng ngùng mà biến đến đỏ bừng. Đường Vũ Lân tâm lập tức lỗ hồng nhảy vỗ, hỏng, hắn giờ mới hiểu được, chính mình quên một kiện chuyện trọng yếu nhất. Chính mình khôi phục trí nhớ, có thể là Cổ Nguyệt Na lại tựa hồ như còn không có khôi phục trí nhớ. Ta, trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân cũng không biết nên giải thích như thế nào vừa mới cái kia một thoáng ôm. May mắn, ở thời điểm này, một cái then chốt người trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Mụ mụ, Lam Hiên Vũ tựa như nhú yến đầu hoài, bay bổ nhào vào Cổ Nguyệt Na trên thân, ôm chặt lấy nàng. Cổ Nguyệt Na đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau một khắc trên mặt xấu hổ cũng đã hoàn toàn biến mất, ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ, nước mắt lập tức liền ra tới. Hiên Vũ, Hiên Vũ, ô ô ô, Nhi Tử. Đường Vũ Lân đứng ở bên cạnh, tựa như vịt ngốc không biết nên làm thế nào cho phải. Hình tượng này không phải là một nhà ba người ôm nhau mới đúng chứ. Có thể là, hiện tại có vẻ giống như không có mình chuyện gì. Này tính làm sao cái tình huống A. Nàng nhận ra Nhi Tử, lại cũng không nhận được bản thân. Cổ Nguyệt Na cùng Lam Hiên Vũ hai người ôm nhau mà khóc, ở đây vô số người đều kinh ngạc. Tình huống như thế nào, cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn ngân long, là mẫu thân của Lam Hiên Vũ. Trong vòng viện các đệ tử ánh mắt, mặc dù nhìn không ra cổ nguyệt na đến tột cùng là cái gì cấp độ, nhưng này cũng không phải phổ thông thần cấp cường giả có thể giải thích a. À. Ít nhất cũng là cấp 110 trở lên chân thần cấp cường giả mới đúng. Còn có, vừa mới cái kia ốm ở cổ nguyệt na nhạc công tử lại là cái gì tình huống? Trước đó tại trên thuyền lớn, hắn nhưng là đứng tại các chủ bên người, hơn nữa nhìn đi lên, các chủ đều so với hắn lạc hậu nửa bước. Trong lúc nhất thời, càng nhiều người là ở vào được vòng trạng thái. Lam Hiên Vũ ôm Cổ Nguyệt Na lên tiếng khóc lớn lúc trước ở trong không gian. Thiên Long thủ tọa phân thân đem Cổ Nguyệt Na đánh vào trong hàng tinh, khiến cho nàng hiểm tử hoàn sinh, tốn sức thiên tân vạn khổ mới bị phụ thân cứu trở về, nhưng lại trở thành chứng rồng hình dáng. Hiện tại, mụ mụ cuối cùng trở về, cái loại cảm giác này đơn giản so chính hắn tu luyện thành long thần còn muốn hạnh phúc vô số lần. Bạch Tú Tú là đi theo Lam Hiên Vũ đi vào Cổ Nguyệt Na bên người lúc này cũng bị nàng kéo vào trong ngực, hai người biến thành ba người ôm nhau mà khóc, chỉ có Đường Vũ Lân bất đắc dĩ cười khổ đứng ở một bên, gấp đến độ không được. hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. thật lâu, ba người tiếng khóc mới dần dần thu nghỉ. Lam Hiên Vũ mới nhớ tới người nào đó lo lắng, vội vàng hướng cổ Nguyệt Na nói: mụ mụ, ngài còn nhớ rõ hắn sao? Chương 1237 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Lam Hiên Vũ thử thăm dò hỏi cổ Nguyệt Na, cổ Nguyệt Na trả lời lại làm hắn có chút giờ khóc giờ cười, nàng vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa đường Vũ Lân, ánh mắt mang theo vài phần bao la mờ mịt nhưng càng nhiều hơn chính là đề phòng, nàng giận chỉnh lấy nói, hắn, hắn không phải người tốt. Nghe cổ Nguyệt Na, Lam Hiên Vũ giờ khóc giờ cười, đường Vũ Lân thì càng là khóc không ra nước mắt. Hắn lúc này mới xác định, mặc dù trí nhớ của mình khôi phục, nhớ tới đã từng hết thảy, nhưng cổ Nguyệt Na trí nhớ cũng không có khôi phục, cho nên, vừa mới ca, vừa mới ôm, vừa mới hải thần duyên hai lần ra mắt có phải hay không đều uổng phí rồi. Mụ mụ, hắn là nhạc thúc thúc, ngài không nhớ sao? Lam Hiên Vũ lúc này đồng dạng ý thức được vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Ta biết, hắn liền là cái kia ca hát, nhưng hắn vì cái gì ôm ta? Cổ Nguyệt Na một bộ dư ký chưa tiêu dáng vẻ. Lam Hiên Vũ ho khan âm thanh, nói, là như vậy, mụ mụ, có một số việc ta cảm thấy đến chúng ta cần phải thật tốt lý một lý. Ngài tin tưởng ta a? À? Vậy chúng ta có muốn không tìm một chỗ an tĩnh, ta cho ngài nói một chút." Ừm. Cổ Nguyệt Na đem ánh mắt chuyển tới Lam Hiên Vũ trên thân, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nhu tình, ánh mắt cùng Lam Hiên Vũ hướng bên cạnh biểu lộ cổ quái bạch tú tú lướt mắt ra hiệu, hai người một người kéo tinh cổ Nguyệt Na tay hướng bên bờ Tung Bay mà đi. Đường Vũ Lân vội vàng theo ở phía sau, lúc này, hắn mới là nóng lòng nhất người kia, Cổ Nguyệt Na thật vất và đã tỉnh lại, cũng không có nhận hắn, đây quả thực muốn so nàng không có tỉnh lại còn khiến cho hắn thống khổ cổ na còn tại ngân long trứng bên trong thời điểm, ít nhất hắn còn có thể ngày ngày thù tại bên người nàng. Hiện tại ngược lại tốt, ở trong mắt nàng, chính mình ngược lại không phải là người tốt. Chuyện này là sao? Nơi xa mọi người chứng kiến này thần kỳ một màn, bọn hắn này gia đình trao đổi chỉ có số người cực ít có thể nghe được, nhưng một cái tát kia mọi người có thể là đều thấy được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không rõ đây là cái gì tình huống, không biết vì cái gì, hai thân các các chủ thấy đường Vũ Lân bị cổ Nguyệt Na quạt một bạt tai thời điểm, tâm tình đột nhiên đặc biệt tốt. Ân, liền là đặc biệt tốt. Ra mắt lớn sẽ tiếp tục. Hai thân các các chủ thanh âm ở trên mặt hồ phiêu đãng, đem tất cả mọi người suy nghĩ đều kéo lại. Trên mặt hồ tham gia ra mắt mọi người sắc mặt khác nhau, không hề nghi ngờ, vừa mới một màn kia nhất định sẽ kinh ngạc toàn bộ liên bang. Cái kia che khuất bầu trời khổng lồ bóng người màu bạc, sẽ là như thế nào cấp độ tồn tại đâu, Lam Hiên Vũ cái kia một tiếng mụ mụ thanh âm rất lớn, đó là Lam Hiên Vũ ngụ mụ, mụ. Tam thập tam thiên dực phần lớn đều biết Lam Hiên Vũ cùng Nana quan hệ rất tốt, lại không rõ ràng Nana lại là mẹ của hắn. Lúc này, ra mắt đại hội bầu không khí đã kinh biến đến mức có mấy phần cổ quái. Nhưng hải thần duyên ra mắt đại hội cũng sẽ không, bởi vì vừa mới phát sinh cắt mà thay đổi, chỉ có thể nói vừa mới trắng lệ cảnh tượng làm này, một giới hải thần duyên ra mắt đại hội thêm vào một trang nổi bật, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ra mắt đã hoàn thành, những người khác ra mắt còn muốn tiếp tục, Trịnh Long Giang cùng Sam Uy tiếp tục chủ trì, mà lúc này Lam Hiên Vũ một nhà đã lên bờ. Trung quanh cây xanh vườn quanh, bên người là sinh mệnh khí tức nồng đậm hải thần triều, nhu hòa sinh mệnh năng lượng khiến người ta cảm thấy toàn thân ấm áp. Giờ này khắc này đường Vũ Lân lại hoàn toàn không cảm giác được này từng cái cắt, dù cho hắn thân là siêu thần cấp cường giả, Nội tâm cũng như 15 cái thùng treo múc nước một bất ổn, hắn thấp thỏm đến thậm chí đều không dám nhìn tới cổ Nguyệt Na. Đi vào nương một bên, Lam Hiên Vũ buông ra cổ Nguyệt Na tay, trở lại đường Vũ Lân bên người, nhẹ nhàng đụng phải hắn một thoáng. Đường Vũ Lân hướng Lam Hiên Vũ lướt mắt ra hiệu, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra lo lắng. Lam Hiên Vũ nhu màn hình khinh động, thanh âm tại đường Vũ Lân trong tai vang lên, cha, mẹ mẹ nó chỉ nhớ còn không có khôi phục, lúc này, ta cảm thấy ngài không thể quá cấp thiết nhiều năm như vậy cũng chờ cũng không kém lúc này hồi lâu mà lại vừa mới ngài vì nàng ca hát thời điểm nàng khóc nàng hẳn không phải là hoàn toàn không nhớ rõ ngài ít nhất là có ấn tượng chúng ta tiến hành theo chất lượng đi ta trước tiên đem tình huống đại khái cùng nàng nói xuống sau đó ta cảm thấy ngài có thể muốn một lần nữa truy cầu hạ nàng để cho nàng đón thêm chịu ngài mới được một lần nữa truy cầu thê tử của mình đường vũ lân ánh mắt lập tức có chút ngốc trệ nhưng sau một khắc hai con mắt của hắn liền trở nên sáng lên hắn là người thông minh rất nhiều chuyện không cần phải nói đến quá rõ có thể nói một điểm liền rõ ràng cổ nguyệt na ít nhất đối với hắn là có ấn tượng càng quan trọng hơn là trừ hắn ra cổ nguyệt na cũng không có khả năng tiếp nhận những người khác theo vừa mới cổ nguyệt na xuất hiện lúc tình huống đến xem nàng rất có thể đã đột phá đến siêu thần cấp đối với bọn hắn cấp độ này cường giả tới nói tuổi tác cơ hồ không là vấn đề tại một đoạn thời gian rất dài bên trong sinh mệnh lực của bọn hắn đều sẽ không nhận ảnh hưởng hắn có lượng lớn thời gian có thể theo đuổi nàng để cho nàng một lần nữa tiếp nhận mắt mình chậm rãi khôi phục trí nhớ càng quan trọng hơn là đường vũ lân trong phút chốc đột nhiên suy nghĩ minh bạch một một sự kiện một coi như cổ nguyệt banh cái khôi phục trí nhớ lại như thế nào bọn hắn đã từng cắt mặc dù là như vậy triền miên nhưng cũng là thống khổ vạn phần nhớ không nổi những vật kia không chỉ không là chuyện xấu nói không chừng sẽ còn nhường tình cảm của bọn hắn càng thêm càng tươi đẹp đâu ta hiểu được chúng ta từ từ sẽ đến tỉnh ngộ lại đường vũ lân cảm xúc trong nháy mắt cùng xuống tới ánh mắt tùy theo chuyển tới cổ nguyệt na trên thân hắn ánh mắt ôn nhu kia nhường cổ nguyệt na hơi hơi phát thấp lam hiên vũ hướng đường vũ lân so cái ngón tay cái sau đó mới trở lại cổ nguyệt na bên người lần nữa giữ nàng lại tay một màn này nhường vừa mới bình tĩnh xuống tới đường vũ lân không khỏi có chút ghen ghét cái kia hẳn là bị chính mình nắm tay nha mụ mụ lam hiên vũ lại kêu một tiếng cổ nguyệt na hốc mắt lập tức đỏ lên nắm đưa hắn ôm lấy Lúc này Lam Hiên Vũ, thân cao đã phía trên nàng, nàng hơi nhặt lấy đầu, giúp hắn đẩy ra trên chán sợi tóc, ôn nhu nói, không sao, mụ mụ trở về, dùng sau mụ mụ cũng không tiếp tục cùng ngươi tách ra. Ừm ân, Lam Hiên Vũ dùng sức gật đầu. Cổ Nguyệt Na mỉm cười đem bên cạnh Bạch Tú Tú cũng kéo đi qua, con có Tú Tú, chúng ta một nhà tại cùng một chỗ, đều không xa rời nhau. Na Na lão sư, Bạch Tú Tú lúc trước liền đã khóc đến hai con người sưng đỏ, lúc này nhịn không được lần nữa rơi lệ, từ khi Bạch Tú Tú cha mẹ ruột sau khi qua đời, Cổ Nguyệt Na có thể nói là nàng thân nhân duy nhất, trong lòng nàng, Cổ Nguyệt Na cùng mẫu thân cũng không có gì khác biệt. Nàng đối Cổ Nguyệt Na tình cảm không thể so với Lam Hiên Vũ đối Cổ Nguyệt Na, tình cảm ít. Ba người ôm ở cùng một chỗ, nửa ngày về sau, cảm xúc mới dần dần bình phục. Lam Hiên Vũ thử thăm dò nói, "Mụ mụ, ta cùng ngài nói một chút nhạc thúc thúc sự tình." "Ừm." cổ nguyệt na cũng ý thức được bên cạnh còn có người gật đầu lại có chút không nguyện ý hướng đường vũ lân cái hướng kia xem làm hiên vũ nói chuyện là như thế này ngài còn nhớ rõ lần trước chúng ta lúc gặp mặt sao lúc ấy ngài lần thứ nhất nhìn thấy nhạc thúc thúc liền có chỗ xúc động thậm chí đã dẫn phát đau đầu nhạc thúc thúc còn mời ngài đi tham gia hắn buổi hòa nhạc đây ta nhớ được cổ nguyệt na lúc này cảm xúc tựa hồ cũng đã bình phục Lam Hiên Vũ nói, ủng hộ kênh qua link com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé ngài, hẳn phải biết ngài mất đi trí nhớ. Từ trước mắt chúng ta biết tình huống đến xem, ngài cùng nhạc thúc thúc kỳ thật đều đến từ một vạn năm trước, sau này xuất phát từ một chút đặc thù nguyên nhân, tại vùng cực bắc bị đông tại trong tầng băng. Mãi đến mười mấy năm trước, ngài cùng nhạc thúc thúc mới phân biệt được giải cứu ra. Ta ba ba, mụ mụ nói cho ta biết, ta cũng là tại vùng cực bắc bị phát hiện mà ta bị phát hiện thời điểm, hình dáng cùng ngày trước đó ngủ say thời điểm một dạng, cũng là một cái trứng rồng. Mà ta sở, biến thành cái kia viên trứng rồng mặt ngoài có màu vàng kim cùng màu bạc long văn. Màu bạc long văn tự nhiên là thuộc về ngài, nhưng ngài hẳn là cũng hiểu rõ, một mình ngài cũng không cách nào có ta, cho nên, phụ thân của ta liền là cái kia kim sắc long văn chủ nhân. chương 1238 cổ Nguyệt Na tự hồ ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía đường Vũ Lân, nghi hoặc nói, ngươi nói là, Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói: "Ngài sau khi tỉnh dậy cũng qua nhiều năm như vậy, hẳn phải biết chút chúng ta đấu La liên bang lịch sử. Tại một vạn năm trước, đã từng có hai vị cường giả đứng tại đấu La đại lục đỉnh, đồng thời cuối cùng cứu vớt toàn nhân loại, bọn hắn liền là khi đó học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các các chủ, có được tứ tự đấu Khải Kim Long Nguyệt ngữ Đường Vũ Lân, cùng với ngay lúc đó truyền linh tháp tháp chủ, có được Ngân Long Vũ Lân đấu Khải Cổ Nguyệt Na." "Giống như nghe nói qua." Cổ Nguyệt Na lông mày cao lại, tự hồ đã hiểu cái gì. Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút đường Vũ Lân, cái kia hai vị liền là các ngươi. Mà các ngươi chính là ta ba ba, mụ mụ. Cho nên, vừa rồi ba ba không phải đường đột, mà là thấy ngài khôi phục lại, thời gian quá hưng phấn, không thể nhịn được, mới ôm ngài. Ba ba làm ngài hát ca, ca từ chỗ giảng thuật liền là giữa các ngươi đã từng phát sinh từng cái cắt. Cổ Nguyệt Na xem hắn, lại nhìn cách đó không xa ánh mắt suốt ruột đường Vũ Lân, trễ ngưng mà nói, ý của ngươi là, ta là mẹ ngươi mẹ, hắn là ba ba của ngươi, Vậy chúng ta, Lam Hiên Vũ vộ vàng gật gật đầu, đúng. Các ngươi là vợ chồng. Cổ Nguyệt Na ngẩn người, đột nhiên dùng sức lắc đầu, không, ta không tin. Ta mơ hồ có trí nhớ. Ta có khả năng khẳng định, ta không có đã kết hôn. a à, Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút cách đó không xa đường Vũ Lân, mặt na vẻ hỏi thăm. Năm đó hết thảy, chỉ có đường Vũ Lân rõ ràng nhất. Đường Vũ Lân ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên mê mang, phảng phất về tới một vạn năm trước, liên quan tới năm đó phát sinh từng cái cắt trí nhớ của hắn là sâu sắc như vậy đường vũ lân khóe miệng hiển hiện một vệt đắng chát đúng vậy nàng nói không sai lúc trước chúng ta cũng không có kết hôn hoặc là nói là nàng cự tuyệt cầu hôn của ta khi đó chúng ta phân biệt ở vào khác biệt lập trường khi đó nàng hẳn là liền muốn tốt muốn hy sinh chính mình tới thành toàn ta cho nên nàng cự tuyệt cầu hôn của ta nhưng ta hiện tại còn nhớ rõ khi đó nàng tiếp nhận cầu hôn của ta chiếc nhẫn nói xong đường vũ lân đi vào lam hiên vũ trước mặt kéo lam hiên vũ tay ngón tay nhẹ bôi đem lam hiên vũ trên tay cái viên kia do thiên thánh liệt uyên kích biến thành chiếc nhẫn hái xuống hắn đem chiếc nhẫn nâng ở trong lòng bàn tay đưa đến cổ nguyệt na trước mặt còn nhớ rõ nó sao lúc trước ta từng tự thân vì ngươi mang theo cũng chính là mang theo chiếc nhẫn này về sau người biểu lộ thân phận đem phá vỡ nhân loại ý đồ bày ra cổ nguyệt na ngơ ngác nhìn đường vũ lân trong lòng bàn tay chiếc nhẫn vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nàng đột nhiên hét lên một tiếng hai tay ôm đầu đột nhiên ngã xuống lam hiên vũ trong ngực lam hiên vũ giật nảy mình vội vàng đem nàng ôm chặt đường vũ lân càng căng thẳng hơn vội vàng nắm chiếc nhẫn kín đáo đưa cho lam hiên vũ giúp hắn cùng một chỗ đỡ lấy cổ nguyệt na mụ mụ ngài làm sao vậy lam hiên vũ phát hiện cổ nguyệt na thân thể run rẩy run dữ dội hơn trên trán mơ hồ có mồ hôi chảy ra hai mắt nhắm chặt phảng phất thừa nhận đau khổ kịch liệt cha ngài đừng nói trước mụ mụ giống như chịu không được kích thích trước kia cũng là như thế này một lần ức chuyện đã qua nàng liền đầu vô cùng đau đớn lam hiên vũ vội vàng hướng bên người đường vũ lân nói ra ta hiểu rõ ta cũng là dạng này ta không nói cái gì cũng không nói đường vũ lân lo lắng bắt lấy cổ nguyệt na tay đem chính mình xem lực nhu hòa chú người cổ nguyệt na trong cơ thể thân thức nhẹ nhàng gợn sóng hóa thành nhất ôn hòa tinh thần ba động dỗ dành lấy tâm tình của nàng sau nửa ngày cổ nguyệt na mới dần dần lấy lại tinh thần treo làm sao vậy thần mễ ánh mắt của nàng có chút mê hoa ta ta này lam hiên vũ chặn lại nói mụ mụ ngài cái gì cũng không cần suy nghĩ cái gì cũng không cần nghĩ liền không sao cổ nguyệt na nhìn hắn lại nhìn lam hiên vũ bên người mặt lo lắng phòng múa hiểu chúng ta đã từng là người yêu đường vũ lân ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem nàng dừng lại một chút mới nói khẽ một vạn năm trước cắt đều đã qua cái kia chỉ là chúng ta đã từng đã ngươi vô ý thức không nguyện ý hỏi ức đã từng phát sinh hết thảy, như vậy thì không muốn nhớ lại, chúng ta chỉ nhìn về phía trước, chỉ nhìn tương lai. Ngươi bây giờ làm ta là người xa lạ liền tốt, ta này cả đời thua thiệt ngươi nhiều nhất, ta sẽ dùng quãng đời còn lại tất cả thời gian thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Ngươi có thể khôi phục hay không chỉ nhớ không có chút nào trọng yếu, trọng yếu là tương lai chúng ta đều có thể tại cùng một chỗ. Ngươi cũng không cần hiện tại liền tiếp nhận ta, chỉ cần ngươi có thể cho ta một cơ hội, để cho ta mỗi ngày thấy ngươi, ta liền thỏa mãn. Cổ Nguyệt Na ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt có chút bao la mờ mịt, lông mày cao lại, tự hồ lại cảm nhận được thống khổ. Suy nghĩ của ta có chút loạn, ta cần phải tỉnh táo xuống. Nàng miễn cưỡng nói, ra ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Được rồi, tốt, ngươi làm sao dễ chịu liền làm sao tới. Đường Vũ Lân vội vàng lui sang một bên, nhưng chính mình không còn xuất hiện tại cổ Nguyệt Na trong tầm mắt, hắn lúc này đã nghĩ kỹ chỉ cần có thể một mực thấy cổ nguyệt na coi như nàng tạm thời không nhận chính mình cũng không có gì tương lai bọn hắn có nhiều thời gian cùng lắm thì tựa như hiên chữ nói như vậy chính mình một lần nữa theo đuổi nàng một lần cổ nguyệt na dần dần khôi phục lại nhìn về phía hải thần hồ hôm nay là tổ chức mỗi thần duyên tướng ngày đại hội đúng vậy mụ mụ ta vừa cùng tú tú hoàn thành ra mắt nàng là người của ta sở cái này làm chiều khôi phục lại thật sự là quá tốt vừa vặn vì ta nhóm chứng kiến một màn này người nói làm hiền vũ xem có tình định cổ nguyệt na khác một bên bạch tú tú bạch tú tú khuôn mặt ửng đỏ cũng không có phản bác cổ nguyệt na xem bọn hắn nụ cười trên mặt càng đậm ngươi về sau có thể nhất định phải đối tú tốt đoàn hiện nhưng ta nghĩ không ra vì cái gì lúc trước sẽ bị đông cứng không có thể cùng ngươi tại từng cái lên nhưng nghĩ đến khẳng định là bởi vì phụ thân của ngươi đối ta không tốt đứng ở phía sau đường vũ lân đơn giản như là gặp bạo kích hắn muốn nói cái gì nhưng nghĩ đến cổ nguyệt na vừa mới khôi phục hắn chỗ nào còn nói ra được Lam Hiên Vũ biểu lộ cũng hết sức đặc sắc. Hắn mặc dù rất muốn giúp trợ phụ thân, nhưng ngay tại lúc này, nói nhiều rồi đi, mụ mụ trọng phạm bệnh, nói thiếu đi đi cũng không có gì dùng. "Mụ mụ, vậy ngài còn nhớ rõ lúc trước ngài tham gia qua Hải Thần duyên ra mắt đại hội sao?" Lam Hiên Vũ vội vàng đổi chủ đề. "Ta không nhớ rõ." Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, nàng lúc này đang nhìn xem Hải Thần hồ mặt hồ, cho nên đứng tại bên người nàng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, không nhìn thấy ánh mắt của nàng trong mắt nàng lộ ra bao la mờ mịt, phảng phất tại hồi ức cái gì, thất vọng mất mát. Ra mắt đại hội vẫn còn tiếp tục, một từng cái nam sinh ở thấy trung tình khâu bên trong hoặc vui hoặc ưu. Đối bọn hắn tới nói, bi thảm nhất tự nhiên là hết thảy cột đèn toàn bộ dập tắt, mà lưu lại cột đèn lại không chịu sốc lên mũ rộng vành mạng che mặt nữ sinh, cũng rất dễ dàng cho nam sinh mang đến làm phức tạp. Bọn hắn cũng không biết, những lựa chọn này chính mình nữ sinh là không phải mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Quá trình này để cho người ta đã khẩn trương lại bằng hoàng, rất nhanh, liền đến phiên Lam Hiên Vũ quen thuộc tốt đồng bạn. Lưu Phong niên đệ, mời ra nhóm. Lưu Phong chân đạp lá sen, chậm rãi theo nam sinh trong đội ngũ trượt ra, đi vào trong sân. Sam úy mỉm cười nói, người có thật sao lời muốn đối với chúng ta hải thần tiên tử nói sao? Hải thần duyên ra mắt đại hội đằng trước hai cái khâu đều là dùng nữ sinh làm chủ, nữ sinh có hay không giữ lại cột đèn đem quyết định đằng sau ra mắt hướng đi, cho nên ở phía trước hai cái khâu bên trong phần lớn đều là nam sinh nỗ lực biểu hiện mà nữ sinh cẩn thận lựa chọn đến cái thứ ba khâu tình huống sẽ nghịch chuyển nam sinh sẽ có được quyền lựa chọn mà cái cuối cùng khâu thì là xác định hai người có thể hay không tại cùng một chỗ đồng thời cũng sẽ có khiêu chiến khâu nếu như hai người đồng thời ưa thích một người cuối cùng có thể dùng cướp cô dâu hình thức đi tranh thủ hạ gục người cạnh tranh nói không chừng liền có thể làm cho mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng thay đổi chủ ý chương 1239 ủng hộ kênh qua halaji com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đối ngoại bên trên miệng ra một khi nói mỉm cười. Tại hết thảy đến đây tham gia ra mắt trong nam sinh, hắn có thể đạm huyện nhất ung dung người. Thấy Lam Hiên Vũ một nhà đoàn tụ, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú có thể chân chính đi tại lên, hắn xuất phát từ nội tâm chúc phúc bọn hắn, nhưng cũng bởi vì đáy lòng nhận xúc động, lúc này tâm tình của hắn rõ ràng có chút xúc động. Cảm tạ vừa mới vì ta lưu đèn các vị hải thần tiên tử, theo tiến vào học viện sử lai khắc một khắc kia trở đi kỳ thật ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ bởi vì ta rất rõ ràng cho dù là tại ngoại viện bên trong thiên phú của ta cũng là toàn lớp thấp nhất chỉ có đem hết toàn lực ta mới có thể thu được phải tiếp tục học tập cơ hội là đội trưởng của ta hào hữu của ta lão đại của chúng ta một mực trợ giúp chúng ta chúng ta mới có thể chung nhau tiến bộ đồng thời cuối cùng đều tiến nhập nội viện vừa mới thấy hắn cùng tú tú đi đến từng cái lên thấy bọn hắn từng cái nhà đoàn tụ ta thật vô cùng vì hắn vui vẻ nhiều, ít nhất trước mắt đến xem, cũng chân thành chúc phúc hắn. Còn chính ta, kỳ thật ta cho tới bây giờ đều không nghĩ quá liều mang theo nhiều năm như vậy, không phải. Ta có thể sẽ không là một cái hợp cách bạn trai. Muốn một bộ phận. Ban đầu tu luyện lúc ta đã thành thói quen tu luyện, tu luyện khả năng mới là ta sinh mệnh nặng nhất ta sinh không ngừng cải biến, chẳng qua là không nguyện ý rơi vào người về sau, nhưng trưởng thành theo tuổi tác. Dần dần, người. Ít nhất ta muốn trở thành, ta phát hiện tu luyện cũng không chỉ là vì chính mình, cũng là vì hắn tiến lên, một người hữu dụng không kéo đồng bạn chân sau, ta hy vọng cùng bọn hắn cùng một chỗ, hướng đi hồn sư thế giới đỉnh phong, cho nên ta hiện tại thậm chí bảo đảm làm hải tướng, làm nhu. Chú dáng người thậm chí toàn đều không cách nào về mặt tình cảm cho ra cam kết gì, ít nhất tại hiện tại cái giai đoạn này là như thế, thỉnh chư vị hải thần tiên tử vì ta diệt đi cột đèn đi. Hôm nay ta tới, chỉ là vì cùng đồng bạn tại cùng một chỗ, chung nhau đối mặt hết thảy khiêu chiến nói xong lời nói này hắn lần nữa hướng phía đối diện các nữ sinh sâu thi từng cái lễ biểu đạt áy náy của mình ánh đèn từng cái dập tắt mặc dù lưu phong lời nói vô cùng thành khẩn nhưng đây là ra mắt đại hội nếu hắn cũng không phải là vì ra mắt tới những cái kia nữ tính tự nhiên không cần thiết vì hắn lưu đèn thế nhưng khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện từng cái cột đèn lần lượt dập tắt chỉ có một cái cột đèn giữ lại đúng vậy còn có một cái thấy cảnh này liền lưu phong cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc mình đã nói đến như thế rõ ràng vì cái gì còn có người vì chính mình giữ lại cột đèn sam uy nói mắt trước còn có một vị hải thần tiên tử làm lưu phong niên đệ bảo lưu lại cột đèn xin hỏi vị này hải thần tiên tử người xác định sao bởi vì ngươi là một vị duy nhất nếu như ngươi xác định lời như vậy chúng ta đem trực tiếp tiến vào người đến tiếp sau khâu lá sen phiêu đãng tên kia giữ lại cột đèn nữ học viên chân đạp lá sen chậm rãi trôi đến chúng nữ khi còn sống phương sau đó, nàng chậm rãi lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, cất cao giọng nói, "Ta xác định." Lưu Phong thấy này đã đi tới trước người mình cách đó không xa nữ sinh, ánh mắt lập tức trở nên ngốc trệ, bởi vì hắn nhận biết nữ sinh này. Hai người cùng lớp đã nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể không biết nàng. Nàng là lớp thực nghiệm tinh chiến Tam thập Tam thiên dực một trong, xếp tại 20 tên có hơn, bình thường điềm tĩnh, ôn nhu, nhưng lại có một khỏa quật cường tâm bởi vì trong lớp nam nhiều nữ thiếu, cho nên, các nữ sinh vẫn luôn đặc biệt bị giam chiếu, cũng là các nam sinh quan tâm đối tượng. Luận tướng mạo, tinh tuyển tại nữ sinh bên trong tuyệt đối tính trung thượng đẳng, nàng có loại đặc thù điểm tĩnh khí chất, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mang theo vài phần thư quyển khí. Nàng bình thường rất ít nói, tại rất nhiều trong đám bạn học cũng không đáng chú ý, thậm chí còn không bằng bài danh so với nàng càng thấp phiêu tiểu nhất. Vũ Thiên mong muốn truy cầu tinh tuyển, lại trực tiếp bị cự, Lưu Phong còn nhớ rõ, Lâm Đông Huy có lần lặng lẽ nói, rất lâu. Sau này, Đinh Trác Hàm cũng cái đỉnh trở về, đến mức bị hắn cùng băng thiên lương cười nhạo. Phải biết, tại tam thập tam thiên dực bên trong, Đinh Trác Hàm thiên phú tốt, luận tu vi hoặc tiềm lực đều tính người nổi bật, nhưng tinh tuyển vẫn như cũ khéo lời từ chối. Nàng chưa bao giờ tiếp nhận nhận qua bất luận người nào thổ lộ, cho tới bây giờ vẫn còn độc thân, Lưu Phong vạn không nghĩ tới, dạng này một cái nữ hài từ tử, tử chọn vì chính mình giữ lại cột đèn, mà lại là tại những nữ sinh khác đều tắt đèn trụ tình huống dưới. Văn công sinh tế hạ đấu vị. Phá xuất ta tình định hai cái này chữ thời điểm. Lưu bạn không thể không thừa nhận, lòng của mình liền giống bị dùng sức đẩy đánh một thoáng, nhịp tim rõ ràng ra tốc. Lưu Phong có chút mờ mịt thất thố, tinh kính rơi hào phóng nhìn xem trước mặt cái này luôn luôn kiên định, giờ phút này lại có chút dao động thằng nhóc to xác, không khỏi phóc cười một tiếng, Lưu Phong trong lòng run lên, vội vàng lấy, lại bình tĩnh ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Trịnh Long Giang cười hắc hắc, nói, có chuyện xưa. Đến, học muội, ngươi có khả năng bắt đầu. Tinh Tuyền Khẽ vuốt cầm thăm hỏi, khuôn mặt có chút đỏ bừng, nhưng vẫn là thoải mái hào phóng mà nhìn xem Lưu Phong. Lưu Phong gãi đầu một cái, hắn thà rằng đối mặt do chính mình đối thủ cường đại hơn, cũng không nguyện ý mặt đối trước mắt này có chút xấu hổ tràng diện trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Tinh tuyển hít sâu một hơi, tự hồ lấy hết dũng khí, nói, ta một mực tin tưởng một câu một hạnh phúc muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Lưu Phong, ta biết, người đối ta cũng không có bao nhiêu ấn tượng, người bình thường thậm chí đều không xem thêm qua ta liếc mắt. Thế nhưng, ta chú ý người chọn vẹn 6 năm, tướng kiện một quả. Mà lúc này đang đang chăm chú ra mắt đại hội đồng bạn cũng vẻ mặt cổ quái, đang lôi kéo la mộng cầm tay tại bên bờ tiền lỗi không khỏi chừng lớn mắt nói phong tử có khả năng lúc nào đạt được con gái người ta quan tâm hắn có phải hay không tận lực tiết lộ cái gì vẫn là khoe khoang chính mình sử lai khắp thất quái thân phận la mộng cầm liếc mắt ngươi cho rằng ai cũng giống người dạng liền biết khoe khoang tử tế nghe lấy nhìn một chút tinh tuyển nói thế nào thật không nghĩ tới nàng như thế có dũng khí bọn hắn đều nhìn ra được tinh tuyển đây là có mấy phần đuổi ngược lưu phong mùi vị Bằng không thì, nàng cũng sẽ không tại vẽ phong đã cho thấy trí không ở chỗ này, tình huống dưới vẫn như cũ vì hắn giữ lại cột đèn. Tình dấu mở miệng về sau, cảm xúc tự hồ ổn định lại, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hai tay của nàng siết thật chặt, rõ ràng nội tâm vô cùng gấp gáp. Lưu Phong, ta biết, người có thể sẽ cảm thấy, một người nữ sinh dạng này chủ động không tốt lắm, có thể là, ta cảm thấy đây có lẽ là ta cơ hội duy nhất, ta sinh trưởng tại một cái không tính hạnh phúc gia đình, mụ mụ thân thể không tốt lắm, ba ba thị cực như mạng, tại ta lúc còn rất nhỏ, ba ba cũng bởi vì đánh bạc thiếu nợ bị chủ nợ đánh thành tàn tật. Cho tới nay, là mụ mụ kéo lấy bệnh thể nuôi sống cả nhà. Ta biết, nếu như không phải là vì ta, mụ mụ khả năng căn bản không tiếp tục kiên trì được. Mà cha ta dù cho đã tàn phế, còn thường xuyên chuồn đi đánh bạc, đẹp kỳ danh ngày một là gỡ vốn, vì để cho mụ mụ không nữa khổ cực như vậy, hắn muốn chứng minh chính mình có thể là một người làm sao có thể thông qua đánh bạc chứng minh chính mình kỳ thật ba ba lúc còn trẻ dáng dấp hết sức anh tuấn mụ mụ nói với ta khi đó nàng và ba ba tại cùng một chỗ không biết có bao nhiêu người hâm mộ nàng chính nàng cũng vì vậy mà kiêu ngạo có thể về sau đủ loại để cho nàng thất vọng cực độ ba ba qua đời thời điểm là ngã vào trên bàn rượu coi ta khóc giống thất thanh thời điểm mụ mụ lại vẻ mặt chết lặng có lẽ thời điểm đó nàng đã không biết cái gì là thống khổ bắt đầu từ lúc đó ta liền hiểu rõ, một cái nam nhân trọng yếu nhất không phải bề ngoài, mà là một khỏa kiên định hướng về phía trước trái tim. Ngay tại ta kiểm tra bên trên học viện sử lai khắc năm đó, mụ mụ bệnh tình tăng thêm, nàng tại năm thứ hai cách ta mặt đi, ta không có thân nhân. Đối với nam nhân, ta thậm chí có loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Cổ ngữ có nam sợ vào chảy đi, nữ sợ gà sai lang. Ta thật sợ dẫm vào mụ mụ vết xe đổ, cho nên, ta vẫn luôn cho mình thiết trí một tầng bình chướng, Thấy đối phương phóng thích đấu khải, Tiền Lỗi tự nhiên cũng đem chính mình đấu khải phóng thích ra ngoài, to lớn hai cánh bản sau lưng bày ra, đấu khải dày nặng mà bền chắc, xem xét liền phẩm chất phi phàm. Nhưng phẩm chất cho dù tốt, cái kia cũng chỉ là nhị tự đấu khải. Chương 1240 thế nhưng, vừa người học thời điểm, ta liền chú ý ý ngươi. Tựa như ngươi mới vừa nói, thời điểm đó ngươi tại liền ngươi đối không tính là ưu tú. Nhất là ngươi từ trước đến nay lớp trưởng bọn hắn tại cùng một chỗ, muốn càng ngày càng hiện ra không ra năng lực của ngươi. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ dưới loại tình huống này chú ý tới ngươi sao? Lưu Phong có chút mờ mịt lắc đầu. Tinh tuyển cười khổ nói, bởi vì, ngươi biểu hiện ra hết thảy cơ hồ đều cùng cha ta tương phản. Cha ta nhu nhược, nhát gan, khiếp sợ, tự tư, mà ngươi lại kiên cường, cứng cỏi, dũng cảm, vô tư. Ta không chỉ một lần thấy ngươi bởi vì tu luyện mà đạt đến thân thể điểm giới hạn, có thể ngươi cũng thẳng tiến không lùi vọt tới, không có chút nào lùi bước, khi đó ta mới biết được nguyên lai like nam nhân cũng không là điều giống cha ta cha như thế đều là nhát gan quỷ nhát gan cũng có người dạng này kiên định dũng cảm truy cầu tương lai người ta thường xuyên sẽ trong góc quan sát nỗ lực ngươi ngươi rất ít nói chuyện thói quen dùng hành động để dương hiện nội tâm của mình có một lần ta tận lực tại ngươi đi phòng trọng lực lúc tu luyện đi theo thản đi nói vô ích luận vô hạn ta khả năng đều so với ngươi còn mạnh hơn chút có thể là thấy ngươi sử dụng trọng lực tin số ta quả cả người đều choáng váng đó là ta tuyệt đối không dám khiêu chiến. Ta tại ngoài cửa sổ nhìn xem ngươi, ngươi cả người đều gì bị ép đồng đều, lại kiên trì điểm đứng lên, mét một chút đứng lên, bắp thịt toàn thân kéo căng, mau mạch mạch máu vỡ tan, tơ máu theo trong lỗ chân lông chảy ra. Khi đó, ngươi thật giống như 14 tuổi vẫn là 15 tuổi đi. Mặt khác niên cấp đồng học đồng dạng nhìn thấy màn này, có người nói, ngươi quả thực là cái đầu óc không tỉnh táo phong tử, nhưng ta không nhìn như vậy, trong mắt ta, ngươi không phải phong tử, cho nên mặc dù mọi người đều gọi như vậy ngươi nhưng ta không dạng này gọi ta liền để ngươi lưu phong trong lòng ta ngươi là nam nhân chân chính không biết vì cái gì làm ta nhìn thấy ngươi tại trong trọng lực thất đứng lên thời khắc đó ta lệ rơi đầy mặt cũng vì ngươi kiêu ngạo cùng tự hào theo cái kia từng cái thiên khai bắt đầu ta thường xuyên lặng lẽ đi xem ngươi tu luyện dần dần trong nội tâm của ta xuất hiện một loại khác cảm giác có lẽ cái kia chính là đau lòng đi ta thật rất muốn khuyên nhủ ngươi, không muốn như vậy liều mạng, có thể ta biết ta không thể làm như vậy. Ngươi cái kia nỗ lực phấn đấu ý chí lực không thể bởi vì ta mà dao động. Cho nên, ta chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lấy ngươi, đồng thời chính mình cũng biến thành càng thêm nỗ lực. Không vì cái gì khác người, cũng không phải là vì ngươi, mà là bởi vì ta cũng phải trở thành giống ngươi người như vậy. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, có thể lựa chọn an vui hiện trạng, cũng có thể lựa chọn càng nỗ lực, ta phải kiên cường giống người dạng kiên cường dạng này bất cứ lúc nào nội tâm đều sẽ không bằng hoàng ta biết ngươi cho tới bây giờ đều không có chú ý tới ta bởi vì tinh lực của ngươi thủy chung đều tập trung về mặt tu luyện nhưng này không trọng yếu ngươi càng như vậy lạc ấn trong lòng ta thân ảnh ngược lại càng ngày càng rõ ràng ta thật đặc biệt đặc biệt cảm tạ lớp trưởng nếu như không phải lớp trưởng chúng ta tam thập tam thiên dực cũng không có khả năng tất cả đều tiến nhập nội viện ta vốn cho là, ta đối với người này phần tình cảm rất có thể muốn một mực chôn dưới đáy lòng, bởi vì bình thường ta căn bản, cũng không có dũng khí nói với người ra tất cả những thứ này, mà lớp trưởng lại để cho chúng ta tất cả đều tiến nhập nội viện, nhưng ta có tham gia lần này hải thần duyên ra mắt đại hội cơ hội, Hôm qua, ta thấp thỏm bất an trong lòng, bởi vì ta rất rõ ràng, dùng tính cách của ngươi, ngươi chỉ sợ rất khó tiếp nhận một cái nữ hài từ chính nhân ngươi sinh hoạt, ảnh hưởng ngươi tu luyện, thế nhưng, ta vẫn là thuyết phục chính mình, bởi vì ta biết, như lai ta bỏ qua cơ hội lần này, đời này chúng ta rất có thể liền bỏ qua. Dù cho lần này không thành công lại như thế nào, đến ít ta nắm chính mình lời muốn nói nói ra, thích ngươi nói đến đây nàng dừng lại một chút sau đó dùng tận lực khí toàn thân lớn tiếng nói lưu phong ta đã đỏ bừng cả khuôn mặt trong mắt lệ quang lấp lánh dùng hết toàn lực đang gieo hò nữ sinh này lưu phong chỉ cảm thấy trong cơ thể máu nóng dâng trào tới mộ không có chú ý tới tại chính mình tu lúc luyện cách đó không xa có ánh nhìn đúng vậy hắn thật cho tới bây giờ con mắt đang yên lặng nhìn chăm chú chính mình nhưng vì cái gì chính mình rõ ràng như thế nhớ kỹ tên của nàng biết có ai truy cầu qua nàng có thể không chính là bởi vì nàng tại trong tầm mắt của mình xuất hiện số lần nhiều một cách đặc biệt sao hiện tại hồi ức dâng lên mình quả thật thường xuyên tại học viện nhìn thấy này thân ảnh quen thuộc mỗi khi chính mình trong lúc vô tình nhìn về phía phương hướng của nàng ánh mắt của nàng rồi lại xinh đẹp không một tiếng động tan biến toàn trường hoàn toàn yên tĩnh nói học viện sử lai khắc hết thầy học viên vô luận là tại tiến nhập nội viện trước đó vẫn là tại tiến nội viện chi thực thiệu về sau đều đang cố gắng tu luyện phấn đấu hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, bởi vậy học viện mới có thể tổ chức hải thần duyên ra mắt đại hội, chính là vì cho này chút say mê tại tu luyện học viên sáng tạo một cái, lẫn nhau hiểu nhau yêu nhau cơ hội. Lại có bao nhiêu người có thể đủ giống tinh tuyển dạng này, yên lặng quan tâm một người dòng dã thời gian 6 năm đâu. Nàng ưa thích cũng không là có mục đích, mà là bắt nguồn từ 6 năm qua điểm từng ly từng tí. Nàng ưa thích là phát ra từ phế phủ hạn, cho nên mới có thể làm cho một cái e sợ nho tiểu cô nương dũng cảm đứng, ở chỗ này, đối với mình ngưỡng mộ trong lòng nam hải nhi tốt cô nương. Lớn tiếng nói ra tâm ý, Lưu Phong lòng đang nhẹ ba động, hắn cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai like mình trừ tu luyện ra. Ta còn có thể xuất phát ra mãnh liệt như thế tình cảm gợn sóng. Tinh tuyển thanh âm ở trên mặt hồ quanh quẩn. Cho dù là trịnh Long Giang cùng Sam Úy, tại thời khắc này cũng không đành lòng tiếp vào hắn trượt thúc dục. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Lưu Phong trên thân. Đặc biệt dũng cảm, tinh làm hơi có chút miệng hơi thở khuôn mặt đỏ bừng, nhưng nàng vẫn như cũ ngày nhìn chăm chú lấy Lưu Phong. Nàng hôm nay, thật, tiền lỗi, người đây, thành những cơ hội chỉ có. Nàng cơ hồ thu, nàng liền quyết định dùng chính mình cắt tới tranh thủ. Ừm, Lưu Phong lại hai quả đấm không tử là dùng hàm răng thu có hạ hiểu. Biết lúc nào cũng đã nắm chặt, như mới hướng ra hai chữ này. Nhìn xem trước mặt này thân ảnh kiều tiểu, hắn ánh mắt dần dần trở nên sâu liêu dâng lên. Tinh tuyển, cảm ơn ngươi, thanh âm của hắn hơi khô chát chát, trên thực tế, hắn đều có chút cứng họng. Tạ ơn hai chữ này từng cái ra, tinh tuyển khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, tái nhợt đến không có một chút hồng hào. Lưu phong cách gần đó, tự nhiên có thể thấy rõ sắc mặt của nàng biến hóa, nguyên bản thâm thúy trong đôi mắt lập tức nhiều một vệt kinh hoàng, hắn liên tục khoát tay nói, đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Ta nói là, thật xin lỗi, ta thật không biết ngươi một mực tại yên lặng quan tâm ta, nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, ta xác thực thường xuyên có thể thấy ngươi, tinh tuyển ngươi là cô nương tốt tinh tuyển khuôn mặt càng thêm tái nhợt bên bờ ba tiền lỗi một bàn tay đập ở trên trán của chính mình bên cạnh hắn la mộng cầm nhịn không được tức giận nói ta một thẳng cho là ngươi tình thương đã thấp đến cực tới không nghĩ tới phong tử tên ngu ngốc này còn không bằng ngươi cái gì cảm ơn ngươi thật xin lỗi ngươi là cô nương tốt đây là cái gì đồ ngốc mới sẽ nói ra tiền chuẩn bị mặt oan uổng mà nói lão bà đại nhân ngươi cũng không thể dạng này ta cùng phong tử không giống nhau, ta có thể là không giờ khác nào không, tại hướng người phóng thích ra toàn bộ yêu thương đây. Đi một bên, nhanh nhìn xem. Phong tử nếu là cự tuyệt tốt như vậy cô nương, ngươi liền đánh cho ta hắn, thế quy tình lượng mới thôi. Là mộng cầm nghĩ căn tờ chân chính. Tiền lỗi có chút trần chờ, nhưng chúng ta là hảo huynh đệ. Như vậy không tốt đâu. Thật, ừm. Là mộng cầm lạnh trừng mắt liếc hắn một cái, tiền lỗi lập tức lời lẽ chính nghĩa mà nói, nhưng đã làm sai chuyện liền muốn khiến cho hắn giải giáo huấn, ta cảm thấy ngươi nói đúng, nhà này ra hòa xác thực hẳn là bị hung hăng ôm ngừng lại. Chương 1241 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Trên mặt hồ, Lưu Phong thấy tinh tuyển sắc mặt biến hóa, lập tức càng thêm vội vàng, miệng ta đần, ta không phải ý tứ kia. Được, ta nói như vậy, ta không thể lừa ngươi, bởi vì ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới phương diện này qua, cho nên, ta hiện tại không thể nói với ngươi ta thích ngươi, thế nhưng, ta hiện tại nhịp tim thật tốt nhanh, đó là một loại chưa từng có cảm giác. Ta thật không nghĩ tới, người như ta cũng có nữ hài nhi sẽ thích, ta cảm thấy, có lẽ đời ta đều khó có khả năng gặp lại giống người tốt như vậy nữ hài nhi. Nếu như ta bỏ qua, nhất định sẽ vô cùng tiếc nuối. Cho nên, ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội, nhường ta thích ngươi sao? Lưu Phong cũng là không có rơi lệ, nhưng chính là như thế một phen nhường chán của hắn tỏa ra mồ hôi, hắn hô hấp dồn dập tim đập rộn lên, dưới chân lá sen đều đạp không ổn định. Oa wow, một tinh tuyển một thoáng liền khóc lên, trượt lách người liền nhảy tới Lưu Phong lá sen bên trên, ôm chặt lấy hắn, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta coi là ta thất bại. Lưu Phong tại đây một cái chớp mắt đột nhiên có cái ý niệm kỳ quái, hắn nhớ lại khi còn bé cùng đám tiểu đồng bạn chơi qua một cái trò chơi gọi người gỗ hắn hiện tại bị tinh tuyền ôm lấy cũng không liền như là một cái người gỗ giống như cứng đời đến động cũng không dám động sao nhưng ngay tại này một khắc kiện theo cái kia cảnh hương tuôn ra người chóc mũi hắn đột nhiên cảm nhận được trừ tu luyện ra một loại khác mỹ hảo cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì lam hiên vũ cùng bạch tú suốt ngày dính tại lên này tựa hồ một trăm hai mươi xác thực rất tốt nha ha ha phong tử có chủ rồi thật tốt nha bạch tú tú cười tại lam hiên vũ bên người vỗ tay khuôn mặt ửng đỏ Hiên Vũ dùng sức vung một thoáng nắm đấm, ta thật muốn xông tới vỗ vai hắn. Đây coi như là người ngốc có ngốc phúc a. À, đứng ở bên cạnh họ cổ Nguyệt Na, tầm mắt có chút mê ly, trong miệng lẩm bẩm, thật tốt nha. Đường Vũ Lân liền đứng sau lưng bọn họ, hắn là một cái duy nhất biểu lộ khó coi, hắn hiện tại chỉ muốn ủy khuất nói một câu, ta đây, ta đây. Tam sinh hữu duyên, trăm năm tốt hợp, chúc mừng Lưu Phong niên đệ cùng tinh tuyển học muội ra mắt thành công. Sam Úy thẳng đến lúc này mới trầm tĩnh lại, từ đáy lòng chúc phúc bọn hắn lưu phong cùng tinh tuyền chân đạp lá sen cùng nhau hướng bên bờ mà đi hôm nay này cắt đối lưu phong tới nói tuyệt đối là có tính đột phá thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai của hắn trên thuyền thấy cảnh này tiếu khải thở dài ra một hơi mỉm cười nói quá cưng rắn thì dễ gãy này một mực là ta đối với hắn lớn nhất lo lắng hiện tại xem ra coi như hắn là thép tinh cũng có người có thể đem hắn hóa thành ngón tay mềm anh lạc hồng mỉm cười nói hôm nay biển thần duyên ra mắt đại hội quả thực là mấy năm qua này đặc sắc nhất một giới đường trấn hoa cười nói không chỉ là mấy năm này hôm nay có thể là có ngân long buông xuống vạn năm qua cũng là đẹp đời đi ngươi nói con của chúng ta có không có hy vọng trong lớp có hay không cô nương đối với hắn cũng có ý định này anh lạc hồng đỏ nhãn tình sáng lên nếu là có dạng này cô nương vậy liền không thể tốt hơn khách khách bên cạnh tiếu khải đột nhiên ho khan ngươi hút thấu cái gì đường trấn hoa có chút bất mãn chân chính tiếu khải cười khổ nói nhà các ngươi chắc hàm để cho ta nói như thế nào đây Tiểu tử này đi, thích hắn cô nương vẫn rất nhiều, ít nhất đã từng thật nhiều. Bất quá, tiểu tử thúi này có chút lựa chọn chướng ngại, mà lại mang tay mềm, thường xuyên sẽ xuất hiện chút tình huống đặc biệt. Anh Lạc Hồng sững sờ, cái gì tình huống đặc biệt? Ta làm sao không biết? Tiếu Khải sờ lên mũi, không có tiếp tục nói hết. Bên cạnh đường chấn hoa lại gấp, hắn là già mới có con, đối đinh chắc hàm có thể thực là yêu thương vô cùng, hận không thể nắm hết thảy đều cho nhi tử. Tiếu lão sư, tình huống như thế nào? Ngươi đuổi mau nói, chắc hàm hắn có phải hay không có vấn đề gì vấn đề hắn lớn không lớn đường trấn hoa vội vàng hỏi tiếu khải cười khổ nói các người không biết cũng như thường hắn tổng sẽ không đem bắt cá hai tay loại sự tình này nói cho các người biết cái gì bắt cá hai tay anh lạc hồng mở to hai mắt nhìn tiếu khải nói theo ta được biết khả năng còn không chỉ một lần cho nên ta cảm thấy đám nữ hài tử đối với hắn ấn tượng phỉ nhổ quả nhiên, làm đến phiên đinh chắc hàm thời điểm, hắn mặt mỉm cười, trôi đến trung tâm, trước mặt hắn sự tình vẫn trước người cột đèn cũng để nhiều, có thể là, khi hắn nổi lúc đi ra, quỷ dị màn xuất hiện. Bạch tú tú, phốc thán phốc, phốc phốc phốc, cột đèn một cái tiếp một cái dập tắt, làm dưới chân hắn lá sen cuối cùng ngừng. Tiến hành, tại chiều trung ương lúc cuối cùng cái cột đèn cũng dập tắt, cạn bã nam đi một bên, hải thần tiên tử nhóm thân khẩu đồng thanh vang hô hào, tuyên bố hắn bi thảm ra mắt kết cục nghe đinh chắc hàm hoàn toàn hôn mê rồi chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn nhớ lại trước lệ không phải có nhiều thống khổ mặt là hết sức dị các nàng làm sao biết ta chuyện của ta nơi xa trên thuyền anh lạc hồng khí đến mặt đỏ dần cái này hèn mặt tiểu tử nhìn ta không đánh hắn bên cạnh đường chấn hoa xe vội vàng an ủi đừng nóng giận bị chọc tức thân thể làm sao bây giờ con cháu tự có con cháu phúc đều tại ngươi anh lạc hồng quay đầu cáu giận nói đường chấn hoa một mặt ngạc nhiên cái này cùng ta có quan hệ gì thượng bất chính hạ tắc loạn vứt xuống câu nói này về sau anh lạc hồng xoay người rời đi khiến cho đường trấn hoa một mặt xấu hổ hắn huệ hết sức hết sức nhìn xem giữa sân đang xám đầu sĩ mặt rời đi tướng tới đại hội nhi tử thật nên đánh hắn để cho ta cũng đi theo hắn thụ oan không thấu tiếu khải mắt thấy anh lạc hồng đường trấn hoa tuần tự rời đi không khỏi ở trong lòng làm đinh chắc hàm tích đảo các cô nương tại Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội nhằm vào Đinh Trác Hàm, nay một nhóm động hiển nhiên là đã sớm ăn bài tốt, chính là vì trừng phạt Đinh Trác Hàm. Cho nên nói, tại Hải Thần Duyên ra mắt, trên đại hội rất dễ dàng liền có thể thấy học viên chân thực dáng vẻ. Tính cách kiên nghị lưu phong thu được tinh tuyển ưu ái, mà phẩm hạnh không làm Đinh Trác Hàm thành các nữ sinh phỉ nhổ đối tượng, Toàn thể tới nói, tam thập tam thiên dực hiện tại ra mắt tình huống là tương đối thảm đạm, ngoại trừ lam hiên vũ cùng bạch tú tú, tiền lỗi cùng lam mộng cầm, đàm tiểu đao cùng phiêu tiểu như này chút đã sớm định ra danh phận, vòng thứ hai tiết tiến hành hơn phân nửa, cũng chỉ có lưu phong cùng tinh tuyển xem như cùng đi tới. Hai thấy trung tình cái này khâu mắt thấy, là phải kết thúc ủng hộ kênh qua link com gạch cháo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Vị kế tiếp, Nguyên ân huy huy niên đệ, thỉnh tiến lên đây nghe được người chủ trì nhắc nhở nguyên ân huy huy cúi đầu dưới chân lá sen chậm rãi nổi ra ban tại bên bờ bồi kiện cổ nguyệt na quan sát ra mắt đại hội lam hiên vũ lúc này mới phát hiện nguyên ân huy huy hình dáng thỉnh thoảng bởi vì hắn một mực hơi khẽ cúi đầu tựa hồ không dám nhìn đối diện những nữ sinh kia học trong lòng hơi động quay đầu hướng từ tú hỏi huy huy có người thích rồi a à, ta không biết hắn suốt ngày cùng chúng ta tại từng cái lên cũng không nghe hắn nói ưa thích ai vậy Lam Hiên Vũ nói, cái kia tâm tình của hắn tại sao có chút không đúng, hắn cũng không dám nhìn đối diện giống như. Bạch Tú nhìn kỹ, cũng không phải sao. Lá sen đều đã trôi đến trước mặt, hắn còn là một bộ không dám ngước dáng vẻ, này muốn nói hắn trong lòng không có chuyện, đó mới lạ. Không thể nào. Huy Huy chẳng lẽ cũng có thầm mến người. Người kia là chúng ta tam thập tam thiên dực, vẫn là mặt khác học tỷ. Bạch Tú Tú giật mình nói. Lam Hiên Vũ một mặt cười khổ, ta cũng không biết còn thật không biết hắn ưa thích người nào, hắn trước kia cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài qua. Nguyên ân huy huy dưới chân lá sen dừng lại, hắn cúi đầu, vẫn như cũ là một bộ không dám nhìn đối diện dạng. chương 1242 tốt, Nguyên ân sáng trói niên đệ, người bây giờ có khả năng nói cái gì, đây là người biểu hiện ra chính mình cơ hội cuối cùng. Sam úy nhắc nhở hắn. Bên trên vòng, cho Nguyên ân huy huy lưu lại cột đèn nữ sinh khá nhiều, hắn cùng Lam Hiên Vũ đều chiếm được rất nhiều nữ sinh ưu ái, Nguyên Ân Huy Huy còn giống từng cái dưới, mới nói: "Các vị học tỷ tốt, ta muốn cho mọi người kể chuyện xưa. Kỳ thật, hôm nay tới trước đó, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, thế nhưng vừa mới Lưu Phong cùng với Tinh Tuyển một màn kia đối ta sinh ra kích thích rất lớn. Tinh Tuyển một cô gái đều có thể như thế dũng cảm, ta một cái nam nhân còn có cái gì không dám nói đâu." Nàng nói đúng, hạnh phúc muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Nếu như mình không nỗ lực tranh thủ, hạnh phúc làm sao lại buông xuống đâu? Ta hy vọng hôm nay này thần thánh nghi thức có thể mang cho ta hạnh phúc, mang cho ta kỳ tích. Bên bờ, vô luận là Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, vẫn là tiền lỗi, là Mộng Cầm cùng với Lưu Phong, Tinh Tuyền, ngói lúc đều tướng mạo xem. Trong đầu của bọn họ đều có một cái vấn đề giống như trước, Nguyên Ân Huy Huy ưa thích đến tột cùng là ai? Tới bởi vì không có ai biết đáp án, giờ này khắc này, bọn hắn cũng không khỏi làm Nguyên Ân Huy Huy khẩn trương lên bọn hắn, mặc dù đều vì Nguyên Nguyên Ân Huy Huy lo vệt mồ hôi, nhưng cũng đều cao hứng dùng cho hắn, dù sao, hắn có thể chưa từng có ưa thích qua ai vậy. Cùng đình chắc hàm so sánh, Nguyên ân huy huy tuyệt đối có thể nói thân tính đến như tiểu bạch hoa. Mà lại, hắn tướng mạo anh Tuấn, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực đều làm người sợ hút. Cơ hồ không có nữ hài tử sẽ cự tuyệt dạng này người A. Nhất là tại hải thần duyên ra mắt trên đại hội thổ lộ, xác suất thành công nhất định rất cao. Chẳng qua là, hắn ưa thích đến tột cùng là người nào vậy? Chuyện xưa nhưng thật ra là theo ta khi còn bé bắt đầu. Tại ta lúc còn rất nhỏ, ta liền biết ta có cái tỷ. Nàng so ta lớn hơn ba tuổi, theo ta ký sự lên, ta liền nhận biết nàng. Nghe hắn câu nói này, đối diện số 19 nữ sinh thân thể đột nhiên cứng ngắc lại. Mà vô luận là vẫn ở trong sân tam thập tam thiên dực những người kia vẫn là, tại bên bờ lam hiên vũ, bạch tú tú bọn hắn, đều con ngươi co vào, mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn rốt cuộc biết nguyên ân huy huy trong miệng nói người là ai. Lực, không thể nào. Lam hiên vũ nói một mình. Bạch tú tú nói, hẳn là sẽ không đi, có lẽ đây chỉ là chuyện xưa bắt đầu lam hiên vũ lắc đầu nói không không đúng ngươi xem nét mặt của hắn lên nguyên ân huy huy nói ra tỉ tỉ hai chữ này thời điểm trên mặt lộ ra là ấm áp cùng tiến vào một loại khó tả mỹ hào hắn hết sức thống nói lúc nhỏ ta sẽ chỉ kêu tỉ 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 đi theo nàng đằng sau nhưng ta kỳ thật có rất ít cơ hội nhìn thấy nàng khi đó chúng ta đều còn nhỏ cũng không quá ký sự Mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng tựa hồ cũng không thế nào vui vẻ, mà lại cũng không thế nào phản ứng ta. Mãi đến có từng cái lần, ta ở nhà, Đường Ca khi dễ ta, cướp đồ vật của ta. Tỷ tỷ và Đường Ca tuổi tác không sai biệt lắm, nàng không nói gì thêm, liền trực tiếp mang theo ta tìm được đường đường phố, đem Đường Ca tiếp ngừng lại, đem đồ vật cướp về. Khi đó, ta nhìn bóng lưng nàng rời đi, đến cho ta, sau đó nàng liền đi. Thật tốt, cảm thấy nàng đặc biệt cao lớn. Có người tỷ tỷ cảm giác khẩu bạn tại sau này, ta từng ngày lớn lên, dần dần biết Tỷ Tỷ Mụ Mụ cùng cha ta cha quan hệ trong đó. Mụ Mụ cũng nói cho ta biết, Tỷ Tỷ và mẹ của nàng đều không thích chúng ta. Nhưng ta cũng không cho rằng như vậy, Tỷ Tỷ nếu như không thích ta, vì sao lại giúp ta đâu? Thế là ta vừa có thời gian liền vụng trộm chạy đi tìm Tỷ Tỷ, muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Có thể Tỷ Tỷ giống như thật không thích ta, nàng không chịu theo ta chơi, cũng không nguyện ý nói chuyện với ta, còn chủ động tránh đi ta. Mãi đến có một lần ta té bị thương, rơi đặc biệt đau, tỷ tỷ chạy tới, sau lưng ta đi tìm hệ trị liệu hồn sư. Chữa khỏi thương, ta liền hỏi nàng, tỷ tỷ ngươi còn là ưa thích ta có đúng hay không? Nhưng nàng nói không phải, nói nàng. Điểm đều không thích ta, sau đó liền chạy, còn cảnh cáo ta, để cho ta rốt cuộc đừng đi tìm nàng. Từ đó về sau, nàng liền biến mất. Ta cũng tìm không được nữa nàng, không biết nàng đi địa phương nào. Đợi nàng lúc trở lại lần nữa, nàng đã thi đậu học viện Sử Lai Khắc, mà bởi vì tuổi tác quá nhỏ, thời điểm đó ta không thể vào người học viện, vẫn như cũ không nhìn thấy nàng. Ban đầu ta có khả năng lựa chọn trong gia tộc tu luyện cùng học tập, hoặc là đi xâm La Tinh. Có thể trong nội tâm của ta một mực có cái suy nghĩ, muốn cùng nàng cùng một chỗ học tập cùng tu luyện, thế là ta cũng lựa chọn kiểm tra người học viện Sử Lai Khắc. Tiến vào người học viện về sau, ta cuối cùng lại gặp được tỷ tỷ, lại không nghĩ rằng là trên chiến trường, đối mặt nàng dẫn đầu năm thứ ba học viên sau này xuất phát từ đủ loại nguyên nhân nàng vậy mà đi tới lớp của ta cấp ta cùng nàng gặp mặt số lần phát mặc dù nàng vẫn như cũ không thế nào để ý đến ta nhưng ta cảm giác được nàng thủy chung đều hết sức quan tâm ta nàng nhất định là coi ta là đệ mặc dù chúng ta bình thường tiếp xúc đến không nhiều nhưng lúc đó chúng ta đều không là tiểu hài tử tâm tư của nàng không thể gạt được ta trưởng thành theo tuổi tác lại thêm thân là đồng bạn cùng nhau tu luyện tan trị cùng nhau tăng lên cùng nhau chiến đấu cùng nhau trải qua khảo nghiệm quan hệ giữa chúng ta cuối cùng ngấm dần bố đặc biệt vật xây thấy một dạng trọng yếu giống chân chính tỷ đệ như vậy coi ta gặp được gian đôi khó khăn lựa chọn lúc nàng cho ý kiến của ta cùng hiên kiện tại ta điện đơn ngày làm chúng ta sẽ thẳng tiếp tục như vậy ta sẽ thẳng có như thế một cái tốt tỷ thuê đường bên người có thể là ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, chúng ta biết được nguyên lai like chúng ta cũng không phải là chị em ruột, giữa chúng ta cũng không có liên hệ máu mù. Ta khi đó mới hiểu được, vì cái gì tỷ tỷ võ hồn cùng ta võ hồn khu đừng như vậy lớn. Lúc ấy, nàng thật đau lòng, ta cũng đi theo nàng cùng một chỗ đau lòng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ôn nhu nói, ta cũng không phải là muốn vạch trần vết sẹo của ngươi, thật sự là trong lòng ta lời không nhà ra không thoải mái. Nếu như ta hôm nay không nói ra, chỉ sợ đời này ta đều không có dạng này dũng khí. Các ngươi đều hỏi qua ta, ta về sau sẽ thích gì dạng nữ hài nhi, ta một mực nói ta không biết, kỳ thật ta là biết đến. Ta thích liền là loại kia có thể chiếu cố ta, làm bạn ta, vĩnh viễn để cho ta đặc biệt an tâm, giống tỷ tỷ một dạng nữ hài nhi. Tỷ, thật xin lỗi, ta biết ta không nên nói này chút, có thể là ta hôm nay thật nhịn không được, ta nhất định phải dũng cảm một lần, nắm ta muốn nói nói ra. Đủ rồi. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. "Chủ, ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không dấu nhé." Số 19 nữ sinh nắm kéo xuống trên đầu mình mũ rộng vành, có thể không phải là Đường Vũ Cách sao? Đường Vũ Cách lạnh lùng như băng, hai tay siết thật chặt, ánh mắt lạnh như băng nhường nguyên ân huy huy trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. "Ta không thích ngươi, cũng sẽ không thích ngươi." mũi chân của nàng đột nhiên hướng phía dưới từng cái điểm dưới chân lá sen chế lúc nổ chia năm xẻ bảy người cũng đằng không mặt lên mang theo ngũ thải quang mang qua trong giây lát tan biến còn nguyên ân huy huy ngây ngẩn cả người mặc dù hắn nghĩ tới dùng đường vũ cách tính cách nàng hết sức có thể sẽ không tiếc nhưng lên làm thật đối mặt tất cả những thứ này thời điểm cả người hắn vẫn là như gặp phải mượn kích toàn thân tế lạnh nhẹ nhàng run rẩy mươi 1243 bóng mờ lấp lánh, một đạo thân ảnh đạp sóng mà tới, đi vào Nguyên Ân Huy Huy bên người, nắm giữ chặt hắn, hướng người chủ trì Trịnh Long Giang cùng Sam Uy nói, Nguyên Ân Huy Huy lui ra này một lần hải thần duyên ra mắt đại hội. Ta trước dẫn hắn đi. Nói xong, trên thân hai người lóe lên ánh bạc, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất. Mang đi Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên là Lam Hiên Vũ. Làm đường vũ cách một thanh kéo trên đầu mũ rộng vành lúc, Lam Hiên Vũ liền biết hỏng, thưa dịp Nguyên Ân Huy Huy còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Lam Hiên Vũ vội vàng đưa hắn kéo ra ngoài. Nguyên Ân Huy Huy tính cách hướng nội, có thuộc về mình kiên trì. Lam Hiên Vũ hết sức lo lắng này kích thích quá lớn, đối với hắn sinh ra ảnh hưởng xấu. Lam Hiên Vũ lôi kéo Nguyên Ân Huy Huy trở lại bên bờ, Nguyên Ân Huy Huy lúc này đã theo lúc trước đà kích cực lớn bên trong tỉnh táo lại, chẳng qua là vẫn có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Hắn đem lời trong lòng mình nói ra thật vô cùng khó, rất khó, đây là hắn thẳng giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất đồ vật chính như hắn lúc trước nói là tinh tuyển đối lưu phong tình cảm kích thích hắn tình cảm của hắn lại làm sao không thể tinh tuyển giống đâu mắt thấy tinh tuyển cùng lưu phong có kết quả không tệ hắn cũng cuối cùng kìm nén không được đây chính là hải thần duyên ra mắt đại hội nếu có thể ở lần này trên đại hội hoàn thành giấc mộng của mình đó là hạng gì mỹ diệu sự kiện vang lam hiên vũ đưa tay tại trên đầu của hắn che một thoáng tức giận nói người có phải hay không ngốc a à, a à. nguyên ân huy huy ngơ ngác nhìn hắn hiên vũ ca ca ta Lam Hiên Vũ nói, ai cũng có thể tại hải thần duyên ra mắt trên đại hội thổ lộ, chỉ có ngươi không được. Nhất là ngươi này chuyện xưa giảng được. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi thật thông minh, thế nào làm loại chuyện ngu này. Ngươi chẳng lẽ không biết, thằng đến nay nhất lệnh vũ cách thống khổ sự tình liền là thân thế của nàng sao? Nàng một mực thống hận phụ thân, lại cũng không phải thật sự là phạm sai lầm người kia, chuyện này là nàng ở sâu trong nội tâm lớn nhất vết sẹo. Ngươi thích nàng, mong muốn theo đuổi nàng, này cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi không thể trước mặt nhiều người như vậy, nắm vết sẹo của nàng vạch trần. Ngươi để cho nàng làm sao dưới loại tình huống này tiếp nhận ngươi? Ngươi đổi vị suy nghĩ một thoáng, nếu như ngươi là nàng, ngươi sẽ dưới loại tình huống này tiếp nhận từng cái cái vạch trần chính mình vết sẹo, để cho mình xấu hổ vô cùng người sao? A, à, Nguyên Ân Huy Huy đều hôn mê rồi, Hiên Vũ ca ca, ta sai rồi, ta cũng không biết có thể như vậy, ta chẳng qua là đặc biệt muốn nói cho nàng ta thích nàng. Hải thần duyên ra mắt đại hội là chúng ta học viện thần thánh nhất nghi thức, vậy bây giờ ta nên làm cái gì à? Nguyên ân huy huy gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, có muốn không, ta hiện tại đi tìm nàng, muốn đánh phải phạt điều tùy tiện nàng, có được hay không? Chỉ cần nàng không tức giận là được. Ta cũng không biết nên sao hay sao đối mặt nàng. Lam Hiên vũ vỗ vỗ cái chán, không, người bây giờ không thể đi tìm nàng. Tính cách của nàng chúng ta đều rõ ràng, lấy nàng cái kia kiên cường tính cách, nàng có thể tha thứ người mới là lạ, nàng nhất định là giận thật bằng không cũng sẽ không ngay trước mặt của nhiều người như vậy cự tuyệt ngươi huy huy ta hỏi ngươi một sự kiện ngươi có bao nhiêu nắm chắc nàng đối ngươi cũng ít nhiều có chút ưa thích nguyên ân huy huy sửng sốt một chút phát ta là chỉ phương diện kia ưa thích cái này ta cũng không biết bất quá ta cảm thấy từ khi đi thiên long tinh về sau nàng đối ta cũng có chút không đồng điều một dạng ân nói như thế nào đây ta cảm thấy nàng so trước kia ôn nhu chúng ta ngày ngày tại cùng một chỗ tu luyện thân thể, đều phải có nàng hộ pháp nàng tại tu gà sau khi dư còn trợ giúp ta. Nàng nói, ta mỗi lần tôi đồng hiên chữ nghe hắn như thế sao nói chuyện, ý vị này đường vũ cách đối nguyên ân huy huy cũng không phải là vô tình. Huy huy, đã như vậy, vậy ngươi còn có một tia hy vọng. Nguyên ân huy huy vui mừng quá đỗi, đừng nói cái gì bất quá, chỉ cần có thể để cho nàng hồi tâm chuyển ý, ít nhất không nữa giận ta, muốn ta làm gì đều được. Lam Hiên Vũ Yên lặng gật gật đầu, đối với hắn dì tai vài câu, Nguyên Ân huy huy ngẩn người, dạng này thật có thể chứ? Nhưng đối với chúng ta, làm hiền vụ ôm bờ vai của hắn, hạnh phúc của ngươi so với chúng ta điểm này vinh dự trọng yếu được nhiều. Tốt, ngươi trước ổn định tâm thần ở chỗ này chờ xem, nên ngươi chạy không được. Về sau lại nghĩ làm loại sự tình này thời điểm, ngươi sớm hỏi một chút ta, nhường ca cho ngươi bày mưu tính kế. Nguyên Ân huy huy liên tục khoát tay, không được, không được, ta cũng không dám. Vừa mới thật sự là dọa đến ta sắp hồn phi phách tán. Nếu không có Lam Hiên Vũ an ủi, hắn thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Kỳ thật này cũng không thể trách Nguyên Ân Huy Huy. Hắn mặc dù thông minh, nhưng ở tình cảm phương diện hoàn toàn là tờ giấy trắng, vội vàng phía dưới, lúc này mới làm việc ngốc. Ra mắt đại hội vòng thứ hai tiết đã kết thúc, tiếp xuống vòng thứ ba tiết đã đến đảo ngược nam tuyển nữ thời khắc. Nam sinh sẽ theo lựa chọn chính mình nữ sinh chi bên trong tuyển chọn một vị, chỉ cần tuyển, coi như ra mắt thành công, lúc này những nam sinh khác hoặc nữ sinh đều có thể lựa chọn tiến vào người đệ tứ khâu một cướp cô dâu nam sinh cướp cô dâu muốn khiêu chiến nam sinh nữ sinh cướp cô dâu thì muốn khiêu chiến nữ sinh nếu như khiêu chiến thành công bị người khiêu chiến có khả năng lựa chọn thay người hoặc từ bỏ nếu như khiêu chiến thất bại như vậy bị chọn thành người liền có thể cùng mình đối tượng hẹn hò trở thành tình lữ bởi vậy này thứ ba đệ tứ khâu căn bản là nối liền cùng nhau mà trên thực tế hiện tại hải thần duyên tới trên đại hội đã có rất ít người cướp cô dâu dù sao tất cả mọi người là đồng học tại người ta lưỡng tình tương duyệt hiện nay đi đoạt thân đây chính là muốn kết thù mọi người một điều sẽ không như thế làm trừ phi là thật không thay đổi hoặc là xuất phát từ một chút đặc thù nguyên nhân thứ ba thứ tư hai cái khâu đối lam hiên vũ cùng đồng bọn của hắn tới nói đã không có ý nghĩa gì bọn hắn bảy người mặc dù đạt được ý kết quả khác nhau nhưng đều hoàn thành thuộc về mình ra mắt lần này hải thần duyên ra mắt đại hội tương đối mà nói xác suất thành công vẫn tương đối cao ra mắt thành công học viên ít nhất so giới chức muốn nhiều bất quá đại đa số người vẫn là dùng ra mắt thất bại chấm dứt đủ loại nguyên nhân đều có có không tìm được thích hợp có bị cự tuyệt còn có vô tâm ra mắt chẳng qua là tới đi cái đi ngang qua sân khấu dựa theo học viện sử lai khắc yêu cầu không có bạn lữ nội viện học viên đều muốn đến đây tham gia hải thần duyên ra mắt đại hội dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là học viên ở trong học viện cho nên muốn là hoàn toàn không muốn tham gia ra mắt học viên có khả năng lựa chọn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cái này cũng không có cứng nhắc quy định học viên tiến vào trong đám người viện về sau đi ra ngoài lịch luyện thời gian kỳ thật sẽ trở nên càng nhiều bởi vậy trong ngày thường tất cả mọi người là trời nam biển bắc cơ hội gặp mặt rất ít học viện cũng là vì nhường mọi người tăng tiến đối lẫn nhau hiểu rõ mới yêu cầu tất cả mọi người tới tham gia hải thần duyên ra mắt đại hội Cuối cùng, cái thứ tư khâu hoàn toàn kết thúc, một tên sau cùng học viên cũng hoàn thành ra mắt, Trịnh Long Giang cùng Sam Uy đối mặt, Trịnh Long Giang nói, dựa theo lệ cũ, hôm nay Hải Thần Duyên ra mắt đại hội sắp kết thúc, nhưng cùng giới chức khác biệt chính là, hôm nay, chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Sam Uy tiếp lời nói, đúng vậy, đây đối với chúng ta học viện Sử Lai Khắc tới nói, là trọng yếu nhất thời khắc. Một đời mới Sử Lai Khắc thất quái danh sách sắp tuyên bố, tin tưởng mọi người đối với cái này chờ mong đã lâu. Đến tột cùng là thế nào bảy người có thể thu được sử lai like khắc thất quái, cái này học viện sử lai like khắc, vinh dự cao nhất xưng hào, đồng thời gánh chịu này phần trách nhiệm đâu, thỉnh tôn kính các chủ vì ta nhóm tuyên bố. Nói câu nói này, hai người đạp sóng mà đi, lui qua một bên. Hải thần các chủ thượng trước từng cái bước, đứng tại thuyền lớn đoạn trước nhất. Lúc này, bên bờ đã hoàn thành ra mắt hết thảy nội viện học viên đều không có rời đi, mà là nhìn về phía thuyền lớn phương hướng, lặng lặng chờ đợi hải thần các các chủ tuyên bố danh sách. Một đời mới sử lai khắp thất quái chiến đấu kỳ thật thực sớm lại bắt đầu, tự hỏi có tư cách tham dự chiến đấu nội viện học viên mấy năm qua này, đều tại đang cố gắng tăng lên chính mình, đồng thời tranh thủ thu hoạch được càng nhiều công huân, dùng tăng cường chính mình sức cạnh tranh. Chương 1244 ngay tại lần này Hải Thần duyên ra mắt đại hội bắt đầu trước đó, học viện đột nhiên tuyên bố, sẽ tại lần này ra mắt đại hội lúc, kết thúc ban bố một đời mới sử lai khắp thất quái ứng cử viên quyết định này quả thực nhường hết thảy nội viện học viên giật này cả mình bởi vì cái này thật sự là quá đột nhiên trước đó cũng không có nửa phần báo hiệu khiến cho rất nhiều người trở tay không kịp nhất là rất nhiều có sức cạnh tranh học viên căn bản cũng không tại học viện như vậy này chút không tại học viện học viên là không sẽ được tuyển chọn đâu cùng trịnh long giang một dạng bên trong lòng thấp thỏm người số lượng cũng không ít trịnh long giang lui sang một bên vô ý thức nhìn về phía nơi xa bên bờ nhìn về phía cùng cổ nguyệt na bạch tú tú cùng đường vũ lân đứng sóng vai lam hiên vũ theo vừa mới Lam Hiên Vũ ứng đối khiêu chiến lúc chỗ hiện ra thực lực, Trịnh Long Giang liền mơ hồ đoán được thế hệ này sử lai khắc thất quái chỉ sợ không thể thiếu hắn. Lúc này Đường Vũ Lân đứng tại ngoài cùng bên trái nhất, sau đó là Lam Hiên Vũ, Cổ Nguyệt Na cùng Bạch Tú Tú. Lúc trước Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na mang tới dị tượng liền kinh ngạc tất cả mọi người, giờ này khắc này lại nhìn thấy bọn hắn, trong lòng mọi người đều có khác biệt suy nghĩ, không có chút nào nghi ở giữa, hai cái vị này hẳn là cho Lam Hiên Vũ thêm điểm có vài người thông qua đặc thù con đường đã biết đường vũ lân thân phận tôn quý lại cùng lam hiên vũ có quan hệ mật thiết nhìn ra được cái vẻn vẹn trịnh long giang nhìn ra lam hiên vũ rất có thể là sử lai like khắc thất quái ứng cử viên chi không ít người đồng dạng hai thân các các chủ tầm mắt bình tĩnh theo theo bên bờ nội viện học viên trên thân quét qua nàng trầm giọng nói sử lai like khắc nội viện học viên mặt hồ xếp hàng theo nàng nam ra lệnh nội viện học viên đằng không mặt lên một lần nữa trở lại hải thần hồ mặt hồ trong lúc nhất thời hồn lực bốc lên thụy khí nghìn đạo mọi người riêng phần mình phóng thích ra chính mình võ hồn bị hồn lực nâng trôi nổi tại hải thần hồ lên làm Hiên vũ cùng bạch tú tú cũng giống như thế hai người cáo biệt đường vũ lân cùng cổ nguyệt na bay lên trời tay nắm tay đạp sóng mà đi đi vào trên mặt hồ sau lưng bọn họ tam thập tam thiên dực những người khác lặng yên không một tiếng động tụ tập tại cùng một chỗ trình tế sắp hàng chính như lam hiên vũ sở liệu đường vũ cách cũng không có đi xa mặc dù lúc trước nàng xấu hổ giận dữ không chịu nổi nhưng sử lai khắc thất quái danh sách ban bố can hệ trọng đại huống hồ nàng đã bị định là mới từng cái đời sử lai khắc thất quái một trong loại thời điểm này nàng sao có thể vắng mặt đâu lam hiên vũ đứng ở tam thập tam thiên dực đệ nhất một hàng trung ương tại hắn ra hiệu dưới bên trái hắn là bạch tú tú bên phải là đường vũ cách bạch tú tú bên trái là tiền lỗi cùng lam mộng cầm đường vũ cách bên phải thì là nguyên ân huy huy cùng lưu phong Đường Vũ Cách ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Nguyên Ân Huy Huy mắt, mà lúc này Nguyên Ân Huy Huy thấp thỏm trong lòng, hắn cũng không dám nhìn tới Đường Vũ Cách. Giữa hai người bầu không khí rõ ràng có chút quái dị. Tam thập tam thiên dực đúng là nhân số rất nhiều, gần ngàn năm đến, chưa bao giờ có bất kỳ một giới hải thần, duyên ra mắt lớn sẽ xuất hiện qua nhiều như vậy nội viện học viên. Mặt khác đến đây tham gia hải thần duyên tướng nhà đại hội nội viện học viên, cũng bất quá hơn 10 người mà thôi, những cái kia đã có bạn lữ học viên lúc này cũng tụ tập tới, trên mặt hồ học viên cộng lại tới tổng số hơn trăm. Trụ cột vững vàng. Đây đã là trước mắt lưu ở trong học viện toàn bộ nội viện học viên, cũng là học viện sử lai khắc. Hiện tại đại thần Chu Dương chủ tầm mắt dùng trên thân mọi người tướng qua, nàng trầm giọng nói, sở dĩ tại hải thần duyên ra mắt trên đại hội tuyên bố chuyện này, một một cái là bởi vì tương đối mà nói, hàng năm lúc này, tụ tập tại nội viện 134 học viên số người nhiều nhất, một cái khác cũng là vì thuận tiện các ngươi khởi sướng khiêu chiến, Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi hơi kinh ngạc. Vì khiêu chiến. Nói cách khác, thế hệ này sử lai khắc thất quái danh sách tuyên bố về sau, nay bảy vị phải tiếp nhận khiêu chiến. Hải thần các các chủ tiếp tục nói, ta nghĩ, các ngươi rất nhiều người đều sẽ cho rằng, lần này tuyên bố danh sách 10 phần đột ngột, khiến cho các ngươi trở tay không kịp. Mà trên thực tế, đây là học viện đi qua nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định, hoặc là nói, đây là bắt buộc phải làm, học viện từng cái hướng coi trọng công bằng, vô luận là đúng toàn bộ liên bang vẫn là đối chúng ta nội bộ mỗi một một học viên, đều là như thế. Đối với liên bang thế cục, học viện từ đầu tới cuối duy trì trung lập, cố đạt được làm cho cả liên bang hòa bình phát triển, nhất trí đối ngoại. Mà đối nội, chúng ta sẽ cho mỗi một học viên cơ hội, theo người học khảo thí bắt đầu, mãi đến sự lai like khắc thất quái tuyển bạt, chỉ cần ngươi có năng lực như vậy, ngươi liền có cơ hội thu hoạch được dạng này vinh dự. Hôm nay cũng giống như vậy. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, Nàng vừa mới lời nói này, nhưng rất nhiều thấp thỏm trong lòng học viên tâm tình hơi bình phục một chút. Các chủ cường điệu công bằng, nói cách khác, một đời mới sử lai like khắc thất quái tuyệt đối không phải là bởi vì thân phận tôn quý được tuyển chọn, mà là bởi vì bọn hắn xác thực muốn so những người khác ưu tú. Hải thân các các chủ tiếp tục nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chi như vậy vội vàng quyết định tuyên bố, mới một đời sử lai like khắc thất quái ứng cử viên, là bởi vì học viện đã đến không thể không làm như vậy mức độ, này bảy tên học viên làm học viện chính là chủ toàn bộ liên bang lập hạ công lao là học viện dùng những vật khác đều không đủ để làm ban thưởng chỉ có sử lai khắc thất quái xưng hào mới xứng với bọn hắn làm ra cống hiến lời vừa nói ra toàn trường kinh ngạc đây là cái gì tình huống người ta đều là nội viện học viên tự nhiên đều chấp hành qua đủ loại nhiệm vụ vô luận là đấu thiên giả mặc cho khí tinh chỗ học viện nhiệm vụ tất cả mọi người chấp hành qua nhưng lúc nào nghe nói qua công lao của người nào lớn đến liền học viện đều thưởng hay sao trình độ đây là hoàn thành cấp bậc gì nhiệm vụ? Chẳng lẽ có người cứu vất liên bang? Trong lúc nhất thời, nội viện học một ít thành viên hai mặt tương quan, một chút quen biết nội viện học viên thấp giọng nghị luận lên. An tĩnh. Lôi thần đấu đấu là Uông Thiên Vũ trầm giọng quát. Ở đây nội viện học viên. Hai thần các chủ tiếp tục nói, không sai, các ngươi không có nghe lầm. Bọn hắn xác thực lập xuống như thế công lao, đến mức liền liền liên bang, cũng không thể không cho một người trong đó cấp 8 đấu đấu thiên giả ban thưởng. Các ngươi đều là đấu thiên giả, Hẳn là hiểu rõ cấp 8 đấu thiên giả ý vị như thế nào. Cấp 8 đấu thiên giả? Mọi người dồn dập hít sâu một hơi. Cái kia ý vị như thế nào? Này chút nội viện học viên bên trong, kẻ ưu tu nhất cũng bất quá là cấp 6 đấu thiên giả. Người kia không biết hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ, cơ hồ là ở đây nội viện học viên bên trong nhất tư thâm, lập tức liền muốn trở thành lão sư. Long Giang chấn kinh đến há to miệng. Hắn đã hoàn thành rất nhiều đấu thiên giả nhiệm vụ, nhưng cho đến bây giờ, hắn cũng chẳng qua là cấp 5 đấu thiên giả mà cấp 5 đấu thiên giả cùng 8 cấp đấu thiên giả ở giữa, tuyệt đối có không thể vượt qua hào rộng. Coi như là hải thần các các bố lão, chỉ sợ cũng không có vài vị là cấp 8 đấu đấu thiên giả a. Một cái nội viện học viên vậy mà có thể trở thành cấp 8 đấu thiên giả. Đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi. Hải thần các các chủ tiếp tục nói, nếu như các ngươi cảm giác đến công lao của bọn hắn chẳng qua là này chút, vậy các ngươi liền sai. Nếu như chỉ là nếu như vậy, còn không đến mức nhường học viện liền ban thưởng đều không bỏ ra nổi tới, cấp 8 đấu thiên giả chẳng qua là, liên bang căn cứ đã biết công lao đưa cho ban thưởng, hắn còn có càng lớn công lao là liên bang cũng không biết, chỉ có học viện biết. Cụ thể là cái gì, tạm thời không thể nói cho các người biết, thế nhưng, bao quát mỗi người các ngươi ở bên trong, toàn bộ học viện, thậm chí là toàn nhân loại đều lại bởi vậy mà được lợi. Nay phần to lớn công lao, đã không phải là những phần thưởng khác có khả năng khen ngợi. Bởi vậy, học viện mới có cái này tạm thời quyết định, Chương 1245 ủng hộ kênh qua link com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Hải thần các các chủ nói, hiện tại đây cũng không phải là bí mật gì, có thể nói cho các người biết. Các ngươi còn nhớ đến Long Nguyên Tinh viên tinh cầu này? Trong các ngươi đại đa số người hẳn là đều đi Long Nguyên Tinh chấp hành qua nhiệm vụ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, rôn rập gật đầu. Long Nguyên Tinh nhiệm vụ là cơ sở nhiệm vụ, mọi người cơ hồ đều tham dự qua. Tên kia nam học viên nói, Long Nguyên Tinh nhiệm vụ hiện tại giống như đã không có hải thần các các chủ nói là không có bởi vì cái kia căn bản chính là long mã tinh hệ châm đối liên bang một cái lớn đại âm mưu hết thầy long nguyên tinh kỳ thật đều là long mã tinh hệ cường giả chế tạo ra mỗi một khối long nguyên tinh đều chứa năng lượng đồng thời cũng ẩn chứa long mã tinh hệ đỉnh cấp cường giả thần thức những cái kia đỉnh cấp cường giả có thể khống chế long nguyên tinh khiến cho trở nên không ổn định thậm chí có thể đem dẫn nổ mà theo liên bang thu hoạch long nguyên tinh càng ngày càng nhiều liên bang có càng ngày càng nhiều chiến hạm dùng long nguyên tinh làm nguồn năng lượng dưới loại tình huống này những long nguyên tinh đó một khi nổ tung sẽ tạo thành dạng gì hậu quả các ngươi hẳn là hiểu rõ mọi người run sợ nhìn nhau bọn họ cũng đều biết long nguyên tinh mà lại có thể nói hết sức quen thuộc bọn hắn đều dùng long nguyên tinh thắng được học viện huy chương có thể này lại là một một cái bẫy chúng ta cái này nội viện học viên trong lúc vô tình thu được tin tức này suýt nữa giao ra cái giá bằng cả mạng sống nhưng như cũ đem tin tức này truyền trở về còn không có bị long mã tinh hệ phương diện hoài nghi long mã tinh hệ cái kia một bên lúc ấy coi là hắn đã chết tin tức truyền về liên bang dùng cái này chế định phản chế sách lược nay mới có sau này long mã hiện cột thành đại thắng chúng ta theo long mã đuôi hệ thu được hàng loạt tài nguyên đồng thời căn hủy long mã tinh nhận rất nhiều thành hạm tạm thời hóa giải liên bang mối nguy Dạng này công tích, nói hắn cứu vớt liên bang cũng không đủ, cấp 8 đấu thiên giả ban thưởng, trong mắt của ta cũng không tính nhiều. Tên kia mở miệng chất vấn Nam học viên Trầm Mặc, "Đang như Hải thần các các chủ nói, cấp 8 đấu thiên giả ban thưởng thật không coi là nhiều. So sánh liên bang lấy được lợi ích, cái này ban thưởng thậm chí có thể nói là rất ít đi." Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì tên học viên này xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc liên bang không cách nào khống chế học viện sử lai khắc bởi vậy đối với học viện sử lai khắc học viên nhất là nội viện học viên liên bang vẫn luôn là cầm chèn ép thái độ thậm chí không cho phép bọn hắn trở thành sĩ quan chỉ cho phép bọn hắn tại đấu thiên bộ nhậm chức càng làm cho ở đây học viên khiếp sợ là hải thần các các chủ trước đó theo như lời nói nàng vừa rồi đã cho thấy cái này nội viện học viên còn có so long nguyên tinh sự kiện càng lớn công lao cái kia sẽ là như thế nào công tích a trong lúc nhất thời toàn trường im lặng Lam Hiên vũ bọn hắn cũng đang lẳng lặng lắng nghe, làm người trong cuộc, bọn hắn rõ ràng nhất mình đã làm gì. Tam thập tam thiên dực mọi người cơ nóng tầm mắt đều tập trung ở Lam Hiên Vũ, trên thân. Đây là toàn bộ tam thập tam thiên dực tới phổ, nhưng càng là thân là lớp trưởng, thân là thủ dực Lam Hiên Vũ vinh dự. Không có Lam Hiên Vũ, bọn hắn căn bản liền không thể nào làm được những thứ này. Lam Hiên Vũ biểu lộ không thay đổi. Hai thân các các chủ nói tới mỗi một câu đều là đang vì bọn hắn xứng danh, đồng thời cũng là rơi vào bọn hắn đầu vai áp lực quả nhiên hải thần các các chủ tiếp tục nói liệt vào sử lai khắc thất quái dự bị tình huống dưới nguyên nhân chính là công lao của bọn hắn quá lớn tại bọn hắn sớm đã bị bởi vì không có khả năng có thể có mặt khác cạnh tranh tới học viện cho rằng về sau cạnh tranh đã không cần thiết tiến hành trao tặng bọn hắn thế hệ này sử lai khắc chương chuyển nghề bước lên siêu việt bọn hắn bởi vậy học viện cuối cùng quyết định hào thất quái vinh dự dự xưng hào đời trước sử lai khắc thất quái tự động giải trừ xưng hai đời sử lai khắc thất quái đều tại sử món ăn ba khắc học viện nhưng chân chính có thể làm lại dùng cái danh xưng này chỉ có thể là bảy người một đời mới sử lai khắc thất quái xuất hiện liền mang ý nghĩa lần trước đời giặc sử lai khắc thất quái rời khỏi ta tin tưởng trong các ngươi khẳng định có rất nhiều người không phục cho nên học viện mới có thể vào hôm nay loại trường hợp này tuyên bố danh sách tại ta tuyên bố về sau không có ở trong danh sách nội viện học viên có thể chọn phái đi các ngươi cho rằng có tư cách nhất cùng thực lực bảy người ra tới đối bọn hắn tiến hành khiêu chiến khiêu chiến thực hành quy định đào thải phương nào bảy người toàn bộ tại một đánh một so đấu bên trong thua trận khác phương liền đem chiến thắng nếu như các ngươi chiến thắng không có nghĩa là các ngươi có khả năng trở thành sử lai khắc thất quái nhưng có thể cho học viện thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nhường học viên một lần nữa tranh đoạt sử lai khắc thất quái danh hiệu Lời vừa nói ra, tam thập tam thiên dực bên trong không ít người cũng cao mày lên, làm hiên vũ bảy người lại thản nhiên chỗ chi. Muốn trở thành sử lai khắc thất quái rõ ràng không dễ dàng như vậy, đầu tiên liền muốn thu hoạch được học viện nội bộ tán thành mới được. Đây là bọn hắn đã sớm đoán được tình huống. Bởi vậy, lúc trước vô cùng xấu hổ giận giữa đường vũ cách cũng không có rời đi. Phía dưới, ta tuyên bố mới một đời sử lai khắc thất quái danh sách. Nói đến đây, hải thần các các chủ hơi ngưng lại, trên thuyền chỗ có thần cấp cường giả cũng đứng thẳng người, một mặt trang nghiêm chi sắc. Đây đối với học viện Sử Lai Khắc tới nói, tuyệt đối là thần thánh nhất thời khắc. Một đời mới Sử Lai Khắc thất quái, Lam Hiên Vũ. Mặc dù rất nhiều người đều đoán được sẽ có hắn, nhưng hải thần các các chủ thật nói ra cái tên này lúc, vẫn là dẫn tới một chàng thốt lên. Rất nhiều đối Lam Hiên Vũ cũng chưa quen thuộc nội viện học viên đều biết, hắn nhưng là vừa mới tiến vào nội viện đó. Nếu như không phải mới vừa hắn tại hải thần, duyên ra mắt trên đại hội hiện ra một ít thực lực, nhất định kiếm đến nhiều người hơn kinh ngạc người muốn là, cái thứ nhất bị tuyên bố người, nhất định là cái này đời sử lai khắp thất quái, bên trong lĩnh lượng tên nội viện tân sinh thân phận lấy được vinh hạnh đặc biệt này, để cho người ta sao có thể không kinh hãi. Sử lai khắp thất quái, Bạch Tú Tú, Bạch Tú Tú, mọi người đưa mắt nhìn sang Lam Hiên Vũ bên người, cùng hắn tay nắm tay Bạch Tú Tú. So sánh tại Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú trở thành mới đời sử lai khắp thất quái, một trong thì càng nhường rất nhiều nội viện học viên hoa bên ngoài bạch tú tú là ai bọn hắn lúc trước cơ hồ cũng không biết hay là bởi vì ra mắt trên đại hội cô nương này câu kia ta đều hiểu cái gì đều đừng nói nữa bọn hắn mới đúng bạch tú tú có ấn tượng luận tướng mạo vị này có thể nói là có một không hai nội viện nhưng muốn nói trở thành sử lai khắc nàng thật có thể chứ sử lai khắc thất quái đường vũ cách đường vũ cách ngay tại Lam Hiên Vũ một bên khác, tên của nàng muốn so bạch tú tú vang dội được nhiều, ít nhất nội viện học viên bên trong, đã từng cùng nàng cùng lớp tư mã tiên lúc này liền chấn kinh đến nhìn sang. Đã từng, hắn còn nỗ lực cùng đường vũ cách cạnh tranh, vì chiến thắng nàng, thể hiện ra chính mình thực lực cường đại. Hắn sao lại không phải vì dẫn tới chú ý của nàng đâu. Có thể là, tại hải thần duyên ra mắt đại hội vòng thứ nhất, nàng liền không chút do dự giết hắn cột đèn. Nàng vậy mà thành sử lai khắc thất quái. Này thật, Ba cái, ba người đều là vừa tiến nhập nội viện Tân Sinh. Sử Lai khắp thất quái, La Mộng Cầm. Tất cả mọi người tầm mắt trong nháy mắt chuyển hướng La Mộng Cầm. Bọn hắn cũng là vừa vặn tại ra mắt trên đại hội mới biết cái tên này, cái kia dũng cảm cô nương. Bên trong một số người miệng cười qua. Vậy cái kia cái thích đổ đần cô nương xinh đẹp, nàng thậm chí bị bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bên trong đẹp mái tóc dài màu trắng cùng lành lạnh khí chất, quả thực cho không thiếu nam học viên luận đây. Hoa nhài cắm bãi cất trâu cái đề tài này lúc trước bọn hắn còn đang nhiệt liệt lấy không thể nào chẳng lẽ cái kia đồ đần sử lai khắc thất quái tiền lỗi trước giáo huấn lần này tiền lỗi tần lỗi cười cười đồng thời nắm chặt la mộng cầm tay cứ việc trước đó bọn hắn đã biết mình sẽ trở thành làm sử lai khắc thất quái có thể là ở trước mắt này thần thánh thời khắc nghe được hải thần các các chủ chính miệng tuyên bố mỗi người bọn họ vẫn là máu nóng sôi trào không hề nghi ngờ đây là thuộc về bọn hắn thời khắc Chương 1246 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Sử lai like khắp thất quái, nguyên ân huy huy. Hải thần các các chủ tiếp tục tuyên bố. Đến lúc này, mặt khác nội viện học viên đâu còn nhìn không ra một đời mới sử lai like khắp thất quái, đều có ai. Tân sinh, tất cả đều là nội viện tân sinh. Chẳng lẽ là bọn hắn hoàn thành cái kia không thể tưởng tượng nổi nhiệm vụ, còn vì học viện lập xuống càng lớn công lao, có phát hiện này về sau rất nhiều nội viện học viên ngược lại tối tối nhẹ nhàng thở ra so sánh này bảy cái tân sinh bọn hắn càng kỵ đánh nội viện thâm niên học viên bên trong cường giả một đời mới sử lai khắc thất quái đều là tân sinh đối bọn hắn tới nói về sau khiêu chiến liền càng đơn giản hơn bảy người này mới tiến vào người nội viện coi như thiên phú lại cao hơn lại có thể mạnh mẽ tới trình độ nào chỉ muốn khiêu chiến thành công bọn hắn liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu tranh đoạt sử lai khắc thất quái xưng hào tình huống này bọn hắn còn có thể tiếp nhận lòng người bên trong đã có phỏng đoán, bảy người này nhất định là vì học viện lập xuống đại công, đến mức học viện vô phương dùng bình thường phương thức tới bước tới ban thưởng bọn hắn, nhưng vì công bằng, học viện cũng cho mặt khác nội viện học viên chọn thành cơ hội. Chọn thà kết thúc, mọi người một lần nữa cạnh tranh, cũng không tính không có cho bọn hắn ban thưởng. Nghĩ tới đây, như bọn hắn sở liệu, nội viện các tinh anh tầm mắt đồng đều đốt, lúc trước lo nghĩ ngược lại dần dần biến mất sử lai khắc thất quái, Lưu Phong, thần xung quanh ở giữa chủ đọc lên cái cuối cùng tên, tinh tuyển lúc này liền đứng tại Lưu Phong sau lưng. Vừa rồi cái kia từng cái danh tự bị đọc lên thời điểm, tim đập của nàng cũng đã bắt đầu ra tốc, làm thật nghe được tên Lưu Phong lúc nàng càng là kích động đến bịt miệng lại. Nàng thật không nghĩ tới, một đời mới trong sử lai khắc thất quái lại có Lưu Phong. Cứ việc nàng một mực đều biết Lưu Phong hết sức nỗ lực, cũng hết sức ưu tú, nhưng tại Lam Hiên vũ đoàn đội bên trong, Lưu Phong luôn luôn là nhất không thấy được một cái kia, mà dạng này lưu phong lại thành mới một đời sử lai khắc thất quái một trong đây là hạng gì to lớn vinh dự mặc dù bảy người còn phải tiếp nhận khiêu chiến nhưng thì tính sao đâu tổng so cái gì khiêu chiến đều không có mạnh ít nhất hắn đã từng là sử lai khắc thất quái một trong một dù cho chỉ có một phút đồng hồ đây cũng là suốt đời vinh dự tinh tuyền trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cỗ khó mà hình dung cảm giác tự hào mặt đỏ bừng lên mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Lam Hiên Vũ trên mặt, hắn mang theo bên người sáu tên đồng bạn lên một lượt trước một bước. Mọi người tầm mắt tất cả đều tụ tập trên người bọn hắn. Khác biệt chính là, tam thập tam thiên dực mặt khác 26 người nhìn xem bọn hắn, ánh mắt cuồng nhiệt, mặt khác nội viện học viên trong mắt thì tràn ngập nghi vấn. Lam Hiên Vũ bảy người đồng thời khom người, hướng hải thần các các chủ vị trí hành lễ. Hải thần các các chủ trầm giọng nói, xưng hào đã ban cho các ngươi, có thể hay không giữ vững liền xem chính các ngươi đồng thời, khiêu chiến cũng chỉ có này từng cái lần, nếu như này từng cái lần các ngươi thắng, như vậy, sử lai like khắc thất quái xưng hào liền đem bạn tùy các ngươi cả đời, lại sẽ không có bất luận cái gì người nghi vấn. Các ngươi đều nghe rõ chưa? Cuối cùng này từng cái hỏi, rõ ràng không chỉ là nhằm vào Lam Hiên Vũ bảy người, đồng thời cũng là nhằm vào ở đây mặt khác nội viện học viên. Lần này chọn thành là lần đầu tiên, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Hiện tại cho các ngươi 10 phút làm chuẩn bị, nếu như trong vòng 10 phút tuyển không phát triển chiến ứng cử viên thì khiêu chiến kết thúc. Một đánh một tranh tài, thực hành quy định đào thải, người thắng trận có khả năng tiếp tục tham gia trận đấu, khóa người đem trực tiếp bị đào thải. Đã thăm không đến rất rõ ràng, tiếp đó, quyết định xử lai khắc thất quái ứng cử viên thời khắc mới tính chân chính. Đến Lam Hiên Vũ chuyển hướng mặt khác nội viện học viên, cất cao giọng nói, thỉnh các vị học trưởng sau đó chỉ bảo. Vứt xuống câu nói này về sau, hắn lúc này mới bay lên trời, hướng xa xa bên bờ rơi đi tam thập tam thiên dực những người khác tự nhiên cũng đồng thời bắt kịp, 33 người cùng một chỗ rơi xuống kim long nguyệt ngữ đường Vũ Lân, cùng ngân long Vũ Lân cổ Nguyệt Na, chỗ nâng một bên. Bởi vì vì lúc trước Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú rời đi, lúc này, đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na đang sóng vai đứng chung một chỗ. Hai người trai tài gái sắc, mặc dù cổ Nguyệt Na vẻ mặt băng lãnh, cũng không để ý tới đường Vũ Lân, nhưng lúc này đường Vũ Lân cảm xúc tự hồ đã bình phục, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, Lam Hiên Vũ trở lại bên bờ, rơi vào đường Vũ Lân trước mặt. Nhìn xem hắn, đường Vũ Lân cười, ngươi có hết thảy, đều là chính ngươi nỗ lực kết quả. Ngươi là ưu tú nhất, không phải là bởi vì ta, cũng không phải là bởi vì mụ mụ ngươi, mà là bởi vì chính ngươi. Cố gắng lên, nhi tử, đó là thuộc về ngươi vinh dự. Cổ Nguyệt Na lườm đường Vũ Lân lướt mắt, nói chính ngươi, đừng nói ta. Hiên chữ có thể là ta giáo, đường Vũ Lân đành phải cười khổ, ngươi nói đúng. Hừ, cổ Nguyệt Na hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn hắn, Lam Hiên Vũ thật sâu nhìn đường Vũ lân mắt, sau đó nắm thật chặt nắm chặt bạch tú tay. Chiến thuật đi. Múa hiểu thấy cái kia mang theo ánh mắt thương hại, không khỏi chừng hắn từng cái mắt, nhanh đi ăn bài ngươi làm hiên vũ hắc hắc một cười, gánh nặng đường xa. Đường phố hướng muộn nghĩ thầm ta có cái gì xử lý đọc. Ta cũng hết sức tuyệt nghĩ a, à, làm hiên vũ mang người đồng bạn đến. Mà đứng, đường vũ lân há to miệng, bên cạnh đi thương lượng thứ tự xuất trận, cổ Nguyệt Na vẫn như cũ đối mặt hải thần hồ khẩu, bầu không khí trở nên lúng túng, mong muốn đối nàng nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. Hai người đều không mở 144 Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn tụ tập tại cùng một chỗ, lần này khiêu chiến thực hành quy định đào thải, ta tới an bài một chút thứ tự xuất trận. Tiền lỗi, cho ngươi một cái chứng minh cơ hội của chính mình, ngươi đệ nhất một cái ra trận. Tốt. Tiền lỗi con mắt lóe sáng. Đây chính là hiếm có cơ hội biểu hiện, mà lại lúc trước nhiều người như vậy cho hắn tắt đèn coi hắn là thành đồ đần nếu không phải lam mộng cầm không có vì vậy mà ghét bỏ hắn hắn chỉ sợ muốn buồn đến chết hắn trong lòng đang kìm nén khẩu khí đâu nghe được lam hiên vũ liền không chút do dự nhạy gật đầu lam hiên vũ tiếp tục nói ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé phong tử người cái thứ hai tốt lưu phong đáp ứng một tiếng Lam Hiên Vũ tiếp tục nói, Huy Huy, ngươi cái thứ ba, Tu Tu cái thứ tư, Vũ Cách cái thứ năm, ta cái thứ sáu. Lam Mộng Cầm nghi hoặc nói, ta đây đâu? Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, ngươi làm hậu cần bảo đảm, vì mọi người trị liệu thương thế. Đối kháng nhất định sẽ vô cùng kịch liệt, khó đảm bảo không có đồng bạn thụ thương. Mà lại, ta nghĩ chúng ta sáu cái hẳn là cũng đủ. Hắn nói đến câu nói sau cùng thời điểm, trong lời nói tràn đầy lòng tin, Đối với Lam Hiên Vũ an bài, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị, dồn dập gật đầu đồng ý, bảy người thứ tự xuất trận quyết định như vậy đi xuống tới. Cùng bọn hắn bên này so sánh, một bên khác tình huống ngược lại có chút phiền phức. Ở đây mặt khác nội viện học viên cộng lại có hơn 80 người, cái nào không phải thiên chi kiêu tử? Thế nào từng cái cái không phải dị bẩm thiên phú cường giả? Này hơn 80 người chi bên trong tuyển ra 7 người, nhưng không có dễ dàng như vậy. Trước khỏi cần phải nói, bọn hắn lẫn nhau đều không phục, cái này hết sức chậm trễ thời gian. Đây cũng là vì cái gì cái gì hải thần, các các chủ trì cho bọn hắn 10 phút đồng hồ tới chọn người, cái này hạn chế tương đối mà nói là tài Lam Hiên Vũ Phương có lợi. Làm Lam Hiên Vũ hắn một lần nữa đạp vào hải thần hồ mặt hồ thời điểm, một bên khác còn chưa có xác định cuối cùng ra cuối cùng, những cái kia nội viện học viên dùng một cái phương thức đặc thù, tới quyết định thứ tự xuất trận một ngoại trừ trận đầu, mặt khác buổi diễn nhường thích hợp người ra sân, Nói cách khác, bọn hắn sẽ căn cứ Sử Lai Khắc Thất Quái, bên này ra sân người năng lực phái ra người khiêu chiến. Người nào càng thích hợp đối phó đối phương, người nào liền ra sân. Đối Lam Hiên Vũ bọn hắn quen thuộc nhất phải kể là Tư Mã Tiên. Hắn đã từng nhiều lần cùng Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đấu, đối bọn hắn võ hồn ít nhiều biết một chút. Hắn đã vừa mới đem Lam Hiên Vũ, bảy người tình huống cặn kẽ cho mặt khác nội viện học viên giảng thuật một lần. Chương 1247 lúc này, mắt thấy bảy người đồng thời người chàng. Mặt khác nội viện học viên bên này, một tên thân hình cao lớn thanh niên đi ra. Trận đầu đối với hai bên tới nói đều phi thường trọng yếu. Thấy này đi ra thanh niên, hai thần các các chủ khẽ vuốt cằm, Không hề nghi ngờ, vị này là sử lai khắc thất quái danh hiệu hùng hồn người cạnh tranh. Nếu như muốn theo hơn 80 cái nội viện học viên chi bên trong tuyển ra thất người, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tại trên danh sách. Kỳ thật, Lam Hiên Vũ mấy ngày nay một mực tại nghiên cứu có, có thể trở thành bọn hắn đối thủ cạnh tranh nội viện học viên tư liệu, trước mắt vị này đúng là hắn hiểu qua, Lăng Vũ Mặc, nội viện thâm niên học viên, tại nội viện đã tu luyện trọn vẹn thời gian 8 năm. Hắn thực lực cực cường, ít nhất đạt đến siêu cấp đấu là trình độ, mà lại, hắn còn có được song sinh võ hồn, là cường công, hệ khống chế chiến hồn sư, tiền lỗi đối đầu Lăng Vũ Mặc, có thể hay không chiến thắng còn thật sự có chút khó nói. Học viện Sử Lai Khắc nội viện học viên, vị nào không phải thiên chi kiêu tử, hồn sư thế giới người nổi bật, có thể trở thành làm Sử Lai Khắc thất quái người ứng cử học viên, tương lai đều là có cơ hội thành thần thiên phú, nỗ lực tâm tính, thiếu không thể. Lăng Vũ Mặc cũng không có tham gia lúc trước ra mắt đại hội, bởi vì hắn đã có người yêu. Thứ chàng, hai bên muốn đồng thời ra ứng cử viên, cho nên mặt khác nội viện học viên bên kia nghĩ cách châm, đối với đối thủ tiến hành bố trí. Nhưng Lăng Vũ Mặc cường giả như vậy người ra sân, mục đích quan trọng nhất liền là thăm dò một hạ Lam Hiên Vũ bọn hắn này thất cá nhân thực lực. Dựa theo lúc trước Lam Hiên Vũ, chỗ cho thấy thực lực, hắn rất có thể đã có phong hào đấu là trình độ, mà lại võ hồn phi thường mạnh mẽ, như vậy, đồng bạn của hắn cũng hẳn là bát hoàn đến cử hoàn dáng vẻ. Dù sao cũng là tân sinh, đây đã là khá là ghê gớm thành tích. Nhưng căn cứ tư mã tiên phán đoán, Lam Hiên Vũ đồng bạn là bát hoàn khả năng càng lớn, chỉ có đường vũ cách có thể là cử hoàn. Bọn hắn võ hồn là cái gì, tư mã tiên cũng nói cho bên này nội viện học viên. Lúc này, mắt thấy cái thứ nhất ra tới đối mặt lăng vũ mặc lại là tiền lỗi, tư mã tiên không khỏi sừng sốt một chút. Tiền lỗi năng lực, hắn vẫn là rất rõ ràng, tại trong ấn tượng của hắn, tiền lỗi hẳn là Lam Hiên Vũ trong bảy người thực lực một cái. Hắn vốn cho là, Lam Hiên Vũ người sáng lập hội trước phái ra đường vũ cách, sau đó chính mình tọa chấn kết thúc công việc. Dạng này là tương đối tốt phương thức, ít nhất sẽ không thua đến khó coi như vậy. Chính là bởi vì hiểu rõ bọn hắn, tư mã tiên thì càng không cho rằng bọn họ có cơ hội chiến thắng hắn tiến vào nội viện muốn so với bọn hắn hai năm trước, bởi vì đã từng nhiều lần thua với Lam Hiên Vũ đoàn đội, lại thêm có Đường Vũ cách tại, hắn một thẳng đều chú ý tam thập tam thiên dực đối Lam Hiên Vũ bọn hắn thực lực dù sao cũng hơi hiểu rõ ủng hộ kênh qua link halaji.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. hôm nay Lam Hiên Vũ đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại, quả thực khiến cho hắn lấy làm kinh hãi, có chút hoài nghi phán đoán của mình bất quá hắn tin tưởng hồn sư thực lực tăng cường cho tới bây giờ đều không phải là một lần là xong coi như lam hiên vũ thực lực đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng không thể mỗi người đều là như thế đi mà lại lam hiên vũ bảy người phần lớn đều là bát hoàn cấp độ làm sao có thể chiến thắng bên này bảy cái ít nhất là siêu cấp đấu là nội viện học viên Sử lai khắc học viện siêu cấp đấu la cùng phía ngoài siêu cấp đấu la, vẫn là không đồng điều một dạng, học viện siêu cấp đấu la tối thiểu nhất cũng là tam tự đấu khải sư, đồng thời có được thiên phú rất cao, lại thêm tự thân có được cơ bên trong, thực muốn song giáp lưu. Tại mặt khác nội viện học viên xem ra, trận này chọn thành càng giống là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn là một chuyện, tranh đoạt sử lai khắc dưới công lao, mặt khác nội viện học viên tự nhiên là công nhận, nhưng tán thành công thất quái xưng hào lại là khác chuyện bọn hắn tuyệt không hy vọng làm hiên vũ. Bảy người cướp đi này bảy cái danh ngạch, bởi vì làm mỗi người bọn họ đều nghĩ đoạt được từng cái cái danh ngạch. Hai bên ở trên mặt hồ đứng vững, tiền lỗi đột nhiên giơ tay lên, nói, các chủ, ta có chuyện muốn nói. Hải thần các các chủ lông mày cao lại, trầm giọng nói, nói đi. Tiền lỗi nói, ta là lực lượng hình chiến hồn sư. Tại hải thần hồ trên mặt hồ chiến đấu, với ta mà nói hạn chế ra khá lớn, ta có thể hay không xin tại cứng rắn tính chất trên mặt chiến đấu, Hải thần các các chủ sừng sốt một chút, đừng nói là nàng, ở đây những người khác không khỏi hơi sừng sốt. Mọi người đột phá đến thất hoàn về sau liền có thể bay lượn, huống mà còn có cơ giáp, tại cứng rắn tính chất trên mặt chiến đấu cùng, ở trên mặt nước chiến đấu khác nhau ở chỗ nào sao? Ta đồng ý, Lăng Vũ Mặc không chút do dự nói. Lăng Vũ Mặc nội tâm là cô độc mà kiêu ngạo. Theo lúc trước tiến vào người ngoại viện bắt đầu, hắn tại trong đám bạn học liền dùng nhất chi độc tú tư thái tiến lên. Nếu như không phải là vì sử lai khắc thất quái xưng hào, hắn thật không nguyện ý dạng này đi đối mặt niên đệ, mà lại chính mình vẫn là làm người khiêu chiến. Hắn thấy, bản thân cái này liền không quá công bằng. Vậy ngươi muốn loại nào cứng rắn tính chất mặt? Hải thần các các chủ nhàn nhạt hỏi. Tiền lỗi nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là tại nơi này đi, đóng băng từng cái hạ nước hồ là được rồi. Hải thần các các chủ thản nhiên nói, vậy thì do chính các ngươi người để hoàn thành. Được rồi. Tiền lỗi cười hắc hắc, quay người hướng phía bên bờ phất phất tay, mộng cầm sớm đã đứng tại bên bờ một tầng nhàn nhạt vòng sáng xanh lam theo nàng dưới chân tóe thả lập tức theo tất một bên nàng chỗ mặc cho địa phương bắt đầu một tầng băng vụ cấp tốc tỏ khắp mà ra hải thần hồ nước hồ rất nhanh kết băng không có cái gì thời gian sao bùng nổ thức hồn lực nhưng nhiệt độ đang nhanh chóng giảm xuống cơ hồ chẳng qua là bảy tám lần hô hấp bên này mảng lớn mặt hồ đã ngưng kết thành băng mà lại dị thường kiên cố có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi ngưng nước thành băng, là mộng cầm vị này ứng hồn lực cường độ khiến cái khác nội viện học viên nghiêm nghị. Nhiều đến đến, phong hào đấu la cấp độ, ít nhất cũng có chuẩn phong hào đấu la cấp độ thực lực. a, à, hiện tại tân sinh đều lợi hại như vậy sao? Tiền lỗi lãng lấy là mộng cầm phương hướng so cái ngón tay cái, đồng thời phiêu nhiên rơi vào trên mặt băng, hướng phía lăng vũ mặc cười cười, nói, vẫn là cước đạp thực địa cảm giác tốt, trong lòng nắm chắc. Lăng vũ mặc lạnh nhạt nói, niên đệ cẩn thận, học trưởng, mời. Tiền lỗi nói ra thỉnh chữ thời điểm, hai con ngươi trong nháy mắt liền phát sáng lên, bởi vì đột nhiên khí tức bắn ra. Lúc trước hắn tại ra mắt trên đại hội thể hiện ra võ hồn chân thân, mọi người còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Mặc dù mọi người đối với hắn tình thương có chất vấn, nhưng này tựa như hồng hoang mãnh thú từng cái khí tức mọi người vẫn nhớ rất rõ ràng. Từng cái đen kịt hồn hoàn theo lăng vũ mặc dưới chân phiêu đãng ra, tại không có 10 vạn năm hồn thú tình huống dưới, vạn năm màu đen hồn hoàn cơ hồ là hồn hoàn phẩm chất cực hạn. Màu đen hồn hoàn vô luận thông qua thăng linh đài lại thế nào thăng cấp, cũng không có khả năng tiến hóa làm 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn. Chín cái màu đen hồn hoàn theo dưới chân bay lên, Lăng Vũ mặc khí thế lập tức trở nên không đồng đều một dạng. Hắn không có tản mát ra đặc biệt cường đại lực áp bách, nhưng cả người phảng phất đã ẩn giấu trong bóng đêm. Hết thảy chung quanh đều trở nên hối xác thực không rõ, người cũng bắt đầu trở nên hư ảo, dưới chân một cái quang hoàn tùy theo nở rộ đến một bộ màu đen đấu khải lặng yên không một tiếng động hơi thở bao trùm thân thể của hắn cái kia rõ ràng là một bộ tam tự đấu khải quang hoàn chính là từ đấu khải mà đến hoa lệ đấu khải bao trùm toàn thân nhường khí tức của hắn trở nên càng thêm dày đặc mà nội liễm cho dù là đối mặt niên đệ học viện sử lai khắc học viên cũng xưa nay sẽ không chủ quan kiêu ngạo là xây dựng ở thực lực trên cơ sở mà không phải là bởi vì khinh địch dù nói thế nào đối phương cũng là học viện quyết định mới đời sử lai khắp thất quái chi lăng vũ mặc không có chút nào chủ quan suy nghĩ nhưng hắn cũng không có phóng thích cơ giáp đối với đỉnh đỉnh cấp hồn sư tới nói cơ giáp vẫn là có khí phát nặng không đủ linh hoạt Trừ phi cực kỳ vũ trụ chiến, bằng không học viện Sử Lai like Khắc cường giả càng muốn trực tiếp dùng đấu khải, tiến hành chiến đấu, thấy đối phương phóng thích đấu khải, Tiền Lỗi tự nhiên cũng đem chính mình đấu khải phóng thích ra ngoài, to lớn hai cánh bản sau lưng bày ra, đấu khải dày nặng mà bền chắc, xem xét liền phẩm chất phi phàm. Nhưng phẩm chất cho dù tốt, cái kia cũng chỉ là nhị tự đấu khải. Chương 1248 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đúng lúc này, lăng vũ mặc dưới chân, lại một cái quang hoàn nở rộ mà ra. Hắn tự do thứ cái thuộc về tam chữ đấu hắn quang hoàn là màu đen. Phía trên có do nhu loại đường cong tạo thành đồ án, mặt cái thứ hai quang hoàn thì là màu tím nhạt. Càng tăng thêm mà phân thần bí mà hoa lệ mùi vị. Xong quang hoàn, cái thứ nhất quang hoàn hiển nhiên là thuộc về đấu khải. Như vậy, này cái thứ hai quang hoàn hẳn là thuộc về tinh thần lực. Điều này đại biểu hồn sư đã có linh vực cảnh tinh thần lực có được linh vực cảnh tinh thần lực siêu cấp đấu là tiếp tục hướng phía trước liền muốn chạm đến thần cấp. Tiền lỗi nhìn xem đối thủ như vậy, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Dưới chân đồng dạng là từng cái hồn hoàn bay lên. Lăng vũ mặc thấy hắn hồn hoàn lúc không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền lỗi hồn hoàn nhìn qua cũng không có cái gì quá chỗ đặc thù, bất quá quỷ dị chính là trong đó lại còn có màu tím. Hai cái tinh màu tím, bảy cái hiện lên màu đen, cái này là tiền lỗi hồn hoàn. Phải biết, đến nội viện về sau còn có màu tím hồn hoàn, học viên tuyệt đối liêu số không không mà mọi người đã sớm biện pháp thông qua thăng linh, đài đi tăng lên hồn hoàn phẩm chất. Nhưng tiền lỗi hồn hoàn màu sắc nghĩa cùng bình thường có chút không đồng điều dạng. Vô luận là màu tím mạc vòng vẫn là màu đen hồn hoàn, tự hồ cũng mạ một tầng màu vàng nhạt. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng tất cả mọi người là hồn sư, đối hồn hoàn màu sắc quá quen thuộc, lăng vũ mặc trước tiên liền nhìn ra hắn này hồn hoàn về màu sắc khác biệt. Hắn là cửu hoàn, phong hào đấu la, Tư Mã Tiên ánh mắt một thoáng liền ngưng trệ. Lúc nào liền tiền lỗi đều đi đến phong hào đấu là trình độ rồi. Trên thực tế, tiền lỗi hồn hoàn bên trên cái kia từng cái tầng màu vàng nhạt cũng không là nguyên lai like liền có, mà là hắn tại thiên long tinh bên trên, được sự giúp đỡ của Lam Hiên Vũ, dùng huyết mạch tối thể chi pháp thối luyện tự thân về sau mới xuất hiện. Từ khi dùng hợp kim mập mạp về sau, hắn liền lại không có thu hoạch qua mặt khác hồn linh. Không phải hắn không nghĩ, mà là kim mập mạp có mãnh liệt tính chất biệt lập, căn bản cũng không cho phép hắn thu hồn linh khác. Mỗi khi tiền lỗi cần hồn hoàn tiến hành tăng lên thời điểm, kim mập mạp tự nhiên là sẽ vì hắn ngưng tụ ra hồn hoàn. Mặc dù không có mười vạn năm hồn hoàn, nhưng hồn kỹ một cái đều không ít. Một cái kim mập mạp lại vì hắn cung cấp bảy cái hồn hoàn, này có thể so sánh bình thường hồn linh cung cấp hồn hoàn nhiều hơn không ít. Coi như là hung thú, cũng không cách nào cung cấp nhiều như vậy hồn hoàn. Bởi vậy, liền tiền lỗi chính mình cũng không rõ ràng, nằm trong loại trạng thái này chính mình còn tính hay không là thuần túy hồn sư. Với hắn mà nói, tu luyện huyết mạch tôi thể chi pháp liền là dùng hoàng kim bì mông huyết mạch tôi thể. Kim mập mạp sớm đã thành thân thể của hắn một một bộ phận, hoàng kim bì mông huyết mạch đối với hắn nguyên bản võ hồn ảnh hưởng to lớn, khiến cho vẫn luôn tại chiều lấy mạnh mẽ hướng đi biến dị. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ Long Thần, huyết mạch có thể vững vàng áp chế hắn huyết mạch bên ngoài, những người khác huyết mạch đều không thể áp đảo trên đó huyết mạch khí tức quanh quẩn, tiền lỗi nhếch miệng cười, cũng không có thứ thời gian hướng đối diện phóng đi, mà là khoát tay, hướng trên không ném ra ngoài từng cái miếng màu vàng kim tiền. Hắn võ hồn cho tới bây giờ đều không phải là hoàng kim bỉ mông, mà là triệu hoán tiền tài, chỉ bất qua hắn triệu hoán tiền tài bởi vì hoàng kim bỉ mông, mà sinh ra biến dị mà thôi. Lăng Vũ mặc tay trái từng cái vung, bầu trời trong nháy mắt trở nên càng thêm âm u, tinh mị mưa bụi từ trên trời giáng xuống, sơn, Lăng Vũ mặc hướng tiền lỗi phương hướng che phủ tới, khiến cho hết thảy chung quanh đều trở nên âm u dâng lên. Thủy nguyên tố, ám nguyên tố trong nháy mắt liền trở nên rồi rào. Song nguyên tố trưởng khống, cái này là Lăng Vũ mặc song sinh võ hồn, mà lại hắn đem đúng đúng hai loại nguyên tố trưởng lực khống chế muốn tu luyện đến đỉnh phong, Bóng tối này chỉ vũ cùng bạch tú 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 băng ma tuyết có chút tương tự, chỉ là nước mưa không giống bông tuyết biến hóa nhiều như vậy nhưng hạ xuống tốc độ, càng thêm nhanh chóng ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Triệu hoán tiền tài bị ném đến trên không, một cái cánh cổng ánh sáng lập tức tại tiền lỗi trước người phát sáng lên. Nương theo lấy một tiếng rít gào trầm trầm, một đầu thân cao vượt qua 10 mét, toàn thân bao trùm lấy màu xám đen mau bỉ mông, lớn từng từ bên trong vọt lên ra mét, nó đường đi mặt băng phát ra biến long tiếng vang hướng phía đối diện lăng dùng mặc vọt tới tiền lỗi đưa ra muốn tại cứng rắn tính chất trên mặt chiến đấu rõ ràng không phải là vì chính mình hắn bay được nhưng hắn triệu hoán bỉ mông cự thú không thể bay triệu hoán lăng vũ mặc trong mắt lóe lên một vệt sáng trên không mưa bụi vẫn tại hạ xuống tiền lỗi chung quanh thân thể xuất hiện một tầng do hồn lực ngưng tụ mà thành hào quang chống cự lại hắc ám chi vũ ăn mòn nhưng tại dạng này trạng thái hắn tự thân hồn lực tiêu hao nhất định không nhỏ diện đối bỉ mông cự thú lăng vũ mặc tay phải vung lên trên không mưa bụi đột nhiên hướng hắn ngưng tụ mà đi một cây to lớn màu đen cột nước trùng kích mà ra vừa vặn đâm vào bỉ mông cự thú trên thân phục nổ thật to âm thanh bên trong, bỉ mông lớn từng lập tức bị đánh đến bay ra ngoài, toàn thân đều bị bao khỏa tại màu đen trong cột nước, trực tiếp hướng về nơi xa, lăng vũ mặc kỳ nhọn chĩa xuống đất, sau lưng hai cánh bảy ra, tốc độ nhanh vô cùng, phảng phất chung quanh đen con ngươi chi vũ đều tại thôi động hắn cấp tốc tiến lên. Tay phải của hắn trên không trung khẽ vồ, một thanh do màu đen nước mưa ngưng kết, ma thành trưởng kiếm liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một kiếm chảm ra, trên không hết thầy hắc ám chi vũ đều hướng phương hướng của hắn ngưng, hình dài đến 10 mét màu tím mặc cho đến gió khắc bên trong cố hình. Đồng thời tại hạ khoa, liền đến yên tĩnh tiền lên lớn không khí chung quanh đột nhiên trở nên dính đặc, hết thầy nước mưa lúc này phảng phất hóa thành đầm lầy, khiến cho tiền lỗi hãm sâu trong đó, sự tình dùng tóc trắng, cơ đến liền động tác đều trở nên đổi chậm, kiếm lớn màu đen đã đến đỉnh đầu, tiền lỗi ngẩng đầu, nhách miệng cười một tiếng, hướng mục đích kim, ánh sáng bỗng nhiên dùng thân thể của hắn làm trung tâm tiến vào phát ra, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, cơ hồ trong nháy mắt liền dài đến cao 15 mét. Hắn cơ đến không dùng tay nghe phu ngăn cản, mà là tùy ý cái kia màu đen ngày bộ mới, tại chính mình đổi hạn phanh một tiếng A vang, màu đen lớn sáng tạo trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số màu đen mưa ánh sáng tứ tán bay tán loạn nhưng tiền lỗi vẫn như cũ phẩm nhưng đứng thẳng, hắn gặp thấy đầu, mang trên đầu đang ở sâm làm chính mình màu đen dùng cầu hất ra. Thật mạnh phòng ngự. Quan tâm người này một trận chiến nội viện các học viên vẻ mặt cũng thay đổi. Tiền lỗi chống đỡ được đợt mưa mặc nhất nhớ hắc ám mưa gió chảm. Đây chính là siêu cấp đấu là một kích toàn lực, hơn nữa còn là tại có tam tự đấu khải phụ trợ tình huống dưới. Lực phòng ngự của hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Đây tuyệt đối không phải nhị tự đấu khải có thể mang cho hắn trên thực tế theo tiền lỗi thân thể bành trướng lúc này nhị tự đấu khải đã ẩn không cho hắn trong cơ thể vẫn là sẽ để cho lực phòng ngự của hắn tăng cường chẳng qua là không nữa hướng ra phía ngoài hiển hiện đúng lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lăng vũ mặc sau lưng song to lớn lợi trào kéo ra hướng hắn phần lưng chộp tới đạo thân ảnh này rõ ràng là lúc trước bị hắn nhất kích đánh bay bỉ mông cự thú Lúc này, đầu này bỉ mông cự thú trên thân còn bốc lên lấy khói mù, hiển nhiên là thừa nhận hắc ám chi vũ ăn mòn, nhưng này cũng không có ảnh hưởng lực công kích của nó. Nó bay lên trời, nhảy trăm thước cao, sau đó mới nhào về phía lăng vũ mặc. Một đạo thủy màn một cách tự nhiên tại lăng vũ mặc lưng sau khi ngưng tụ mà thành, đem bỉ mông cự thú bao bọc ở bên trong, khiến cho nó không thể động đậy. Tiếp theo trong nháy mắt, màn nước kịch liệt xoay tròn, vòng xoáy bên trong phảng phất có vô số lợi đao, điên cuồng cắt chém hướng bỉ mông cự thú thân thể. Tiền lỗi vẻ mặt hơi hơi biến, trong mắt chợt lóe sáng, đầu kia bị mông lớn từng đột nhiên tan biến, bị hắn thu hồi. Cùng lúc đó, tiền lỗi trên người đệ tứ hồn hoàn phát sáng lên, triệu hoán tiền tài lần nữa bị ném ra ngoài, nhưng, lần này không còn là một viên, mà là ba cái. Ba phiến cánh cổng ánh sáng đồng thời xuất hiện tại trên mặt băng, nương theo lấy, gào thét, ba đầu bị mông cự thú theo ánh sáng rộng, bên trong ngang tàng lao ra. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, ở đây nội viện các học viên vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lên, chương 1249 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Mặc dù lăng vũ mặc suýt nữa tiêu diệt đầu kia bị mông cự thú, nhưng này bị mông cự thú đối mặt siêu cấp đấu là công kích, chẳng những không có trước tiên bị đánh tan, còn có thể khởi sướng phản kích, rõ ràng thực lực của nó mạnh bao nhiêu. Mà đây vẫn chỉ là tiền lỗi sinh vật triệu hồi mà thôi, tiền lỗi tự thân biến thành hoàng kim bỉ mông, công thủ năng lực càng là mạnh đến làm người kinh ngạc tán thán, màu vàng kim bóng mờ lấp lánh, tiền lỗi đã ngang tàng nhào về phía lăng vũ mặc. Đối mặt lăng vũ mặc công kích, hắn căn bản cũng không ngăn cản, từng cái song to lớn màu vàng kim lợi trào kéo ra, xé rách không gian, hóa thành đạo đạo cự đại màu vàng kim đao ánh sáng, hướng lăng vũ mặc đánh tới. Ở thời điểm này, lăng vũ mặc biểu hiện ra mạnh mẽ năng lực khống chế. Trên không giọt mưa rồn dập hóa thành tinh mịn mưa bụi, quấn quanh lấy tiền lỗi thân thể cùng màu vàng kim đao ánh sáng, mỗi một đạo mưa bụi đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mà ảnh hưởng tiền lỗi hành động tốc độ cùng cường độ công kích mà lăng vũ mặc thì tựa như như quỷ mị tại màn mưa bên trong xuyên qua từng chuôi to lớn màu đen mưa kiếm rồn dập chạm tại tiền lỗi trên thân mà lúc này tiền lỗi triệu hoán đi ra ba đầu bì mông đã ngang tàng sông tới lộn xộn bật lên mà lên theo phương hướng khác nhau hướng lăng vũ mặc khởi xướng trùng kích Lăng Vũ mặc thân thể xung quanh dùng màn mưa lần nữa xoay tròn, lớn mưa lớn màn đợt cơn xoáy bùng nổ, đem ba đầu bì mông cự thú bao bọc, lợi dụng ăn mòn đặc tính ăn mòn thân thể của bọn nó. Tiền lỗi trên người thứ năm chảy vòng đột nhiên sáng lên, một mảnh nhã án bạc chỉ lấy thân thể của hắn làm trung tâm trong nháy mắt hướng ra phía ngoài xuất phát, bay vọt tránh đi ánh bạc. Thế nhưng, cái kia ánh bạc hướng trên không ra dùng cảm giác ánh mắt động, thân thể nhanh chóng ba đầu bì mông lớn từng trên thân, cũng không là công kích hắn, mà là bao trùm tại hiện bình tịch xuất hiện. Ba đầu bỉ mông một trên thân màu xám đen mau đột nhiên trở nên sáng lên, màu sắc biến thành sáng lạn màu bạc. Đồng thời, chúng nó hình thể lần nữa biến lớn, theo lúc trước mét cao bành trướng đến cao 12 mét, khi thế tăng lên dữ dội, lợi chảo vung lên, ngang tàng xé mở màn mưa. Chúng nó mặc dù đều hướng rơi xuống, thế nhưng không tiếp tục bị màn mưa bao phủ. Thứ năm diễn so sánh, bạch ngân dùng thể, làm hết thảy triệu hồi ra bỉ mông lớn phổ tấn thăng làm bạch ngân bỉ mông, Tiên thạch tự thân sức chiến đấu càng nhiều hơn chính là đến từ kim mập mạp, cộng sinh phụ thể, nhưng hắn hồn kỹ vẫn như cũ là dùng triệu hoán làm chủ. Bất quá, hiện tại hắn triệu hoán tiền tài phải gọi bỉ mông triệu hoán tiền tài, bởi vì nương theo lấy tiến hóa, hắn chỉ có thể triệu hoán bỉ mông cự thú, mà kèm theo hồn kỹ cũng đều cùng bỉ mông cự thú có quan hệ. Tiền lỗi ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, ba đầu hạ xuống bạch ngân bỉ mông vừa mới chạm đến mặt băng, liền hồi trở lại dùng gào thét sau đó, quan chiến mọi người liền thấy, tiền lỗi trên người thứ sáu hồn hoàn phát sáng lên. Một tầng hồng sắc quang vững tiến vào thả, bao trùm thân thể của hắn, cũng bao trùm cái kia ba đầu bạch ngân bì mông thân thể. Tiền lỗi cùng cái kia ba đầu bạch ngân bì mông thân thể không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt trong chốc lát đều biến thành màu đỏ. Đây là thứ sáu hồn kỹ, toàn thể khát máu, mãnh liệt khí huyết gợn sóng phóng lên tận trời, tiền lỗi hét lớn một tiếng, một đôi lợi chảo vung vẩy, trên bầu trời, lập tức thêm ra lối đi tung hoành trăm mét to lớn màu vàng kim đao ánh sáng, hướng phía lăng dùng mặc công kích mà đi. Uy thế như thế, sườn lúc rộng kinh toàn trường. Cái kia sợ trước khi lực phá hoại thậm chí phá vỡ không gian, khiến cho không gian đạo đạo vết rách to lớn, đem cái kia từ trên trời giáng xuống hắc ám chi vũ hấp thu. Không chỉ như thế, đường xa đến năm một dùng mặt đất bên trên người từ phục bỉ mông, trên thân nhất giáo mặt ra, phi tốc đến phát, nhã phát thuật học khí bên trong hết thảy. Tập hợp tại chung quanh hắn hình thành, vẫn là có biện pháp ngăn cản, phiền toái nhất chính là tiền lỗi cùng bạch ngân bỉ mông. Thân là đề cực đấu bên trong, hắn tại có tam chữ châu có thể trồng thực tình huống dưới. Sự phòng triệt đề lực cũng tương đương mạnh. Nhưng hắn thi triển thứ ba hồn kỹ chiếu chi hắc ám vũ kiếm, phát ra một kích toàn lực, người ta vậy mà dùng thân thể trọi cứng, loại tình huống này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cái kia hắc ám vũ kiếm không chỉ có mạnh mẽ lực phá hoại, còn có rất mạnh ăn mòn lực, nhưng rơi vào tiền lỗi trên thân, chỉ có thể để cho thân thể lay một cái, căn bản là không có cách lại lúc hắn tạo thành chân chính tổn thương. Ba đầu bạch ngân bỉ mông lần lượt vọt lên, nhào về phía lăng dùng mặc, nghĩa nhiều lần bị hắn đánh bay, thế nhưng, tại bạch ngân hóa về sau, bọn chúng trùng kích cũng làm cho lăng vũ mặc vô phương hoàn toàn nhanh chóng trình. Cố đấu tiến hành đến nơi này, nội viện các học viên tâm tình đã kinh biến đến mức trở nên nặng nề, Tiền người thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Trước không nói cử hoàn tu vi, riêng là này năng lực thực chiến liền làm bọn hắn hạ kinh. Đây là thuần túy hệ cường công hồn sư sao. Không phải, hắn còn có thể triệu hoán. Hắn triệu hồi ra sinh vật sức chiến đấu mạnh, đủ để so sánh chiến đấu loại hình 7-8 vạn năm hồn thú. Dạng này hao tổn xuống, đối lăng vũ mặc tuyệt đối là bất lợi sinh vật triệu hồi tiêu hao chẳng qua là hồn lực, phong hào đấu la có được hồn hạch, mong muốn đem hồn lực của bọn họ tiêu hao đến vô phương chiến đấu, cần thời gian cũng không ngắn. Mà lăng vũ mặc mặc dù có được song sinh võ hồn, hồn lực càng càng hùng hậu, nhưng thi triển hắc ám vũ mặc cần đồng thời vận dụng hai loại võ hồn, tiêu hao cũng không nhỏ. Hắc ám ăn mòn đối bạch ngân bỉ mông hữu hiệu, nhưng đối với tiền lỗi rõ ràng không có tác dụng gì. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể chiến thắng tiền lỗi người quan chiến có phán đoán, lăng vũ mặc chính mình tự nhiên vô cùng rõ ràng, hắn biết, không thể lại như thế chờ đợi. Thân thể của hắn trên không trung nhéo một cái, tránh đi tiền lỗi vung ra mấy đạo kim sắc đào ánh sáng, trên thân sắp hàng tại vị thứ bảy hồn hoàn trong nháy mắt phát sáng lên. Trong chốc lát, lăng vũ mặc trên người chín cái màu đen hồn hoàn tựa như phân liệt, đột nhiên biến thành 18 cái hồn hoàn. Nay 18 cái hồn hoàn tầng tầng lớp lớp, khiến cho người hoa mắt thần dao động, này chút hồn hoàn, vòng vây quanh hắn bên trong thân thể phi tốc lữ bắt đầu chuyển dâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành bóng tối vô tận đầu hướng tiền lỗi chỗ đại phương hướng ngưng tụ mà đi. Một đầu bạch ngân so thường vừa vặn vọt lên, đụng người cái kia bóng tối vô tận bên trong. Một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia vô tận tận hắc ám đột nhiên hóa thành vòng xoáy, mạnh mẽ đem đầu kia bạch ngân bị mông thôn phệ. Cơ hồ là trong chốc lát, tiền lỗi cùng đầu kia bạch ngân bỉ mông ở giữa liên hệ liền chặt đứt, tiền cơ phục lâu đề, không để cho mặt khác hai đầu bạch ngân bỉ mông tiếp tục tiến công. Mà lúc này trên không được dùng quả đã tốt biến thành cái cự nhân. Hắc ám kéo dài, kéo dài tới, thân cao trăm mét hắc ám cự nhân xuất hiện tại không căn cứ bên trong. Cự nhân thân thể tự hồ hoàn toàn là do hắc ám cùng thủy ngưng tụ mà thành, trên thân còn có màu đen đợt thể không ngừng nhỏ xuống, tại trên mặt băng hình thành từng cái hố sâu. Đây là võ hồn dung hợp kỹ, vẫn là võ hồn chân thân, tiền lỗi rơi xuống đất, hai đầu bạch ngân bị mông phân biệt tại thân thể của hắn hai bên. Thấy này khổng lồ thân ảnh màu đen, liền xa xa lam hiên vũ cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái kia khổng lồ màu đen thân thể tán phát hồn lực gợn sóng đã không phải là siêu cấp đấu la đơn giản như vậy, cực hạn đấu la cũng chỉ đến như thế. Lăng vũ mặc mặc dù không thể cùng hắn đã từng đối mặt tề thiên long so sánh, nhưng cũng chỉ là tại cường độ thân thể bên trên kém một chút, năng lượng cường độ đã không kém bao nhiêu, chỉ có quen thuộc lăng vũ mặc người mới hiểu được đây thật ra là hắn chân chính đại chiêu cũng là hắn cạnh tranh sử lai like khắc thất quái danh hiệu át chủ bài mắt thấy vô phương trong khoảng thời gian ngắn kết thúc cùng tiền lỗi chiến đấu thậm chí không có mặt khác biện pháp tốt tới ứng đối hắn trực tiếp vận dụng đại chiêu chính là vì tốc chiến tốc thắng mặc dù hắn lúc này thì hạn hoặc kỹ tiêu hao rất nhiều nhưng thân làm siêu cấp đấu la hắn còn có thể kiên trì một quãng thời gian nếu như hắn có thể tốc độ cao hạ gục tiền lỗi, ít nhất còn có thể giữ lại định thực lực đối kháng tiếp theo một tên đối thủ. Đây là vũ ma chân thân. Lăng vũ mặc tu luyện nhiều năm, vì luyện thành cái này võ hồn chân thân cùng võ hồn dung hợp càng hợp, có song trọng tiêu trợ tác dụng to lớn, thời gian 3 năm mới tính triệt để đem hắn nắm giữ. Hắn không biết hao phí nhiều ít tâm lực, dùng trọn vẹn thanh thì, tu vi của hắn khẳng định còn có thể càng tiến một bước nhưng cũng chính là bởi vì đã luyện thành vũ ma chân thân, hắn mới thành sử lai khắc thất quái danh hiệu hùng hồn tranh đoạt người. trăm thước cao thân hình khổng lồ vừa xài bước ra, lập tức mấy chục cây màu đen cột nước phun ra, thẳng đến tiền lỗi cùng hai đầu bạch ngân bỉ mông tới. tiền lỗi hai tay kéo ra, một trái một phải phân biệt bắt lấy hai đầu khát máu trạng thái bạch ngân bỉ mông, sau đó đột nhiên nhảy lên thật cao, hai tay dùng sức vung ra, hai đầu bạch ngân bỉ mông tựa như như đạn pháo, thẳng đến vũ ma chân thân mà đi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha